Chào các bạn, rất vui khi được chia sẻ niềm đam mê của mình với các bạn và mong muốn mang đến cho mọi người những phút giây thư giãn và tràn đầy niềm vui. Nếu thấy video thú vị và hữu ích, hãy like, share và đăng ký để ủng hộ kênh của mình. Sự ủng hộ của các bạn là động lực để kênh phát triển và tạo ra nhiều nội dung tốt hơn trong tương lai. Cảm ơn các bạn. Biên Thành lưu vong tội thần nữ, mang không gian chạy nạn, tập 10, chương 191, ai cũng vớt không được. Hôm sau sớm, Văn Thị chỗ ở tiểu viện đến bà mối, Giả Minh Nguyệt làm tân nương tử, đi theo bà Văn Thị gặp người. Nghe nói là đến cho hướng Khương Bảo Châu cầu hôn, Giả Minh Nguyệt vô ý thức muốn cự tuyệt, được, không có nghĩ rằng, Văn Thị phi thường thống khoái mà một lời đáp ứng, đưa tiễn bà mối về sau, Giả Minh Nguyệt đi tìm Khương Bảo Châu đưa tin tức, Văn Xuyên Hàn do dự chỉ chốc lát, đi gặp cô mẫu Văn Thị, cô mẫu, chất tử là đến từ biệt, Văn gia đạt được Khương gia bị lưu vong tin tức về sau, lộn xộn, hắn cha mẹ tại Tây Bắc ngồi không yên, lại ném không ra trong tay việc phải làm, đành phải mấy người bọn hắn tiểu bối đến Bắc Địa, vốn cho là Khương gia trôi qua khổ, Văn gia đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Văn Xuyên Hàn đến mới biết được, Khương gia sống rất tốt, thậm chí không cần dệt hoa trên gấm. Xuyên Hàn a, ngươi ngồi trước, trong phòng, chỉ có cô cháu hai người. Văn Thị nghĩ đến nữ nhi lo lắng, cho rằng rất có đạo lý, cô mẫu có lỗi với ngươi. Văn Thị thở dài, nàng là làm không đúng, quá mức tự tư. Cô mẫu, ngài lời này bắt đầu nói từ đâu, nếu như bởi vì biểu muội việc hôn nhân, rất không cần phải. Văn Xuyên Hàn rất có tự tin, đối mặt Thẩm Hoài Dung. Hắn mới rõ ràng chính mình khiếm khuyết, đem nâng tại trên lòng bàn tay biểu muội gả cho Thẩm đại nhân, Văn Xuyên Hàn rất không nỡ, có một loại lão phụ thân đưa nữ nhi xuất giá tâm tình, cho dù không nỡ, chất nhi cũng cho rằng Thẩm đại nhân là nhất người thích hợp, thân ở cao vị, có bản lĩnh, mấu chốt nhất chính là, Thẩm Hoài Dung đem Khương Bảo Châu để ở trong lòng, rõ ràng như thế, liền hắn người ngoài này đều cảm nhận được, mình cùng Thẩm Hoài Dung so, nơi nào hơn được, cô mẫu. Ta đối Thẩm đại nhân nói, ta không thành thân, trước chờ mấy năm, một khi Thẩm Hoài Dung đối Khương Bảo Châu không tốt, hắn nguyện ý tiếp nhận biểu muội, dạng này, biểu muội có đường lui, hẳn là càng có cảm giác an toàn a. Văn Xuyên Hàn trả giá tinh thần, Văn Thị chấn kinh đến trợn mắt hốc mồm, cuối cùng đã rõ Khương Bảo Châu kia lời nói ý tứ, ngươi thật sự là ẩu tả, Văn Thị đã đau lòng vừa buồn cười, chờ loại tâm tình này đi qua sau, lại biến thành áy náy, nhiều năm như vậy. Nàng ỷ vào mình sinh nữ nhi, quá mức tùy hứng, Xuyên Hàn, cô mẫu không dối gạt ngươi, rất sớm trước kia, Văn Thị liền có thân càng thêm thân ý nghĩ, ở Kinh Thành, nhà nàng Bảo Châu quá mức đơn thuần, có thể nói là có chút ngốc, loại này tính tình, đến thế gia đại tộc, chỉ có bị nắm bị bắt nạt phần, Khương Bác Đấu cùng Văn Thị trong âm thầm vì nữ nhi việc hôn nhân sốt ruột, lại tìm không thấy nhân tuyển thích hợp, ái nữ sốt ruột, Văn Thị đánh lên nhà mẹ đẻ chủ ý, cô mẫu xem nhẹ tuổi của ngươi. Kỳ thật nam tử cũng chậm trễ không được a, nhất là, Khương Bảo Châu đã đính hôn, Văn Xuyên Hàn còn quyết định đợi thêm mấy năm, Văn Thị nghe xong, cả người đều không tốt, nàng hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy mình quá tự tư, cô mẫu, ngài đừng nhạy cảm, tốt nam nhi chí tại bốn phương, Văn gia sản nghiệp, phần lớn giao cho Văn Xuyên Hàn quản lý, hắn vào Nam ra Bắc, một khi thành thân, tổng không làm cho nương tử phòng không gối chiếc, hắn nghĩ trước xông xáo mấy năm, lại cân nhắc thành gia. Lại một cái, hắn hiện tại cũng rất mê man, từ lúc còn rất nhỏ, hắn luyện võ không chịu khó, cha mẹ liền sẽ dùng Bảo Châu đến khích lệ hắn, chỉ có luyện hảo công phu, có bản lĩnh kiếm tiền, mới có thể bảo vệ Khương Bảo Châu cái này tiểu biểu muội, trong nhà 10 cái tiểu tử, nếu như hắn có thể lấy được biểu muội, còn lại đường huynh đệ đều rất ao ước, cô mẫu, ngài thật đúng là đừng nói, biết được biểu muội đính hôn tin tức, các huynh đệ đối ta người đại ca này thân mật không ít, hiện tại tốt. Ai cũng vớt không được, nói bọn hắn là cá mè một lứa không quá đáng, Bảo Châu nói, mặc dù các ngươi là biểu huynh, ở trong mắt nàng và thân huynh dài không có khác nhau, đây là Khương Bảo Châu nguyên thoại, giữa bọn hắn là máu mủ tình thâm thân nhân, thân cận không thể càng thân cận, không cần thân càng thêm thân, Xuyên Hàn, ngươi phải vì mình nhiều chút suy xét, Văn Xuyên Hàn đã cập quan, việc hôn nhân phải đưa vào danh sách quan trọng, không có việc hôn nhân làm gông xiềng, nên cân nhắc mình thích loại kia cô nương. Thân càng thêm thân ý nghĩ, đối với ngươi mà nói là trói buộc, Văn Thị vì chính mình tự tư ảo não, luôn muốn đền bù, cô mẫu, chất tử thật không có cảm giác là trói buộc, biểu muội định cho Thẩm Hoài Dung, Văn Xuyên Hàn tâm phục khẩu phục, đương nhiên, một điểm cảm giác mất mát tránh không được, mẹ, biểu ca tại ngươi cái này sao, Ngoài cửa, Khương Bảo Châu hô, đêm qua, nàng trong không gian bận bịu cả đêm, Phương Ma Ma cho nàng mở ra một cái mạch suy nghĩ, tuy nói không thể làm gia nhập liên minh, có thể tìm đại diện thương phân tiêu, Tây Bắc sinh ý, liền giao cho biểu ca nhóm đến quản lý, 10 cái biểu ca, có sẵn Tráng Ninh, tuyệt đối là khai thác thị trường tốt giúp đỡ. Chương 192, chuyện tốt liên tục, cô mẫu, ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút, Văn Thị điểm đến là dừng, không nói thêm lời, nàng đã cho nhà mẹ đẻ viết một phong thư, trong thư biểu đạt ấy nấy, tương lai, chỉ hy vọng Văn Xuyên Hàn cưới cái khả tâm nương tử, Văn Thị cảm giác ấy nấy mới có thể giảm bớt, biểu muội, ngươi tìm ta, Văn Xuyên Hàn vén lên bông vải màn cửa, biểu muội tìm hắn, gọi lên liền đến, ngươi đi với ta phòng bếp a. Nói xong Tây Bắc gia nhập liên minh cho Văn gia, Khương Bảo Châu nói được thì làm được, ngũ vị hương hạt dưa cùng sâu lô đậu phộng, ta đến dạy ngươi, không chỉ có Văn Xuyên Hàn, còn có còn lại biểu ca, chờ bọn hắn học được về sau, trở lại Văn gia lại tìm đáng tin hạ nhân dạy học, liệu là chuẩn bị tốt, toàn bộ dựa theo tỷ lệ tung ra, trọng yếu nhất chính là chế tác quá trình, về sau có tiểu thực, ta sẽ phái người trực tiếp đi Tây Bắc, Phương Tử chỉ có một trang giấy, đồng dạng người, dựa theo Phương Tử làm hương vị không giống, hỏa hầu, liệu đầu nhập thứ tự trước sau, đều sẽ ảnh hưởng cảm giác, trong nhà nếu như có không quá kiếm tiền cửa hàng, trước đổi làm tiểu ăn, Biên Thành Chu gia cửa hàng đã dựa theo yêu cầu cải tạo không sai biệt lắm, Khương Bảo Châu xuất ra bản vẽ, cho Văn Xuyên Hàn giảng giải, làm tiểu ăn, vệ sinh nhất định phải đem khống tốt, trong cửa hàng có hàng khung, sạch sẽ gọn gàng, không phải có chuột, vệ sinh không cách nào bảo hộ, trừ tiểu thực sinh ý, còn có son phấn bột nước sinh ý, biểu ca, ngươi dự định gần đây rời đi Biên Thành. Khương Bảo Châu đối Văn Xuyên Hàn không có một chút khúc mắc, Văn Xuyên Hàn yên tâm lại, không phải hai người việc hôn nhân không thành, hắn rất lo lắng, biểu muội đối với hắn có cái nhìn, đúng vậy a, biết được các ngươi trôi qua không tệ, người trong nhà chắc chắn an tâm, Văn Xuyên Hàn thực tình vì người nhà họ Khương cảm thấy cao hứng, dù là từ đám mây rơi xuống, Khương gia lại sừng sững không ngã, cứng cỏi, có sức sống, củi gạo dầu muối tháng ngày, trôi qua sinh động, có tư có vị. Ngươi chuyến này không thể tay không tới, Văn gia không tại Bắc Địa, Khương Bảo Châu không có giữ lại, nhưng là biểu ca nhóm trước khi đi, nàng sẽ đem tất cả xe ngựa lấp đầy, nhất là Bắc Địa sản xuất dược liệu, da lông, chọn lựa tốt nhất đưa cho người nhà, không cần, Văn Xuyên Hàn khước từ, Khương gia vừa lo liệu việc vui, chờ Khương Tu Võ cưới Nguyễn gia tiểu thư, còn cần một số lớn sính lễ, Văn Xuyên Hàn kiên trì lưu lại ngân phiếu, nhét vào dưới giường, vẫn là bị phát giác, đại biểu ca. Ngươi muốn cảm thấy băn khoăn, liền đem son phấn bột nước bán đi. Đối với Khương Bảo Châu đến nói, chi phí đầu nhập nhỏ, hậu kỳ sản xuất cao, mà lại, nàng tin tưởng, son môi một khi ra mắt, tuyệt đối sẽ nhấc lên một cổ trào lưu gió. Văn Xuyên Hàn đi theo Khương Bảo Châu bên người, một mực chờ đến âm lịch đầu tháng 3 mới rời khỏi. Cơ hồ là cùng lúc đó, Khương Bác Đấu thu được đến từ Kinh Thành chiếu thư. Hoàng thượng cảm niệm Khương Bác Đấu có ăn năn chi tâm, mệnh hắn tạm thời thay thế Nguyễn Tri Phủ vị trí, xử lý Biên Thành việc vặt, tạ gia bản án, chuyển giao đến đại lý tự, Hoàng thượng hạ lệnh nghiêm tra, tạ Tốn bị áp giải đến Kinh Thành, làm chứng nhân, Thanh Hạnh cũng phải đi theo hồi kinh, tạ Hân Lan trầm oan đắc tuyết, Biên Thành bách tính sôi trào, lão gia, đây là chuyện tốt a. Văn Thị vui mừng hớn hở, nói rõ Hoàng thượng không có quên nhà mình lão gia, tạm thay Biên Thành Tri Phủ, là cực kỳ tốt một cái tín hiệu. Gần đây liên tiếp truyền đến tin vui, Giả Minh Nguyệt tìm đến lão nông, thành công trồng cây xương rồng cảnh, rút ra son phấn trùng, xung quanh mấy cái thành trì gia nhập liên minh Khương gia tiểu thực, Tây Du Ký, bán chạy, không chỉ có như thế, Khương gia son phấn bột nước cửa hàng khai trương ngày ấy, son môi trực tiếp bị cướp đến đoạn hàng, Khương Bảo Châu cung ứng không được, chỉ có thể tạm thời xuất ra không gian bên trong hàng tồn làm tiếp tế, Giả Minh Nguyệt phụ trách tính sổ sách, mỗi ngày đều bị trên trương một số lượng chấn kinh. Bảo Châu, ngày mai là âm lịch 3 tháng 3, Vương Mẫu Nương Nương mở hội bàn đào thời gian, nhà mình đến Biên Thành hồi lâu, còn không có đi chùa miếu thêm hương hỏa. Văn Thị xuất hành không tiện, liền từ Khương Bảo Châu thay thế nàng đi chùa miếu đi một chuyến. Nương, Biên Thành Quảng Hóa Tự, hương hỏa cực kỳ linh nghiệm, Giả Minh Nguyệt sinh trưởng ở Biên Thành, mỗi năm đi Quảng Hóa Tự quyên dầu vườn tiền, mà lại, Quảng Hóa Tự thức ăn chay rất nổi danh đâu, một năm chỉ có một ngày. Đối tiến vào chùa miếu khách hành hương cung cấp, không thể bỏ lỡ. Vậy được, mấy người các ngươi cô nương đi thôi. Nhiều người chút náo nhiệt, Nguyễn Đại Nhân tình huống chuyển biến tốt đẹp, đem Nguyễn Miên Miên cũng kêu lên. Mẹ, ta đã không phải là tiểu cô nương, Giả Minh Nguyệt là tiểu tức phụ, nàng nguyệt sự luôn luôn rất chuẩn, tháng này trì hoãn, chẳng qua nàng không dám nói, lo lắng không vui một trận, ngươi tại nương trong mắt, cùng Bảo Châu đồng dạng. Văn Thị cười nói, Giả Minh Nguyệt cả tiến đến về sau, trong nhà hòa thuận, so trước kia còn muốn náo nhiệt. Chương 193, thức ăn chay cơm, âm lịch 3 tháng 3, ngày hoàng đạo, Nguyễn Miên Miên sáng sớm liền đến ngăn cửa, tại Khương Gia cọ bỗng nhiên điểm tâm, hôm nay nhiều người, chúng ta phải sớm một chút lên núi. Nguyễn Miên Miên cùng Giả Minh Nguyệt đều rất có kinh nghiệm, lên đường gọn gàng, nha hoàn mang cái làng, một đoàn người ngồi xe ngựa thẳng đến Quảng Hóa Tự, đến chân núi, thời gian còn sớm, dưới núi phiên chợ, đã kín người hết chỗ, Quảng Hóa Tự linh nghiệm, có không ít mộ danh đường xa mà đến khách hành hương, liền ở tại thôn nhân trong nhà, ở một đêm, trời chưa sáng lên núi, nghe lão hòa thượng giảng kinh, lần trước, ta bồi tiếp mẫu thân ngồi 2 canh giờ, Nguyễn Miên Miên nghĩ đến đã từng đau khổ trải qua, vấn đề là nàng buổi sáng hút cháo, nghẹn nghẹn nước tiểu phải vất vả, ha ha, Giả Minh Nguyệt không chút lưu tình cười to, mặc dù Nguyễn Miên Miên còn không có qua cửa, nhưng là hai người thường xuyên lui tới, quen thuộc phát giác lẫn nhau đều không phải trong tưởng tượng như thế. Nguyễn Miên Miên cùng Giả Minh Nguyệt đều coi là đối phương là giả giọng điệu nũng nịu tiểu thư. Kỳ thực hai người tại một chỗ nói chuyện, hơi một tí cười ha ha, có thể làm thành vô số biểu lộ bao. Quảng Hóa Tự tại giữa sườn núi, lộ ra một góc màu vàng ngói lưu ly, bốn phía tùng bách dài thanh. Cô ba người leo lên núi, tiến vào cửa chùa, lập tức có sư tiếp khách đón lấy. Nguyễn tiểu thư, ngài nhờ tiểu tăng lưu cơm chay, đã sớm chuẩn bị tốt. Hôm nay khách hành hương so dĩ vãng còn nhiều hơn, bếp sau bận không qua nổi, đồng thời nguyên liệu nấu ăn gần như sử dụng hết, nhờ có Nguyễn Miên Miên có dự kiến trước, nếu không liền phải bỏ lỡ mỹ vị, bánh tráng hành, hành ván dầu quyển, cải trắng đậu hũ canh cùng làm thịt nướng đến rồi. Nha hoàn Lụa Đỏ hô một tiếng, đem một cái tham ăn hộp để lên bàn, Nguyễn Miên Miên vội vàng mở ra hộp cơm, tranh công nói, trừ làm điểm tâm, mấy cái này đồ ăn nhất là kinh điển, hưởng qua Khương Bảo Châu tay nghề về sau. Nguyễn Miên Miên miệng cũng thay đổi chén ăn không ít, nhưng là Quảng Hóa Tự mấy thứ thức ăn chay, nàng mãnh liệt đề cử, ngày thường có tiền đều ăn không được, tốt, ngươi công lao lớn nhất, Giả Minh Nguyệt trêu ghẹo Nguyễn Miên Miên, ngươi tài giỏi, tranh thủ thời gian gả vào cửa giúp ta chia sẻ a. Trong nhà sổ sách, một bản lại một bản, Giả Minh Nguyệt là cái tính sổ sách cao thủ, cũng sắp ăn không tiêu, ai mà thèm giúp ngươi, Nguyễn Miên Miên dậm chân, nàng sơ tâm là làm quấy nhà tinh, nàng gả vào cửa. Còn muốn làm khổ lực, nàng không nguyện ý a. Lời tuy nói như thế, Nguyễn Miên Miên còn có ý định đi bái một chút Nguyệt lão, lúc này người không nhiều, chúng ta trước ăn một chút gì, sau đó nhanh đi tiền điện. Hộp cơm mở ra, trong không khí lập tức tràn ngập một cổ mùi thơm, bánh tráng hành dùng giấy dầu bao lấy, Khương Bảo Châu cầm lấy một khối, cắn một cái, giòn giòn, đây cũng quá ăn ngon đi, hương vị có chút không giống, nhưng là nơi nào không giống, Khương Bảo Châu vậy mà nói không ra. Đây chính là Quảng Hóa Tự đặc sắc, những người còn lại không cách nào bắt chước, nghe nói là hành không giống, chịu ra hành dầu so phía ngoài hương. Nguyễn Miên Miên chào hỏi Khương Bảo Châu, lại cẩn thận giới thiệu còn lại mấy thứ trai đồ ăn, làm thịt nướng, bắt đầu ăn hương vị cùng thịt kho tàu không khác biệt, bên trong vậy mà một điểm thịt đều không có, lại có thể làm như thế tươi ngon. Cái này, hương vị, so thịt càng ăn ngon hơn mấy phần, khó trách Quảng Hóa Tự cơm chay bị tôn sùng, Khương Bảo Châu cảm giác được kinh diễm. Nhìn không được giơ ngón tay cái lên, liên quan tới làm mỹ thực, nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, nàng thật không có nhiều tự đại tiền vốn, ăn ngon đi, ta liền thích cái này đậu hũ canh, trơn mềm, trong nhà có thế uống không đến, Nguyễn Miên Miên cúi đầu xuống, vừa ăn vừa nói, Nguyễn tỷ tỷ, ngươi nhanh lên trở thành ta nhị tẩu, ta làm cho ngươi a. Mặc dù làm không bằng thức ăn chay tốt, nhưng là Khương Bảo Châu sẽ cố gắng, đúng đấy, nhìn ta đều ăn mập, Giả Minh Nguyệt sờ sờ bụng, lấy chồng cũng mới hơn tháng, trên bụng thêm ra một vòng thịt, ngươi xác định là béo lên, không phải có rồi. Nguyễn Miên Miên cùng Giả Minh Nguyệt lẫn nhau trêu ghẹo, hoàn toàn không có ăn uống không bàn luận, đi ngủ cũng không nói chuyện phép tắc, cơm tất, trên mặt bàn chỉ còn lại canh thừa thịt nguội, gần như toàn bộ ăn sạch, đi thôi, đi tiền điện bái Bồ Tát, Khương Bảo Châu mở ra mình mang tới gói nhỏ, đem 2 khối da cột vào trên đầu gối, ngươi cái tiểu nha đầu, quỳ lạy Phật tổ tâm không thành a. Đối với thành kính khách hành hương đến nói, Khương Bảo Châu cái này một động tác có chút đầu cơ trục lợi hiềm nghi, Nguyễn Miên Miên chỉ là trêu ghẹo vài câu, ngược lại là không có để ở trong lòng, Nguyễn tỷ tỷ, ta thế nhưng là nhiều năm lão thấp khớp a. Xuân hàng se lạnh, trên núi gió lạnh càng sâu, đại điện bên trong không có nhóm lửa, vẫn là rất lạnh, Cái này quỳ xuống lạy, ban đêm lại phải bị gió, tư vị kia không dễ chịu, tin tưởng Phật tổ từ bi, sẽ không cùng ta so đo. Khương Bảo Châu cưỡng từ đoạt lý, để người tìm không thấy một điểm mau bệnh. Chương 194, nhặt tiền túi. Một đoàn người kết bạn đi tiền điện, đến tiền điện về sau, khách hành hương quả nhiên không bằng sáng sớm hơn nhiều, có chút bách tính vội vàng thắp hương dập đầu, sau đó vội vã từ cổng rời đi, nhìn sắc trời âm u, không biết được là trời mưa vẫn là tuyết rơi. Bắc Địa Biên Thành, âm lịch 3 tháng còn tại hạ mưa tuyết, đao búa mở bậc thang, bị đông cứng bên trên một tầng băng, lên núi dễ dàng xuống núi khó, hàng năm đều có khách hành hương bởi vì đạp hụt mà lăn xuống vách núi. Tuy nói bốn phía đều là cây cối không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng đủ bị tội, ta muốn bái cúi đầu đưa tử nương nương. Giả Minh Nguyệt sắc mặt đỏ bừng, nàng cùng Nguyễn Miên Miên cùng Khương Bảo Châu đi không phải một chỗ, hai người chưa gả người, bái đưa tử nương nương không thích hợp. Đại tẩu, Nguyễn tỷ tỷ, ta muốn đi cầu mấy cái phù bình an, cái này, người trong nhà đều cần, nhất là nương Văn Thị, đã là cao tuổi sản phụ, vậy chúng ta trước tách ra, chờ một lát tại đại điện tập hợp. Giả Minh Nguyệt nhìn một chút sắc trời, vội vã đi. Nguyễn Miên Miên muốn đi quyên dầu vườn bạc, cũng cùng Khương Bảo Châu tách ra. Quảng Hóa Tự rút quẻ địa phương tại một cái tiểu viện, Khương Bảo Châu 7 lần quạt 8 lần rẽ, cùng sư tiếp khách nghe ngóng mấy lần, mới tìm được kia góc hẻo lánh, cổng quạng cua ẻ, liền cái bóng người đều không có, đến rút quẻ cầu phù người ít như vậy, đến cùng đáng tin cậy không? Khương Bảo Châu hơi nghi hoặc một chút, cùng nàng tưởng tượng sắp xếp lớn hàng dài không giống, có điều nàng đến đều đến. Đại sư, ta muốn cầu mấy cái phù bình an. Khương Bảo Châu đưa lên bạc, cung kính nói. Trước mặt nàng ngồi một cái lão hòa thượng, lớn trời lạnh chỉ mặc một bộ thật mỏng cà sa. Lão hòa thượng nhắm mắt lại, trong tay chuyển động Phật châu, thấy có người đến, lúc này mới chậm rãi nói, bên trái phù bình an, muốn bao nhiêu tự hành nhận lấy. Khương Bảo Châu quýnh quýnh, mới biết được phù không phải tại chỗ vẽ tranh, mà là thành phẩm, đưa tiền liền bán, 200 văn một cái phù. Hơi đắt, nữ thí chủ tại sao còn chưa đi? Khương Bảo Châu tại ngây người một lát, lão hòa thượng lại nói. Khương Bảo Châu xấu hổ, nàng đây là bị đuổi sao? Quảng Hóa Tự nhân duyên ký linh nghiệm, nữ thí chủ không bằng cầu một ký. Lão hòa thượng mở to mắt, cẩn thận nhìn chằm chằm Khương Bảo Châu nhìn, một lát chật chật nói, này tướng mạo, thật là quái ư, quái tai. Đại sư, gương mặt ta nơi nào kỳ quái rồi? Khương Bảo Châu sớm đã quên mình là xuyên qua nhân sĩ, tại lão hòa thượng trước mặt không chút nào lộ e sợ. Lão nạp bấm ngón tay tính toán, ngươi là chết yểu mệnh cách a, ngươi sớm hẳn là hồn phách quy thiên, làm sao hiện tại còn rất tốt. Lão hòa thượng nhíu mày, đem Khương Bảo Châu nói đến trong lòng hơi hồi hộp một chút, nàng hiện tại có chút tin tưởng, không phải tùy tiện bịa chuyện, không có khả năng nói chuẩn như vậy. Ngươi ta hữu duyên, nữ thí chủ rút nhân duyên ký đi. Lão hòa thượng làm cái mời động tác, để Khương Bảo Châu tại ống thẻ bên trong giao ký. Đại sư, ta, Khương Bảo Châu đã đính hôn, định là Thẩm đại nhân, nàng có chút không nghĩ rút thăm, vạn nhất đại sư nói nàng không thể gả cho Thẩm đại nhân làm sao xử lý, có lẽ là cảm giác được Khương Bảo Châu mâu thuẫn, lão hòa thượng mặt mũi hiền lành mà nói, người ta hữu duyên, rút thăm không cần tiền. Khương Bảo Châu nhíu mày, lần trước tại phiên chợ bên trên gặp phải lão đầu râu bạc, cũng nói như vậy, đã không cần tiền, nàng không tốt phụ lòng đại sư tâm ý. Khương Bảo Châu nhắm mắt, quỳ gối bồ đoàn bên trên, nội tâm khẩn cầu Phật tổ vì nàng giật dây, có lẽ là cảm ứng được nàng khẩn cầu, một cây sâm văn rất nhanh chóng từ ống thẻ bên trong rơi ra ngoài. Khương Bảo Châu nhặt lên, phát giác phía trên tất cả đều là chữ như gà bới, nàng một chữ cũng không nhận ra. Đại sư, cầu ngài đoán sâm. Càng là thần bí, Khương Bảo Châu càng cảm thấy mình gặp phải cao nhân. Lão hòa thượng không nói nhiều, lại câu câu sâu sắc, cho lão nạp nhìn xem. Lão hòa thượng gật gật đầu, nhìn thấy ký văn, rất là kinh ngạc nhìn Khương Bảo Châu một chút, biểu lộ giữ kín như bưng, sờ lấy râu ria không nói lời nào. Đại sư, ngài xem ta nhân duyên khi nào đến, phu quân được chứ? Khương Bảo Châu trong lòng bất ổn, giờ phút này, nàng có chút minh bạch tâm ý của mình, nếu như người kia là Thẩm đại nhân liền tốt, khác không trọng yếu. Đoán xâm muốn 2 lượng bạc, lão hòa thượng duỗi ra một cái tay, chỉ vào bên cạnh thùng công đức, ra hiệu Khương Bảo Châu bỏ tiền, 2 lượng bạc, còn không bằng đi đoạt. Khương Bảo Châu sắc mặt đổi tới đổi lui, đau lòng tiền, khó trách rút quẻ không cần tiền, nguyên lai, chờ ở tại đây nàng đâu, cảm giác mình bị hố, nàng đâm lao phải theo lao. Phù bình an tại trên trấn cửa hàng cũng có bán, Khương Bảo Châu luôn cảm giác không thật, muốn tự mình đến Quảng Hóa Tự đến cầu đại sư tự mình làm phù, nhưng mà mua đều là đại lượng sản phẩm không nói, Trúc quẻ người hữu duyên không cần tiền, đoán xâm lại muốn 2 lượng bạc, cứ việc nội tâm không nguyện ý, Khương Bảo Châu như cũ ngoan ngoãn bỏ tiền, từ trong túi tiền nhịn đau đưa ra đi 2 lượng bạc, trong lòng hộc máu, cái này cần bán bao nhiêu ngũ vị hương hạt dưa khả năng kiếm về a? Thôi, cách cục phải lớn, bán son môi đến tiền nhanh, đại sư là cao nhân, đáng giá, cho tiền, Khương Bảo Châu chờ lấy lão hòa thượng đoán xâm, chương 195, ta giúp ngươi, nữ thí chủ, mạng ngươi cách quý giá, tương lai phu quân không phú thì quý, lão hòa thượng nhìn chằm chằm Khương Bảo Châu, vẫn đục con mắt tràn ngập thâm ý, cơ trí, thái duệ trí, Khương Bảo Châu chỉ có thể nghĩ đến cái này từ, đối phương dường như có thể đem nàng xem thấu, không hổ là Quảng Hóa Tự đại sư, không phú thì quý, Thẩm đại nhân chính là nhân vật như vậy, đại sư, kia phu quân của ta ở đâu, Khương Bảo Châu rất hài lòng, 2 lượng bạc, tiền này hoa không oan uổng, coi như cho 20 lượng, cũng đáng, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, lão hòa thượng biểu thị, hắn rất ít làm người đoán xâm, đã 1 năm, hắn đang chờ đợi người hữu duyên, tương lai, Khương Bảo Châu chắc chắn phu vinh vợ đắc, con cháu đầy đàn, hòa thuận hỉ nhạc, tiểu nha đầu, phúc khí của ngươi ở phía sau, hôm nay, hai người gặp mặt, không đủ vì ngoại nhân nói, lão hòa thượng nói xong, không nói nữa, ra hiệu Khương Bảo Châu rời đi, đại sư ngài yên tâm, cao nhân đều có tính tình của mình, Khương Bảo Châu rất biết điều, nàng hiểu phép tắc, đối đại sư thiên ân vạn tạ, nàng nện bước nhẹ nhàng bước chân rời đi viện lạc, đợi nàng đi về sau, một cái trung niên hòa thượng vội vã từ thiền phòng ra tới, hắn quá mót chạy mấy chuyến nhà xí, liền không coi chừng sư thúc của mình, sư thúc, ngài làm sao đem vật này lấy ra rồi, nơi này cũng không phải rút quẻ địa phương, sẽ không có người đến, cũng may không người đến, nếu không dùng tiền mời về không có chút tác dụng chữ như gà bới, tất nhiên sẽ có khách hành hương tìm tới cửa. Trung niên hòa thượng gãi gãi mình đầu trọc, tương đương bất đắc dĩ, sư phụ để hắn, nhìn xem sư thúc, hắn không coi chừng, còn tốt lúc này người không nhiều, cũng không ai tới, sư thúc từ khi mấy năm trước bắt đầu, không biết nguyên nhân gì, điên điên khùng khùng, nhìn thấy nữ tử tới dân hương, liền nói người vốn nên chết yểu, nếu là đối phương rút quẻ nhân duyên, sư thúc cũng nói người ta gả cho quý nhân, bắt đầu còn có người tin tưởng, thiên ân vạn tạ, nhưng là đây đều là nói hô nói vượng. Giấy không gói được lửa, cuối cùng còn có người náo tới cửa tới, sư thúc, ngươi nên uống thuốc, trung niên hòa thượng bưng tới chén thuốc, chỉ có đúng hạn uống thuốc, khả năng làm dịu sư thúc khi thì hồ đồ triệu chứng, hôm nay không uống thuốc, uống rượu, lão hòa thượng chỉ vào trong thùng công đức mới vừa vào sổ sách bạc, người khác cười ta quá điên, ta cười người khác nhìn không thấu, ha ha, trung niên hòa thượng im lặng nhìn trời, xem ra, hắn sư thúc lại lừa gạt cái thằng xui xẻo. Chỉ mong sư thúc nói bộ kia thành thật đi, đạt được muốn đáp án, Khương Bảo Châu trong lòng cuồng hỉ, nàng trở lại đại điện, Giả Minh Nguyệt cùng Nguyễn Miên Miên đã đợi chờ tại cửa ra vào, Bảo Châu, ta vừa đi cầu ký địa phương, làm sao không thấy được ngươi, Giả Minh Nguyệt thấy Khương Bảo Châu trở về, lúc này mới thở phào, nàng đã tìm một vòng, rất sợ Khương Bảo Châu mình chạy loạn, gặp cái gì người xấu, Phật môn chi địa thanh tịnh, nhưng bẩn thỉu lại là lòng người. Rút quẻ chỗ ngay tại đưa tử nương nương ngoài điện, ta nhìn nhiều người, liền không có xếp hàng. Giả Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, mây đen bao phủ, vẫn chưa tới buổi trưa, thiên hòa chạng vạn tối một loại đen, trên núi khách hành hương đi hơn phân nửa. Khương Bảo Châu trên mặt có lóe lên, mà qua vẻ kinh ngạc, rút quẻ nhiều người, không nhiều a, chẳng những không nhiều, chỉ có chính nàng. Nàng giật mình phát giác, mình đi cùng đại tẩu chỗ rút quẻ chỗ không phải một chỗ, xem ra. Nàng thật gặp phải cao nhân, nếu là cao nhân, liền không tùy tiện cho người ta nhìn, chỉ có thể nói rõ nàng vận khí không tệ, khó trách Quảng Hóa Tự hương hỏa vượng, chân linh nghiệm, Khương Bảo Châu đi trên đại điện hương, tâm càng thành một điểm, tiểu nương tử, ngươi suy xét thế nào rồi, một cái khoảng 40 tuổi bà tử ngăn lại Giả Minh Nguyệt đường đi, hỏi, đại tẩu, nàng là ai a? Lão bà tử đeo vàng đeo bạc, một mặt khôn khéo chi sắc, Khương Bảo Châu luôn cảm giác đối phương không giống người tốt. Không khỏi cảnh giác lên, ta cũng không biết, Giả Minh Nguyệt lắc đầu, chờ cách bà tử xa một chút, nàng lúc này mới nói, ta tại đưa tử nương nương kia dập đầu, bị nàng cản lại, bà tử tiến lên, lúc này nói ra nàng một mặt mang thai tướng, nếu như có dòng dõi, cũng mới 1 tháng mà thôi, dù là Biên Thành bên trong tương đối có danh tiếng lan trung, cũng xem bệnh không ra mạch, có điều, có ít người hoàn toàn chính xác có thể lấy tướng mạo phân rõ, nàng hướng ta chào hàng một loại đồ vật. Giả Minh Nguyệt không có giấu giếm, bà tử chào hàng chính là một loại cấm dược, tên là nghịch chuyển hoàng. Đó là cái gì? Nghịch chuyển hoàng, nghe rất không đáng tin cậy, có thể nữ thai biến nam thai viên thuốc, Giả gia không có nam đinh, đã từng có người đối nàng cha đề cử quá, một viên nghịch chuyển hoàng, muốn mấy vạn lượng bạc, bà tử sợ là nhìn Giả Minh Nguyệt mặt không tầm thường, cho nên tinh chuẩn lựa chọn mục tiêu. Chương 196, vui mừng lớn hơn, tại Đại Tề, cũng không phải đen tức là trắng, mà là có rất nhiều khu vực biên giới, kia bà tử lá gan thật to lớn, chẳng lẽ không sợ bị người bẩm báo nha môn sao, tự mình bán cấm dược, một cáo một cái chuẩn. Từ khi Khương Bác Đấu làm Biên Thành thay mặt tri phủ, Khương Bảo Châu cũng bắt đầu học tập Đại Tề luật, kia bà tử khẩu âm, nghe xong cũng không phải là Bắc Địa Biên Thành người, làm bực này sinh ý, đều là kẻ già đời. Đông đảo khách hành hương, bà tử một chút nhìn trúng Giả Minh Nguyệt, nàng liền đại danh đỉnh đỉnh Nguyễn Tiểu Thư cũng không nhận ra. Giả Minh Nguyệt hé miệng cười, không quên mất trêu chọc Nguyễn Miên Miên, Bảo Châu, làm bực này sinh ý người, phía sau nước sâu đâu, quan phủ quy định không được bán cấm dược, nhưng chỉ cần người mua không lộ ra, giao dịch không người biết được. Đại hộ nhân gia phu nhân cầu tử sốt ruột, vì muốn nam thai dùng hết các loại thủ đoạn, nghịch chuyển hoàng động một tí mấy vạn lượng, phía sau tất nhiên có khổng lồ mạng lưới quan hệ, hóa ra là dạng này a, à. Khó trách bà tử không có sợ hãi, hóa ra là đánh một thương chuyển sang nơi khác. Khương Bảo Châu lại bị bên trên bài học, về phần dược hiệu như thế nào, vậy liền không được biết. Một trận gió lạnh xen lẫn mưa nhỏ điểm rơi xuống, Khương Bảo Châu cùng Nguyễn Miên Miên một trái một phải, viện Giả Minh Nguyệt xuống núi, còn không đợi đến chân núi, mưa càng phát ra lớn. Khương Bảo Châu mau đem vì cả nhà mời tới hộ thân phù để vào không gian bên trong. Đại sư tâm ý, không thể phụ lòng, Nguyễn tỷ tỷ, đêm nay liền lưu nhà ta dùng bữa a. Mấy ngày trước đây, Khương Bảo Châu là còn tại chỗ đạo thịt vịt nướng, làm trang bị mới chuẩn bị lớn lò nướng, con vịt đã, bị sớm nướng quá, đêm nay ăn da giòn kim hoàng thịt vịt nướng, nhỏ bánh, tương ngọt cùng hành tia đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Không chỉ có như thế, còn có từ Giả gia trang tử bên trên ấm lều hái vàng nhạt dưa, nhất là giải chán dính, ăn thịt vịt nướng, phối hợp mấy cái món ngon. Vịt khung muối tiêu, vịt trung vịt lá gan là miếng huyết vịt canh, nóng hầm hập ăn dễ chịu, lúc đầu ta ngượng ngùng ăn chực, ngươi đem ta nói đến chảy nước miếng. Da giòn kim hoàng vịt da, cuốn tại gần như mỏng đến trong suốt gân bánh bên trong, lại xoa một điểm tương ngọt, tăng thêm một chút hành tia, hương vị kia thật tuyệt, khó trách Giả Minh Nguyệt luôn luôn hô mập một vòng, nghĩ đến, ăn ngon uống sướng cũng là phiền não. Rất đột nhiên, Nguyễn Miên Miên không muốn làm quấy nhà tinh, Khương Tu Võ nhìn xem coi như thuận mắt, gả cho hắn về sau, tại Khương gia làm vui vẻ mọc gạo, thịt cá, mỹ thực vần quanh, chỉ cần nghĩ như vậy, Nguyễn Miên Miên phát giác mình có hy vọng. Đến Khương gia về sau, trong ngõ hẻm đậu đầy xe ngựa, tiểu thư, nô tỳ đại ca trở về, tiểu hỷ tươi cười rạng rỡ, mừng rỡ, chuyến này kinh thành chuyến đi, đại phi không ít mua đồ, qua đường thành trì, chỉ cần có thế thả ở, toàn bộ mang về, đại phi bọn hắn người đâu. Khương Bảo Châu chỉ thấy mập mạp cùng khỉ ốm. Hai người rời đi Biên Thành hồi lâu, hẳn là rất gấp thăm hỏi người nhà. Tiểu thư, chúng ta thu mua không ít lương thực, đại phi dẫn người đi tồn lương. Kinh thành sớm đã xuân về hoa nở, nghĩ không ra Bắc Địa còn như thế lạnh. Trở lại Biên Thành về sau, mập mạp ngược lại không thích ứng, hắt hơi một cái. Đi, nhà các ngươi người chắc hẳn cũng chờ gấp. Khương Bảo Châu bên này không nóng nảy đáp lời, đuổi hạ nhân về thăm nhà một chút. Đúng, ai cũng đừng tay không. Trong khố phòng có mới làm thịt dê nhân bánh sủi cảo, còn có dê bọ cạp. Khương Bảo Châu cho đám người phân thật nhiều Bắc Địa đặc sắc mỹ vị, đợi nàng vào cửa về sau, vui mừng lớn hơn đang chờ nàng. Bảo Châu, Tiểu Điệp bước nhanh về phía trước, ôm chặt lấy còn tại ngây người Khương Bảo Châu. Tiểu Điệp, ngươi làm sao đến Bắc Địa đến rồi? Khương Bảo Châu tranh thủ thời gian cho Tiểu Điệp một cái to lớn ôm, vui đến phát khóc. Đến Bắc Địa về sau, Khương Bảo Châu nhất không yên lòng trong kinh thành hảo tỷ muội, nàng biết, Tiểu Điệp tình cảnh cũng không tốt. Vì đưa nàng cuối cùng đoạn đường, Tiểu Điệp còn bị mẹ cả hung tợn đánh một trận. Bảo Châu, ta, Tiểu Điệp nghẹn ngào, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Bắc Địa không thể so kinh thành, mùa xuân 3 tháng còn lạnh. Khương Bảo Châu đối Nguyễn Miên Miên cùng đại tẩu Giả Minh Nguyệt khoát tay, trực tiếp mang Tiểu Điệp trở về phòng. Có mấy lời, hai tỷ muội nói riêng một chút, nhìn Tiểu Điệp biểu lộ, không giống như là đi theo người nhà đến Bắc Địa. Ngươi nói thật với ta, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tiểu Điệp mặc dù là thứ nữ, nhưng cũng là quan gia thiên kim, nàng đến Bắc Địa, bên người liền tên nha hoàn đều không có, rất kỳ quái. Cánh tay của ngươi, những cái này tổn thương đều là làm sao tới? Khương Bảo Châu kém chút khóc ra thành tiếng, hảo tỷ muội thụ ủy khuất, nàng so với mình thụ ủy khuất đều muốn khổ sở. Bảo Châu, ta có thể nhờ cậy ngươi sao? Tiểu Điệp dùng khăn vuốt một cái nước mắt, nàng hiện tại là không nhà để về người. Chương 197, không xấu, sẽ tốt, ta nguyện ý làm cho ngươi nha hoàn, lại không có thân nhân, đưa mắt không quen cảm giác, Tiểu Điệp rất tuyệt vọng. Nếu như không phải Đại Phi khuyên nàng, Khương Bảo Châu rất mong nhớ nàng cái này tỉ muội. Tiểu Điệp nói cái gì cũng sẽ không đến Bắc Địa, nói cái gì ngốc lời nói đâu. Khương Bảo Châu dùng khăn cho Tiểu Điệp lau nước mắt của mình lại cộp cộp rơi. Kiếp trước, Khương Bảo Châu không có bằng hữu, xuyên lên đoạn đầu đài, Tiểu Điệp là trừ người nhà bên ngoài, đối nàng biểu hiện ra nhất thiện ý một người. Lưu vong trên đường, Tiểu Điệp đối nàng ý nghĩa, không chỉ là tỉ muội, cũng là trên tinh thần trụ cột. Nói cái gì không có nhà ngốc lời nói, ngươi còn có ta. Hai người lẫn nhau ôm, khóc một hồi lâu. Sau một lúc lâu, Tiểu Điệp ngừng lại thúc thích, ta là bị Đại Phi tại bãi tha ma đào ra tới. Tiểu Điệp một câu, Khương Bảo Châu ngoác mồm kinh ngạc, đến cùng chuyện gì xảy ra? Đối với Kinh Thành tin tức, Khương Bảo Châu hoàn toàn không biết gì. Trước ngươi ủy thác một vị đại nhân cho ta tặng đồ, ta đều thu được. Tiểu Điệp hít mũi một cái, nàng không tính rất thất bại, là ta tặng đồ vật, vì ngươi tạo thành tai họa. Khương Bảo Châu cho Tiểu Điệp đưa một cái kim thủ vòng tay, coi như đáng tiền. Đến tiếp sau tặng, đều là một chút đồ chơi nhỏ. Không, không phải. Khương Bảo Châu tặng đồ vật, Tiểu Điệp sợ bị đích tỷ phát hiện cướp đi, nàng toàn bộ ẩn nấp. Là lúc sau Tết, Tiểu Điệp cảm giác rất khuất nhục, nhưng là đối mặt hảo tỷ muội, nàng vẫn là nói ra miệng. Đích tỷ đã đính hôn sự tình, nhà trai tới cửa đến đưa niên lễ. Kia, vị công tử là cái ăn cỏ gần hang hoa tâm đại la bạch, bên người nha hoàn toàn bộ không buông tha. Nhìn thấy Tiểu Điệp về sau, hắn ô nói toái ngữ, bị đích tỷ phát hiện, ta giải thích, thế nhưng là, vị công tử kia, vậy mà nói nàng cố ý câu dẫn. Tiểu Điệp giải thích, hết đường chối cãi, có đôi khi, người luôn luôn tin tưởng mình muốn đi tin tưởng. Ta đích tỷ hay ghen tị, nàng lúc ấy không nói gì thêm, ta cho là nàng trong lòng là hướng về cô em gái này của ta. Ai biết, đáng sợ sự tình còn tại phía sau. Cơm tất niên tế tổ, đích tỷ thiết kế nàng làm hỏng tổ tông truyền thừa bảo vật, cha cùng mẹ cả nổi trận lôi đình, đem nàng nhốt vào từ đường. Chuyện này, vốn là để cha đối nàng rất chán ghét, không có quá 2 ngày, vị công tử kia lại tới cửa chúc Tết. Lần này, Tiểu Điệp lại bị thiết kế, cha tận mắt nhìn thấy, nàng cùng tương lai anh rể hẹn hò, cha mắng ta, phái người đánh ta đánh gậy. Nghĩ đến một màn kia, Tiểu Điệp sớm đã không có ý chí cầu sinh. Lại về sau, nàng bị người từ trong phủ ném ra, ném tới Kinh Thành bãi tha ma, ở nơi đó, còn nhiều đại hộ nhân gia phạm sai lầm bị đánh chết nha hoàn. Đương nhiên, chắc chắn sẽ có người nhặt đi nữ thi, đầu cơ trục lợi cái giá cao phối minh hôn. Đại Phi nói là ngươi hạ nhân, ta còn không quá tin tưởng, tóm lại không chỗ có thể đi, Tiểu Điệp lựa chọn đi theo Đại Phi đến Bắc Địa. Bảo Châu, ta rất vô dụng đi, một cái kế sách, bị thiết kế 2 lần, mỗi một lần, đều khiến cho Tiểu Điệp rơi xuống đến trong thâm uyên. Nàng nghĩ tới, chỉ vì mình là thứ nữ, nếu như là con vợ cả, cha mẹ kiểu gì cũng sẽ rộng, cho mấy phần, không là bọn hắn quá độc ác. Khương Bảo Châu nghiến răng nghiến lợi, nàng coi là đối nhi nữ không quan tâm đã là nhẫn tâm cha mẹ, không nghĩ tới, lại còn có chuyện như vậy phát sinh. Tiểu Điệp cha mẹ còn có đích tỷ, cái kia bàn tay heo ăn mặn cặn bã, đều sẽ bị nàng điên cuồng trả thù. Tiểu Điệp, ngươi về sau liền ở tại trong nhà của ta. Khương Bảo Châu trợ giúp Tiểu Điệp cởi ít áo, phát giác trên lưng nàng tràn đầy vết thương, có vết sẹo kết vảy, còn chưa rơi xuống đi, có phải là rất xấu a? À? Dọc theo con đường này, Tiểu Điệp nằm tại phủ lên mấy tầng nệm bông tử trên xe ngựa, không tính sốc nảy. Đại Phi mời cái bà tử chiếu cố nàng, Tiểu Điệp rất là cảm kích. Không xấu, sẽ tốt. Nguyên bản Tiểu Điệp đã rất gầy, hiện tại càng là gầy thành da bọc xương, lồng ngực của nàng xương sườn lồi ra đến, thấy Khương Bảo Châu lòng chua xót. Tiểu Điệp, ta sẽ cho ngươi mua tốt nhất trừ sẹo cao, cam đoan ngươi một điểm vết sẹo cũng không lưu lại, về phần thù này, cũng phải báo. Sớm tối có một ngày, Khương Bảo Châu sinh ý làm đi đến Kinh Thành, nàng đem bạc đổi thành tiền đồng, đập chết những cái này ngoan độc cặn bã. Tiểu Điệp, đem nơi này đương gia. Văn Thị biết được nội tình về sau, cũng đi theo khóc một trận. Về sau, Tiểu Điệp là trong nhà tiểu thư, là nàng con gái nuôi, mẹ nuôi, đã 1 tháng không khóc quá, Tiểu Điệp lần nữa lệ như suối trào. Tại người nhà họ Khương trên thân, nàng cảm nhận được ấm áp. Tiểu Điệp, ta là ngươi đại tẩu. Giả Minh Nguyệt đứng người lên, đem Văn Thị bên người một vị trí khác, tặng cho Tiểu Điệp đến ngồi. Chương 198, cắt rau hẹ, một trận thịt vịt nướng yến, đám người ăn đến rất hài lòng. Cơm tất, Khương Bảo Châu lại bồi Tiểu Điệp một hồi, bọn người ngủ, cái này mới nhẹ nhàng đóng cửa. Tiểu thư, tiểu nhân dẫn người về tới trước. Đại phi đem người chia hai nhóm, còn lại mấy tên thủ hạ đi theo một cái khác chi tiêu đội, áp giải lương thảo còn muốn đến chậm mấy ngày. Tiểu nhân chỉ trong kinh thành ở 2 ngày. Ở 2 ngày, vẫn là bởi vì Tiểu Điệp tình huống không tốt, hắn tại bãi tha ma đem người đào ra tới, Tiểu Điệp chỉ còn lại một hơi, muốn bao nhiêu thảm có bao nhiêu thảm, không đành lòng nhìn thẳng, không nói trước Tiểu Điệp, nói một chút sinh ý đi. Tiểu Điệp sự tình, Khương Bảo Châu toàn bộ chống đỡ, không cần đến bất luận kẻ nào hỗ trợ, hiện tại người đến Bắc Địa, tại dưới mí mắt, Tiểu Điệp khẳng định sẽ dưỡng tốt thân thể. Tiểu thư, cùng ngài lường được không sai biệt lắm, tiểu thực gia nhập liên minh, đàm phải tương đối thuận lợi, có điều, phần lớn thương hộ không nguyện ý cho bạc, mà là dùng sản nghiệp đến gán nợ, dùng lương thảo, dùng cửa hàng, còn hữu dụng khế nhà khế đất, gia nhập liên minh phí 1 vạn lượng, cách cục tiểu nhân không nở tiền, cách cục lớn, lại rất khôn khéo, bọn hắn dùng một cái giá trị 1 vạn lượng cửa hàng gán nợ, ở trong đó có rất nhiều mờ ám, so sánh, cửa hàng vốn là kinh doanh không tốt, sắp ra đổi giá tiền hư cao, cuối cùng bán đi, cũng liền 8.000 lượng, đều là như thế chiếm ngài tiện nghi, cho lương thảo, đối phương có con đường, cũng có thể tỉnh ra một bộ phận tiền bạc. Đại phi dựa theo Khương Bảo Châu phân phó, chỉ cần điều kiện không quá phận, hắn đều đáp ứng, không sao, đại tề như thế lớn, đem tất cả gia nhập liên minh thương quản lý tốt, có chút khó khăn, kỳ thật, ta đều làm, nền bản hiệu chuẩn bị, bởi vì không có làm liều đầu tiên người, Khương Bảo Châu là cái thứ nhất, nàng cũng không phải là đặc biệt có lòng tin. Vạn nhất những cái này khéo léo làm ra chút gì, cũng thuộc về bình thường, vậy ngài vì sao không ra chi nhánh? Đại phi không hiểu, có lẽ bên ngoài mở cửa hàng cũng không tốt quản lý, có điều, phái Khương gia hạ nhân, dù sao cũng so người ngoài ước hẹn buộc, ta thiếu tiền, mở chi nhánh phải mua cửa hàng, xài tiền như nước, nhân lực vật lực, bên nào không cần nhọc lòng, chiêu thương gia nhập liên minh liền không giống, đơn thuần cắt rau hẹ hành vi, dù là hậu kỳ sập bàn. Khương Bảo Châu cũng kiếm được gia nhập liên minh phí, nàng không có tổn thất lớn, khế trên sách, giấy trắng mực đen viết minh bạch, một khi xuất hiện bất kỳ vấn đề, cửa hàng tự hành gánh chịu, không muốn bạc không quan trọng, lương thực dùng cho cất rượu, nếu là dùng cửa hàng trả nợ tốt hơn, nếu như địa điểm phù hợp, đổi thành son phấn bột nước cửa hàng bán son môi, là cái càng kiếm tiền nghề. Tiểu thư, tiểu nhân chỉ đi 2 tháng, ngài làm ăn tốc độ cũng quá nhanh đi, son môi cung không đủ cầu. Cửa hàng ngày ngày trước thời gian đóng cửa, tiêu đội người biết được cửa hàng đông gia là ngài, năn nỉ tiểu nhân đâu, những người kia từ kinh thành mà đến, muốn mua mấy chi mang về cho nàng dâu, có thể, son môi chế tác quá trình không phức tạp, mấu chốt ở chỗ son phấn trùng, dù là trong kinh thành cửa hàng, không có pháp bảo, không làm được cùng khoản, còn có, lại bị ngài nói chuẩn, tiểu thực ở kinh thành, vậy mà không có sinh ý, dù là, những thương nhân kia nhận thức đến đây là cái thứ tốt. Bọn hắn nguyện ý bỏ ra nhiều tiền mua phương tử, có mấy cái trưởng quỹ tìm hắn nhiều lần, lại kiên quyết, phản đối gia nhập liên minh, chuyên chú vào cắt rau hẹ người, làm sao có thể cam nguyện làm rau hẹ đâu. Kinh thành nước sâu, những cái kia có nội tình danh tiếng lâu năm, phía sau đều có vọng tộc làm chỗ dựa, có, vốn là sản nghiệp của bọn hắn, cho nên, bất kỳ cái gì hàng nghĩ ở kinh thành mở ra nguồn tiêu thụ, khó càng thêm khó, kinh thành người làm ăn, chơi một tay độc quyền. Tiểu thư, nếu như muốn mở cất rượu tác phường, có thể hay không? Đại phi dừng một chút, ngượng ngùng nói, ngài cho mời tốt Lan Trung, lại cho hảo dược tài, khỉ ốm cha cùng mập mạp nương đã khỏi hẳn, nhiều năm chứng bệnh, thời gian mấy tháng tốt cái triệt để, những tiểu tử này đi ra ngoài bên ngoài, người trong nhà thỉnh thoảng đến Khương gia một chuyến, làm chút đủ khả năng việc, nếu không luôn cảm giác báo không được ân đức, ngươi là muốn ta đem bọn hắn cũng thu xếp đến tác phường làm công. Khương Bảo Châu sớm có ý tưởng như vậy. Cất rượu tác phường càng cần hơn đáng tín nhiệm người, vâng, không biết được có thích hợp hay không, mập mạp khỉ ốm bọn hắn không có há miệng, là đại phi mình suy nghĩ, tiểu thư thái độ minh xác, tương lai hắn phụ trách các nơi sinh ý, nhất định phải hối hả ngược xuôi, duy nhất muội tử tiểu hỷ lưu lại, đại phi rất yên tâm, phù hợp, chỉ cần bọn hắn nguyện ý, song phấn bột nước cửa hàng cùng cất rượu tác phường đều thiếu người, mặt khác, Khương Bảo Châu còn muốn mua mấy tên nha hoàn. Thanh Hạnh được đưa đến trong kinh thành đi, Tiểu Hỷ lại tại trong phòng bếp làm công, Khương Bảo Châu bên người thiếu chân chạy đưa tin, Tiểu Điệp kia, cũng phải mua cái thông minh cơ linh một chút nha hoàn, yêu cầu không cao, nếu như trong nhà còn có thân nhân, chỉ cầu quan hệ đơn giản một chút, nếu như không có thân nhân, tìm cái hiểu rõ, chương 199, quên không được, Đại Phi ở Kinh Thành 2 ngày, xem như thấy việc đời. Người người đạo Kinh Thành tất đất tất vàng, tại nội thành ra dán 2 tiếng trạch viện, mấy vạn lượng bạc mua không được. Dù là bên ngoài thành khu vực tốt, cũng phải lên vạn lượng bạc. Trên đường đi bách tính, đeo vàng đeo bạc. Vì không bị coi thường, Đại Phi đặc biệt thay đổi tơ lụa quần áo, đi trong đám người một điểm không thấy được. Đó là đương nhiên. Trong Kinh Thành thành tới gần hoàn thành, phần lớn là quan lại quyền quý dinh thự. Rất nhiều thế gia đại tộc, nhìn vô hạn phong quang, kỳ thực ở lại điều kiện chẳng ra sao cả. Cả nhà gần 110 miệng, chen tại nhị tiếng viện là. Khương Bảo Châu từng đi qua làm khách quá, một cái không thể lộ ra ngoài ánh sáng tiểu viện, các vị tiểu thư ở tại đồ vật sương phòng. Như Tiểu Điệp loại kia con thứ nữ nhiều người nhà, ở còn không bằng Khương phủ hạ nhân dễ chịu. Nâng lên Khương phủ, Khương Bảo Châu nhịn không được cảm thán. Nàng xuyên lên đoạn đầu đài, không có ở trong khuê phòng ở qua một ngày. Khương phủ đình đài lầu cát, 5 tiếng lớn trạch viện, tuyệt đối đủ một đám quan viên đỏ mắt. Tiểu nhân đi, Đại Phi muốn nói lại thôi, không biết được có nên hay không nói. Chẳng lẽ Khương phủ đã bị Hoàng thượng ban thưởng cho những người còn lại rồi? Khương Bảo Châu nội tâm điên cuồng la lên, không muốn a. Mặc dù nàng không có ở qua một ngày, nhưng trong đầu tràn đầy nguyên chủ hồi ức. Một ngày kia, nàng nhất định giết trở lại Kinh Thành. Cái kia ngược lại là không có. Đại Phi đi xem quá, phủ thượng dán giấy niêm phong. Có điều, Đại Phi dừng một chút, một mặt một lời khó nói hết. Tóm lại, chuyện này ngàn vạn không thể bị lão gia biết được. Ngươi nói đi, ta chịu được. Từ Kinh Thành té ngã, tại Bắc Địa Biên Thành đứng lên. Nhìn thấy không gian bên trong núi vàng núi bạc, Khương Bảo Châu nội tâm cực kỳ phóng khoáng. Có người ném trứng thối rồi. Dù sao lấy cha Khương Bác Đấu nhân duyên, Khương Bảo Châu không kỳ quái. Tiểu nhân đi Khương phủ, đầu tiên là nhìn thấy mấy người mặc quần áo thư sinh người đọc sách. Thư sinh thống nhất kết bạn đến Khương phủ trước cửa. Phía trước nhất cái kia, mang một chùm hoàng hoa cúc, dùng cho tế điện. Kinh Thành còn có truyền ngôn, Khương đại nhân đã chết tại Bắc Địa. Thư sinh đối với Khương Bác Đấu thẳng thắn cương nghị, tại trước mặt Hoàng thượng liều chết can gián hành vi khâm phục. Khương đại nhân là chúng ta mẫu mực a, đọc sách làm quan, chỉ vì tạo phúc bách tính. Hoàng thượng nên vì thiên hạ xã tắc suy nghĩ, có thể nào sủng hạnh dị tộc phi tử. Khương Bác Đấu tại đoạn đầu đài bên trên, bọn hắn ngay tại dưới đài. Lúc ấy, bọn hắn không dám đứng ra, thậm chí không dám tán dương Khương đại nhân. Loại hành vi này, đúng là vì hèn nhát, thật xin lỗi người đọc sách khí khái. Các thư sinh nhắc tới thật lâu, thân thiết xưng Khương Bác Đấu vì tiên sinh. Chờ thư sinh đi về sau, lại tới mấy vị đại nhân. Đại Phi gãi gãi đầu, trong đó có nhà mình lão gia đối thủ một mất một còn. Bởi vì hắn nghe thấy đối phương cười ha ha, Khương Bác Đấu ngươi cũng có hôm nay, ngươi đến Tảo Triều tham gia ta a, ngươi về được đến sao? Đại Phi, việc này ngươi biết ta biết, ngươi chỉ cần nói nửa trước đoạn. Khương Bảo Châu rất im lặng, cái này đều quá non nửa năm, mấy vị đại nhân như cũ quên không được cái này gốc rạ. Dù là cha Khương Bác Đấu không ở Kinh Thành lại có truyền thuyết của hắn. Cha tại thư sinh trong lòng địa vị rất cao, đây là Khương Bảo Châu không nghĩ tới. Như lường trước như vậy, hôm sau sớm, Khương Bác Đấu đem Đại Phi gọi vào trong thư phòng hỏi ý. Ha 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 ha, một trận cực kỳ ma tính tiếng cười vang lên, Văn Thị kém chút phun ra một hơi nước. Cha ngươi đây là lại có thai sự tình rồi. Đại Phi mang về trong Kinh Thành lưu hành túi tiền khăn cùng theo dạng, Văn Thị đang cùng Khương Ma Ma chọn lựa, khả năng đi, từ khi thay mặt tri phủ, cha Khương Bác Đấu tinh khí thần đều không giống. Hùng hùng hổ hổ, đi đường mang gió, có tại gia làm bàn đạp, Khương Bác Đấu không sợ quyền thế, cương trực công chính nhân thiết sắt ván đã đóng thuyền, thường xuyên có bách tính đi nha môn tặng đồ, đưa nhà mình sản xuất. Nguyễn Tri Phủ biết được về sau, không có đố kỵ, còn cười xưng muốn nghỉ ngơi mấy năm, nương lấy ra đẹp mắt theo dạng, đợi lát nữa phái người cho Giả gia cùng Nguyễn gia đều đưa đi mấy thứ, đồ vật không đáng tiền, tại Bắc Địa thắng ở một cái tinh xảo, đối với quan hệ thông gia. Văn Thị làm được rất đúng chỗ. Bảo Châu a, đợi lát nữa ngươi cùng Tiểu Điệp đi mua nha hoàn đi. Tiền này Văn Thị bỏ ra, nhất thiết phải tìm chợp mắt duyên. Mẹ nuôi, ta cũng không cần. Tiểu Điệp tại Khương gia, mảy may không có ăn nhờ ở đậu cảm giác. Nàng trước đó một mực e ngại Khương Bác Đấu, nhưng phát giác cha nuôi bề ngoài cao ngạo, với người nhà rất tốt. Một phen hỏi han ân cần về sau, Tiểu Điệp triệt để dung nhập Khương gia. Nha đầu ngốc, ngươi không muốn nha hoàn. Chẳng lẽ để mẹ nuôi hầu hạ ngươi a? Văn Thị sờ sờ Tiểu Điệp đầu, hiểu chuyện nha đầu khả nhân đau. Người a, chỉ có tại gặp rủi ro thời điểm, khả năng nếm khắp tình người ấm lạnh, bị người tích thủy chi ân nhất định dũng tuyền tương báo. Văn Thị vĩnh viễn nhớ kỹ lưu vong trên đường, người nhà họ Khương nấu cơm cái nồi kia. Chương 200, không muốn thêm đầu. Văn Thị đau lòng Tiểu Điệp, khó tránh khỏi muốn bao nhiêu chăm sóc, nhà ta nhiều người, hai tiếng viện tử không đủ ở. Khương gia ngay tại Tri Phủ nha môn lân cận tìm kiếm đại trạch, chờ mua xuống về sau, còn muốn đơn giản sửa chữa lại, về sau mỗi người đều có tiểu viện của mình, truyền lời phải dựa vào nha hoàn chân chạy. Tiểu Điệp, nghe lời, Giả Minh Nguyệt về nhà ngoại một chuyến, trở về mang đặc chế trừ sẹo cao, ngươi dùng cái này, lúc trước loại trừ trên mặt bớt, Giả Minh Nguyệt dùng, giá tiền quý nhưng là thắng ở dùng tốt, trong tay nàng chỉ có một bình hàng tồn, sử dụng hết lại nhờ quan hệ mua, đại tẩu đưa cho ngươi, ngươi cầm, Khương Bảo Châu giao cho Tiểu Điệp, Giả Minh Nguyệt nhìn xem mềm mại, kỳ thực là cái phi thường trực sản người, cùng nàng ở chung, không cần nhăn nhó, về phần trừ sẹo cao bạc, Khương Bảo Châu sẽ tại phương diện khác bù, tổng sẽ không để cho đại tẩu ăn thiệt thòi, tạ ơn đại tẩu, Tiểu Điệp thanh âm so con mũi còn muốn nhỏ, nàng đột nhiên cảm thấy mình thật may mắn a, dù là cha không thương mẹ cả không yêu, Bích tỷ lại ngoan độc, nhưng nàng vẫn là tại trải qua cực khổ sau tìm được người nhà, Bắc Địa muốn tới âm lịch tháng 4 mới ấm áp lên, mùa xuân 3 tháng, tuyết động tan rã, cành liễu nảy mầm, tại ngày đủ địa phương, còn có thể nhìn thấy cỏ nhỏ, trời nắng, Văn Thị xách một cái ghế ở trong viện phơi nắng, cười nói, Bảo Châu, Tiểu Điệp vừa tới Biên Thành đến, ngươi mang nàng đi phiên chợ bên trên ngao du, Bắc Địa phiên chợ, ăn ngon chơi vui một điểm không ít, mẹ, ta mang Tiểu Điệp đi Giả Trung Nhân cửa hàng một chuyến, nhà mình từ Giả Trung Nhân trong tay mua qua viện tử, lẫn nhau đã từng quen biết, xem như quen thuộc, Khương Bảo Châu đi trước một chuyến phiên chợ, tại quầy hàng bên trên, ăn bánh quẩy đậu hũ não thật non, hơn nữa còn rất tươi ngon, Tiểu Điệp cắn một cái giòn giòn bánh quẩy, chỉ cảm thấy hết sức tự tại, Kinh Thành mẹ cả thích sĩ diện, trọng phép tắc, Tiểu Điệp là thứ nữ, đến phiên nàng chỉ có canh thừa thịt nguội, ngươi đây liền thỏa mãn rồi, nhìn Tiểu Điệp một bộ bộ xương, so giá đổ còn làm xẹp, gương mặt đều lõm đi vào, Khương Bảo Châu mũi chua chua, nhưng như cũ cười nói, Bắc Địa đặc sắc còn nhiều ăn ngon, mổ heo đồ ăn, thịt heo miếng, gà con hầm nấm, trên mặt đất bay, trong nước du lịch, không có Khương Bảo Châu sẽ không, Bảo Châu, ngươi biến rất nhiều. Trước kia trong Kinh Thành, đều là Tiểu Điệp bảo hộ Khương Bảo Châu, có đôi khi hai người cùng một chỗ, thường xuyên bị người trào phúng, Khương Bảo Châu bị mắng đồ đần, Tiểu Điệp luôn luôn ngăn tại nàng phía trước, ta muốn trở nên mạnh hơn lớn, lần này đến phiên ta đến bảo hộ ngươi, Khương Bảo Châu nói ra tiếng lòng, Tiểu Điệp là nàng cả một đời cũng không thể phụ lòng người, cơm tất, hai người thẳng đến Giả Trung Nhân cửa hàng, Giả Trung Nhân đã đợi thật lâu, Khương Tiểu Thư, ngài đến rồi, Khương Bảo Châu vừa vào cửa. Giả Trung Nhân nện bước nhanh chân nhiệt tình nghênh đón, đến, chẳng biết tại sao, Khương Bảo Châu có một loại làm coi tiền như rác cảm giác, liền giống với một con dê béo, bị người để mắt tới, Giả Trung Nhân, chuyện xấu nói trước, ta cũng không nên cái gì thêm đầu, Khương Bảo Châu lời vừa nói ra, Giả Trung Nhân mặt cấp tốc ảm đạm xuống, quả nhiên, ở trong đó có chút việc, Khương Bảo Châu cũng không vạch trần, nàng tới này một chuyến, chủ yếu có hai chuyện, trong nhà cần tại xung quanh trong thôn mua cái trang tử. Mang phòng ốc ruộng đồng, càng lớn càng tốt, tương lai khai phát thành chúc mừng hôn lễ, dùng để làm cây xương rồng cảnh trồng. Trong ngày mùa đông, lần lượt chúc mừng hôn lễ trồng rau, bảo đảm người nhà không người kế tục thời điểm, không cần bữa bữa ăn rau khô. Trang tử có vài chỗ thích hợp, ngài phải tự mình đi nhìn, chỉ dựa vào nói, căn bản nói không rõ ràng. Giả Trung Nhân coi như phụ trách, hắn đã chuẩn bị xong xe ngựa, vậy liền lên đường đi, đến lúc này một lần, cũng phải giày vò đến hạ thưởng. Đã âm lịch đầu tháng 3, Bắc Địa còn không có trồng trọt, xe ngựa hành tại hồi hương đường đất, lại không có bất kỳ cái gì hoang vu cảm giác, vừa mắt chỗ, một mảnh mênh mông, chỉ khiến người ta cảm thấy lòng dạ đột nhiên khoáng đạt, vị tiểu thư này là, trên xe ngựa, Giả Trung Nhân nháy mắt, Khương Tiểu Thư tính cảnh giác cao, khó đối phó, hắn có thể thay cái phương hướng vào tay, Tiểu Điệp, mẹ ta con gái nuôi, Khương Bảo Châu đơn giản làm giới thiệu, cúi đầu nghiêm túc xem xét bản vẽ. Giả Trung Nhân thấy thế, cùng Tiểu Điệp lời nói việc nhà, làm bên trong người, đều có ba tấc không nát miệng lưỡi. Giả Trung Nhân biết nói chuyện, nói lên Bắc Địa chuyện lý thú, đem Tiểu Điệp nói đến cười tủm tỉm. Kỳ thật, đại hộ nhân gia cũng có bẩn thỉu, nhất là dáng dấp mỹ mạo nữ tử, đúng như hồng nhan họa thủy, bị người phòng bị. Giả Trung Nhân đột nhiên cảm thán một câu, đúng vậy a, một câu lên Tiểu Điệp chuyện thương tâm, nàng di nương mỹ mạo. Sinh hạ nàng liền bị đi mẫu lưu nữ, nàng cũng bởi vì so đích tỷ đẹp, bị hãm hại cùng tương lai anh rể cấu kết, dáng dấp đẹp, liền đại biểu không đoan trang sao, Tiểu Điệp sinh ở quan gia, đã coi như là may mắn, nghe nói nhà cùng khổ nữ tử, Nếu như quá mỹ mạo, phần lớn là lưu không được. Chương 201, Lục Ý cùng Đậu Hoa, đúng vậy a, dáng dấp đẹp là nguyên tội. Giả Trung Nhân thấy có cửa, bận bịu nói, Tiểu Điệp tiểu thư có kiến giải, cùng khổ nữ nhi của người ta, xinh vẻ đẹp, sớm bị người để mắt tới, có tiền đại lão gia, đến tuổi lục tuần vẫn là cái phong lưu phôi tử, nửa thân thể xuống mồ, còn muốn cưới 16 tuổi mỹ mạo tiểu thiếp, đại lão gia bức bách, cùng khổ bách tính trong nhà thiếu tiền, không phải sao, liền đem người bán, nữ tử kia thật cho lão đầu tử làm thiếp rồi, chuyện như thế, nghe mới mẻ, kỳ thật rất phổ biến, Tiểu Điệp tâm cũng đi theo nắm chặt cùng một chỗ, không có, nữ tử kia trốn tới, thế nhưng là, cho dù trốn tới, cũng không nhà để về, nàng đành phải từ bán tự thân, bị quan gia ma ma chọn trúng, ma ma chọn người, không phải vì khác, chỉ vì lấy lòng trong nhà lão gia, nữ tử kia không cam tâm bị đùa bỡn, cùng quan phu nhân hợp mưu, thiết kế mới ra, làm bộ mình ăn cắp, lại bị quan phu nhân đánh một trận, lần nữa bán ra, kỳ thật nàng rất thông minh, Tiểu Điệp lộ ra một vòng suy nghĩ sâu xa, nữ tử bạc mệnh, vì thoát khỏi bị đùa bẩn vận mệnh, chỉ có hạ nhẫn tâm, vì chính mình đọ sức cái tiền đồ, đúng vậy a, bởi vì mỹ mạo, nàng lần nữa bán ra, rất có thể tiến vào hoa lâu bên trong, người ngay tại Giả Trung Nhân cái này, Giả Trung Nhân, ngươi sẽ không bán nàng nhập hoa lâu a. Tiểu Điệp rất thưởng thức cái này mỹ mạo nữ tử, dù là tại vũng bùn bên trong, cũng có như thế dũng khí, mà chính nàng không có, cũng không có ý đề phòng người khác, bởi vậy bị đồng dạng tảng đá trượt chân, ta cái này không nuôi người rảnh rỗi, bởi vì mỹ mạo, hậu trạch phụ nhân đang chọn hạ nhân lúc, tự động đem nàng nhảy qua, Khương Bảo Châu ngẩng đầu lên, thẳng, lời nói, Giả Trung Nhân, ngươi muốn cho chúng ta tiếp bàn, khó trách, Giả Trung Nhân quá phận nhiệt tình, bị nàng điểm phá về sau, lại tặc tâm bất tử, khụ khụ, Giả Trung Nhân mặt lộ vẻ khó khăn, thật sự là hắn có ý nghĩ này, làm một chuyến này, không tốt ép mua ép bán, hắn vẫn là dựa theo Khương Bảo Châu ý tứ làm việc, Giả Trung Nhân gần đây vừa làm người người môi giới, đến hắn cái này, đều là bị chọn còn lại, người nện trong tay, này bằng với bạc không bỏ ra nổi tới, không chỉ có như thế, Giả Trung Nhân còn muốn cung cấp cơm, xe ngựa đã đến trang tử bên trên, nha hoàn ngay tại điền trang bên trong. Mở cửa, là cái mỹ mạo nha hoàn, nàng mở cửa nháy mắt, Khương Bảo Châu quả thực kinh diễm một cái, Giả Trung Nhân, hai vị tiểu thư, mời, Lục Ý rất hiểu phép tắc, từ đầu đến cuối cúi đầu, mỹ mạo đối với nàng đến nói rất phiền toái, nàng hận không thể đem mặt mình cắt một đao, nhưng nếu như vậy, càng tìm không thấy làm nha hoàn cơ hội, Giả Trung Nhân đối nàng có ân đức, trong nội tâm nàng rất cảm kích, Lục Ý tỷ tỷ, còn có bánh bao sao, điền trang bên trong. Chạy đến cái tiểu nha đầu một tấm mặt em bé, có mấy phần đáng yêu, Giả Trung Nhân nghe nói nàng muốn bánh bao, hỏi, Đậu Hoa, ngươi từ buổi sáng đến bây giờ, ăn mấy cái bánh bao rồi, 10 cái, Đậu Hoa gục đầu xuống, sắc mặt rất áy náy, nàng cũng không muốn ăn nhiều như vậy, thế nhưng là không ăn liền đói đến hoảng hốt, dung mạo của nàng lấy vui, nhiều lần bị đại hộ nhân gia ma ma chọn trúng, thế nhưng là dài nhất 2 tháng. Nàng bởi vì có thế ăn liền bị lui về đến, chỉ có tại Giả Trung Nhân cái này, không quá ghét bỏ nàng, kỳ thật nàng chưa ăn no, Khương tiểu thư, ngài, nhìn, Giả Trung Nhân không dám có bất kỳ giấu giếm nào, hai cái nha đầu đều là tốt, làm việc bổn phận, tay chân lanh lẹ, Đậu Hoa trời sinh thần lực, làm việc nặng cũng rất lưu loát, Lục Ý mỹ mạo, Đậu Hoa có thế ăn, mặc cho Giả Trung Nhân có thổi phá thiên bản lĩnh, cái này hai nha đầu cũng không có lắc lư ra ngoài. Hắn thậm chí không dám đem người đặt ở trong nhà, không phải, vợ hắn muốn xé hắn, trước nhìn trang tử đi, Khương Bảo Châu chỉ muốn chọn hiểu rõ nha hoàn, bình thường điểm không sao, Lục Ý nhìn ra ý nghĩ của nàng, chủ động ở phía trước dẫn đường, đây là một cơ hội, nếu như bỏ lỡ, về sau rất có thể đã không còn, tiểu thư, nô tỳ muốn làm ngài nha hoàn, Lục Ý biết, mình xinh vẻ đẹp, tại tiểu môn tiểu hộ lưu không được, nàng không muốn làm tiểu thiếp, càng không muốn bị bán trao tay. Ngài nếu không chê, nô tỳ nguyện ý tự hủy dung mạo, đời này, Lục Ý đều không có ý định lấy chồng, không muốn làm bất luận kẻ nào uy hiếp, Lục Ý tỷ, ta cũng muốn đi theo ngươi cùng một chỗ, Đậu Hoa vội vàng đụng lên đi, nàng có thế ăn, chỉ có Lục Ý không chê nàng, còn sẽ đem khẩu phần của mình tiết kiệm đến cho nàng ăn, một bên, Giả Trung Nhân muốn khóc, trước khi đến, hắn đã nói xong muốn làm ra sáo lộ, làm sao, Lục Ý cùng Đậu Hoa đều không có dựa theo kịch bản tới. Song song, lại nện trong tay, nhìn thấy điền trang bên trong lò ở giữa trống không vại gạo, Giả Trung Nhân khóc không ra nước mắt, làm nha hoàn của ta, ngươi tự hủy dung mạo làm cái gì? Khương Bảo Châu sờ sờ gò má, trong nhà nàng thật không thiếu mỹ nhân, dáng dấp đẹp, cũng sẽ không đưa tới cái gì ý nghĩ xấu, đã Lục Ý không bình thường, như vậy liền phải có mấy phần thông minh. Chương 202, đều muốn, Khương tiểu thư, cái này, một bên, Giả Trung Nhân trong lòng thấp thỏm, rất sợ đắc tội Khương Bảo Châu, hắn chẳng qua là nghĩ đùa nghịch cái lòng dạ hẹp hòi, đem hai tên nha hoàn chào hàng ra ngoài đổi tiền, trong tay dư giả điểm, vạn nhất dẫn tới Khương Bảo Châu không vui vẻ, mua trang tử sự tình cũng phải thất bại. Lục Ý, ngươi có tính toán gì? Khương Bảo Châu đem người đưa vào một chỗ phòng trống bên trong, hỏi, dự định. Lục Ý rất là mê mang, từ nàng trốn nhà Từ Bán tự thân ngày ấy bắt đầu, liền chú định kết cục, nàng không nghĩ biến thành nam tử đồ chơi, nếu như mỹ mạo là vướng víu, nàng thà rằng không có, bọn hắn đều nói nô tỳ gương mặt này, sinh ra chính là hồ mị tử tướng mạo, câu người, câu tâm. Lục Ý ở phía sau trù bên trong một thân tro bụi, cũng khó nén mỹ mạo, nàng loại người này, chẳng lẽ sau cùng số mệnh chỉ có Hoa Lâu sao? Giả Trung Nhân là cái người tốt, đối nàng rất là chiếu cố, chỉ là nàng một mực lưu lại, khó tránh khỏi bị Giả Trung Nhân nương tử hiểu lầm. Ngươi có hay không nghĩ tới, mỹ mạo cũng là vũ khí, không vì lấy lòng nam tử, chỉ vì lấy lòng chính mình. Khương Bảo Châu nói, xuất ra một ống son môi, ra hiệu Lục Ý bôi lên bên trên. Lục Ý không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là ngoan ngoãn nghe lời. Ngươi xem một chút, trong phòng rỗng tuếch, Khương Bảo Châu từ tay áo túi đưa ra đi một mặt gương đồng nhỏ. Đây là nô tỳ sao? Lục Ý soi gương, môi của nàng cũng không phải là màu đỏ chót, mà là có chút tối nhạt đỏ, nhưng lại dễ nhìn lạ thường. Bởi vì dáng dấp đẹp, luôn luôn bị ngấp nghé, Lục Ý chưa từng dám lên trang. Không sai, Khương Bảo Châu quan sát tỉ mỉ, rất là hài lòng. Bực này mỹ mạo nha hoàng, tại bên người nàng chân chạy lãng phí, không bằng đưa đến son phấn bột nước cửa hàng bên trong làm công. Nàng làm được son môi, chỉ có màu đỏ chót bán chạy, còn lại sắc hào, đại đa số nữ tử không dám nếm thử. Nếu như đem Lục Ý đặt ở cửa hàng bên trong làm người mẫu, chuyên môn vì khách nhân son môi thử sắc, không chừng sẽ kéo theo còn lại đồ trang điểm lượng tiêu thụ. Giả Trung Nhân, Lục Ý cùng Đậu Hoa ta đều muốn. Đậu Hoa nhìn chất phát, lại có một nhóm người khí lực, vừa vặn cho Tiểu Điệp làm nha hoàn. Về phần nàng, Khương Bảo Châu thở dài, Giả Trung Nhân làm người người môi giới, dưới tay liền hai người. Khương tiểu thư, vẫn là ngài sảng khoái. Giả Trung Nhân nghe xong, mặt mày hớn hở. Lục Ý ở tại trang tử bên trên, vẫn không ít chuyện phiếm. Đậu Hoa, cái này tiểu nha đầu kém chút ăn không của cải của nhà hắn. Hai người tìm tới tốt chủ tử, Giả Trung Nhân kiếm tiền, thật sự là vẹn toàn đôi bên chuyện tốt. Đêm nay, hắn phải thêm cái đùi gà. Đối với mua trang tử, Khương Bảo Châu không phải rất có kinh nghiệm, đợi nàng ban đêm tìm đại tẩu Giả Minh Nguyệt thảo luận dưới. Trở về trên đường, Lục Ý ngồi ở trong xe ngựa, hai tay xoắn lấy khăn, rất là câu nệ. Lục Ý, ngươi đi theo ta, tại Biên Thành địa bàn bên trên, ta bảo bọc, có quyền thế mới có lực lượng. Lục Ý là nàng Khương Bảo Châu người, tại Biên Thành có ai dám cùng nhà mình đối nghịch, thừa dịp cha Khương Bác Đấu thay mặt tri phủ, kéo đến trên công đường đánh bằng roi. Tiểu thư, ngài vì sao chọn trúng nô tỳ? Cao môn đại hộ người ta, chỉ có chọn của hồi môn nha hoàng, mới có thể chọn mỹ mạo, có điều, lại không thể rất có thể phát triển, còn tốt hơn lắm, chờ sau này tiểu thư mang bầu, của hồi môn nha hoàng muốn hầu hạ cô gia mới. Lục Ý lo lắng bị kiêng kỵ, minh xác biểu thị không lấy chồng, bởi vì ngươi xinh đẹp. Lời nói này, Khương Bảo Châu sớm nghĩ đối hảo tỷ muội Tiểu Điệp nói, vừa vặn mượn cơ hội, nàng nói thẳng, ngươi xinh vẻ đẹp, có bao nhiêu người đố kỵ a? Thế đạo này, đối nữ tử bất công, nữ tử mỹ mạo trên đường đi, bị tên du thủ du thực quấy rối, đều muốn bị chửi một câu thấp hèn, cái gì hồ mị tử, con ruồi không đinh không có khe hở trứng vân vân, những cái này ác ngôn ác ngữ nhiều lắm, thế nhân đối nữ tử cay nghiệt, nhưng mình lại không thể tự coi nhẹ mình, mỹ mạo không phải sai lầm, sai là những cái kia lòng mang ý đồ xấu người. Lục Ý, ngươi về sau tại cửa hàng bên trong, mỗi ngày đều ăn mặc mỹ mỹ. Khương Bảo Châu dám cam đoan, có bất kỳ bàn tay heo ăn mặn tên du thủ du thực tìm phiền toái, nàng tuyệt đối dẫn người chép đối phương hang ổ, nàng người, ai dám động đến. Nô tỳ, thật có thể ngẩng đầu lên sao? Lục Ý đáy lòng rất thụ xúc động, nàng nhìn xuống không có khóc, nàng từ mấy tuổi bắt đầu, cũng không dám ngẩng đầu thấy người, lại không dám cùng người nói nhiều một câu, cho dù như vậy, thường xuyên có người đến cửa nhà nàng mắng to, nói nàng thông đồng nhà ai hán tử. Ngươi phạm tội sao? Không có trộm không có đoạt, đường đường chính chính, vì sao không thể thẳng tắp sống lưng? Ngươi đừng quản trước kia như thế nào, về sau, con đường của ngươi nhất định phồn hoa như gấm. Tại cửa hàng bên trong, biết chữ tính sổ sách, lợi dụng mỹ mạo tìm đại hộ nhân gia phu nhân tiểu thư chào hàng, chỉ cần vượt qua đạo khảm này, Lục Ý tiền đồ không thể đo lường. Chương 203, thuốc đỏ. Khương Bảo Châu đem Lục Ý giao cho song phấn bột nước cửa hàng nữ trưởng quỹ về sau, đã đến giờ lên đèn. Bếp sau có Tiểu Hỷ tay cầm muôi, đã cơ bản không cần Khương Bảo Châu xuống bếp. Bảo Châu, ta đi phòng bếp cho Đậu Hoa cầm hai cái màn thầu, nàng chịu không nổi đói. Tiểu Điệp có mới nha hoàng Đậu Hoa, thấy thế nào đều yêu thích. Đi thôi, trong nhà không thiếu lương thực. Khương Bảo Châu lo lắng Đậu Hoa không thả ra, liền nói, ngươi chỉ cần hầu hạ tốt tiểu thư nhà ngươi, cơm canh bên trên bao ăn no. Đa tạ Bảo Châu tiểu thư, nô tỳ không kén ăn. Đậu Hoa sờ sờ khô quắt bụng, nâng lên ăn ánh mắt tỏa sáng. Nàng nói nhiều, lại như quen thuộc, cho Tiểu Điệp giảng Bắc Địa phong thổ, liên tiếp đem người chọc cười. Khương Bảo Châu đang muốn trở về phòng, trên đường đụng phải cúi đầu Khương Tu Văn. Khương Tu Văn nện bước nhanh chân, căn bản không nhìn đường, kém chút đem nàng đụng ngã. Đại ca, ngươi thế nào trở về rồi? Ngoài thành có chiến sự, Khương Tu Văn hẳn là rất bận, lại nói cũng không đến nghỉ ngơi thời gian. À, Khương Tu Văn dương mắt xem xét, lại cấp tốc đem đầu thấp đi. Ngươi đây là làm sao rồi? Đại ca biến thành mắt gấu mèo, khóe miệng còn có một chỗ tím xanh. Chẳng lẽ bị đánh đi? Cha còn không có hạ nha, ai xuống tay như thế hung ác a? À? Không cẩn thận ngã một phát. Khương Tu Văn ấp úng, ý đồ lấp liếm cho qua. Nương kia có trị bị thương dược cao, bôi lên bên trên, mấy canh giờ liền có thể tiêu sưng. Khương Tu Văn trên mặt chỉ là khó xem một chút, liền bị thương ngoài da cũng không bằng. Khương Bảo Châu dặn dò vài câu, không có coi là chuyện đáng kể. Một khắc đồng hồ về sau, vốn nên cả nhà chỉnh chỉnh tề tề bữa tối, Giả Minh Nguyệt vị trí để trống. Đại tẩu đâu, không thoải mái, Khương Bảo Châu đặc biệt hỏi đầy miệng. Khương Tu Văn rất không được tự nhiên, đem đầu chôn đến trong chén. Bầu không khí có một lát ngưng trệ, Khương Tu Võ pha trò, đem đề tài xóa đi qua. Cơm tất, Khương Tu Văn suy nghĩ thật lâu, lúc này mới tiến Văn Thị gian phòng. Mẹ, nhi tử thời gian không dễ chịu a. À. Khương Tu Văn ngẩng đầu, chỉ mặt mình nói, ngài nhìn, nhi tử muốn hủy dung, chưa nói tới, Văn Thị bình chân như vậy uống trà, ngươi lúc đầu cũng mọc giống cha ngươi, dáng dấp, hủy dung còn có thế khó coi đi nơi nào. Khương Tu Văn, không sai, hắn là đến tố cáo, Giả Minh Nguyệt ỷ vào người nhà cưng chiều, làm mưa làm gió, đều muốn cưỡi đến trên đầu của hắn đến, hắn Khương Tu Văn là nam tử hán đại trượng phu, có cân nhắc qua lòng tự tôn của hắn sao? Ngươi bị Minh Nguyệt đánh rồi. Văn Thị hơi có chút kinh ngạc, buông xuống chén trà, cẩn thận vì Khương Tu Văn nghiệm thương. Không có. Không có, mặc dù không có bị đánh, nhưng là hắn thụ thương lại cùng Giả Minh Nguyệt thoát không ra liên quan. Nàng phạm sai lầm chỗ, không biết hối cải, bữa tối không ra, đây là náo cái kia ra đâu. Rõ ràng người bị thương là hắn, chuyện gì xảy ra? Văn Thị làm bà, cũng không muốn lẫn vào. Hai vợ chồng cãi nhau, đầu giường cãi nhau cuối giường hòa, nàng nếu là dính vào, lúc đầu không nhiều lắm sự tình, từ đó cản trở liền dễ dàng làm lớn chuyện. Văn Thị cũng không muốn làm một cây gậy quấy phân heo, nhi tử bị Giả Minh Nguyệt đạp xuống giường, Khương Tu Văn rất sụp đổ, trong nháy mắt đó cả người hắn đều là mộng, hắn làm Giả Minh Nguyệt phu quân, bị ghét bỏ. Văn Thị kéo ra khóe miệng, hai vợ chồng tư mật sự tình, nàng làm bà càng không tốt quản. Lão đại, ngươi là nam tử, coi như bị nện hai lần, ngươi cũng nhịn một chút, nữ tử có thế có khí lực lớn đến đâu a? À? Văn Thị làm cùng sự tình, lão, từ đó điều giải, có lời gì, hai vợ chồng giải quyết, tuyệt đối không được đem chiến hỏa lan tràn đi ra bên ngoài, cái nhà này, đại phương hướng phải cùng hòa thuận. Nương, Khương Tu Văn bị chắn phải nói không ra lời, một hơi này, hắn nuốt không trôi, ta nhớ được tiểu muội cho ngài một loại thuốc, gọi thuốc đỏ, dù sao là màu đỏ, bôi lên bên trên. Nhìn rất nghiêm trọng, kỳ thực rất nhanh liền tốt, là có. Văn Thị xuất ra y dược trương, đem mấy loại trị liệu bị thương thuốc toàn bộ lấy ra. Ngươi ngày mai còn muốn rút quân về doanh, dùng thuốc đỏ không thỏa đáng a. À. Khương Tu Văn chỉ cầm một bình thuốc đỏ, Văn Thị thấy thế, liên tục không ngừng nhắc nhở. Nương ta biết, hắn càng muốn dùng thuốc đỏ bôi lên, không làm như vậy, thế nào có thể biểu hiện mình bị thương rất nghiêm trọng. Cử động lần này Khương Tu Văn làm cho Giả Minh Nguyệt nhìn. Giả Minh Nguyệt giả mang như thế, nhất định phải cho hắn chịu nhận lỗi, không phải, tổn thương tự tôn của hắn, cái này sự tình không xong. Bữa tối, Khương Bảo Châu ăn nhiều, trong nhà hậu viện đi tản bộ, đột nhiên, chỉ thấy chân tường dưới mặt đất một đạo lén lén lút lút bóng đen, người kia quay đầu, một mặt đỏ, quỷ a, Khương Bảo Châu hét lên một tiếng, lòng bàn chân bôi dầu đang muốn chuồn đi, bỗng nhiên, nàng cảm giác được có điểm gì là lạ, đại ca, đêm hôm khuya khoắt, tại nhà mình lén lút, rất dễ dàng hù đến người, mà lại thuốc đỏ cũng không phải như thế dùng, đại ca ta bị thương rất nghiêm trọng. Khương Tu Văn một mặt đau lòng, hắn là thư sinh, có thể cùng Khương Tu Võ loại kia cẩu thả hán tử so sao, dù là phá một điểm da, đã rất nghiêm trọng, đúng vậy a, à, ngươi lại không bên trên thuốc trị thương, ngươi đều phải tốt. Khương Bảo Châu cực kỳ im lặng, phát giác đại ca vị trí, đúng lúc là vui phòng hậu viện, chương 204, Khương Tu Văn đòn sát thủ, đại ca, ban đêm đại tẩu không ăn cơm tối, ta tiếp theo bát canh nóng mặt, ngươi cho nàng bưng đi qua. Hai vợ chồng khẳng định là có một ít mâu thuẫn nhỏ, Khương Bảo Châu thử dò xét nói, đại ca cái kia đều tốt, chính là quá yêu mặt mũi, không đi, Giả Minh Nguyệt khẳng định đói không được, Khương Tu Văn nhìn thấy nha hoàn vào phòng đưa điểm tâm, vậy ngươi đi nhìn xem đại tẩu, Khương Bảo Châu lại nói, tại Quảng Hóa Tự, chào hàng nghịch chuyển hoàng bà tử nói Giả Minh Nguyệt một mặt mang thai tướng, nếu như là thật, trong nhà lại phải có sinh con trai việc vui, không đi, Khương Tu Văn lần nữa cự tuyệt. Hắn khó được một lần trở về, muốn cùng nương tử thân cận một chút, hắn có sai sao, không hề có điềm báo trước bị đạp xuống giường, Giả Minh Nguyệt còn cần sắc phôi ánh mắt nhìn hắn, hắn chịu không được, chờ 2 canh giờ, hắn bên ngoài gấp đến độ bên trên nhảy xuống vọt, Giả Minh Nguyệt trong phòng ăn ngon uống ngon, Khương Tu Văn nghĩ như vậy, giận không chỗ phát tiết, đại tẩu gả tiếng nhà ta, chính là người trong nhà, ca tẩu ở giữa mâu thuẫn, Khương Bảo Châu cũng không nghĩ lẫn vào, có chuyện bày ở ngoài sáng nói. Giải khai lẫn nhau hiểu lầm, vâng, nàng là người trong nhà, ta tựa như là cái người ngoài, đợi không được Giả Minh Nguyệt giải thích, Khương Tu Văn trong lòng trắng, nếu như không cho Giả Minh Nguyệt chút giáo huấn, phu cương bất chấn, tại Khương gia, cha mẹ cùng tiểu muội rõ ràng đứng tại Giả Minh Nguyệt một bên, cho nên hắn chỉ có thể xuất ra mình đòn sát thủ, Khương Tu Văn trong viện đứng một hồi lâu, hạ quyết tâm, hắn tại đêm dài thời điểm dục ngựa đi Giả phủ, hừ hừ, hắn đi tìm nhạc mẫu tố cáo. Cái này chiêu quả nhiên có hiệu quả, ngày thứ 21, thật sớm, Giả phu nhân mang theo quà tặng đến nhà, cùng Văn Thị hàn huyên vài câu về sau, Giả phu nhân nói rõ ý đồ đến, Tu Văn đi Giả phủ rồi, Văn Thị đối với cái này không biết rõ tình hình, dở khóc dở cười, đúng vậy a, à, Minh Nguyệt nuông chiều từ bé, bị chúng ta cho làm hư, Giả phu nhân vẻ mặt buồn thiêu, tối hôm qua nhìn thấy Khương Tu Văn gương mặt kia, nàng một đêm ngủ không ngon, nữ nhi tranh cường háo thắng. Điểm này Giả phu nhân lòng dạ biết rõ, tiết kiệm con dâu cùng làm cô nương thời điểm không giống, không phải sao, con rể tìm tới cửa tố cáo, Giả phu nhân đã lòng chua xót vừa buồn cười, nàng tới này một chuyến, không vì cái gì khác, chỉ vì tới thuyết giáo, làm nhạc mẫu, Giả phu nhân nhìn ở trong mắt, Khương Tu Văn là cái trung thực hài tử a, chắc là tại nữ nhi kia bị ủy khuất, bằng không thì cũng sẽ không đến nhà, bà thông gia, không nghiêm trọng như vậy, Văn Thị nhéo nhéo mi tâm, kẹp ở giữa rất khó khăn, bên này, Giả phu nhân đến vui phòng đi, Giả Minh Nguyệt nằm ở trên giường, sắc mặt khó coi, mẹ, ngài thế nào đến rồi, Giả gia mặc dù không có gả ra ngoài nữ nhi tát nước ra ngoài thuyết pháp như vậy, chẳng qua đã lấy chồng, đối nhà mẹ đẻ người tới rất kiên kỵ, ngươi còn nói sao, Giả phu nhân điểm một cái Giả Minh Nguyệt thái dương nói, ngươi đem Tu Văn đánh thành như thế, ngươi cũng chính là đến Khương gia đi, cha mẹ chồng rõ lý lẽ, cô em chồng không gây sự. Đổi một người nhà, điệu bộ như vậy cũng phải bị đừng về nhà, mẹ, ngài thế nào biết đến, Giả Minh Nguyệt đằng ngồi đứng dậy nói, Khương Tu Văn hắn người giả bị đụng, không phải ta đánh, vậy hắn làm sao thụ thương, kia một tấm nhỏ, mặt đỏ, ủy khuất khuất, Giả phu nhân đều đau lòng, trong lòng suy nghĩ, nhất định phải thật tốt giáo huấn nữ nhi, đã lấy chồng, còn đùa nghịch nhỏ tính tình, ngẫu nhiên vì đó là vợ chồng ở giữa tình thú, nếu là thỉnh thoảng náo một trận, chẳng phải là thành quấy nhà tinh. Minh Nguyệt, Tu Văn là ngươi phu quân, hai vợ chồng, tịnh đế liền cành, Giả phu nhân một điểm không lo lắng nữ nhi thụ ủy khuất, ngược lại đau lòng Khương Tu Văn, hiện tại, con rể sinh trưởng ở lòng của nàng trên ngọn, làm người khiêm tốn, có tài học, mẹ vợ nhìn con rể, càng xem càng hài lòng, nương, có mấy lời, Giả Minh Nguyệt quả thực khó mà nói ra miệng, Khương Tu Văn người kia, chuyện phòng the thượng hạng sau một con lão sói vẫy đuôi, cực kỳ muộn tao, không biết xấu hổ không biết thẹn. Nàng nguyệt sự còn chưa tới, lo lắng cho mình mang bầu, vạn nhất theo Khương Tu Văn ẩu tả, sợ nháo ra chuyện tới, mẹ, ta là sợ người trong nhà không vui một trận, muốn nàng nói rõ, Giả Minh Nguyệt có lo lắng, đây là chuyện tốt a. Giả phu nhân rất là mừng rỡ, làm người từng trải, nàng phải đề điểm nữ nhi vài câu, giữa phu thê, náo mâu thuẫn luôn có người muốn cúi đầu. Tu Văn ngượng nghịu mặt mũi, ngươi trước nhận lầm lại có làm sao, để hắn thắng, chủ động nhận lầm, Khương Tu Văn bên kia chưa hẳn sẽ không nghĩ lại, hắn đều lên cửa cáo ta hắc trạng, còn để ta cúi đầu nhận sai đâu. Giả Minh Nguyệt trong lòng có khí, Khương Tu Văn đấu không lại nàng, chuyển mẹ nàng xuất mã, một khi nàng cúi đầu, về sau Khương Tu Văn chẳng phải là tìm tới một đầu thông thiên đại lộ. Nghe nương a, mặc kệ nguyên nhân gì, đem phu quân đạp xuống giường, nói thì dễ mà nghe thì khó a. Chương 205, sớm mang thai giấy thử. Giả Minh Nguyệt cũng không phải là cố ý đem Khương Tu Văn đạp xuống giường. Lúc ấy, Khương Tu Văn giống như là con sói đó nhào lên, nàng phản xạ có điều kiện bảo hộ bụng của mình. Bây giờ nghĩ lại, trách nàng quá mẫn cảm, ngươi biết đến sai là được. Giả gia đau lòng nữ nhi, vẫn nghĩ tìm ở rễ, ngươi bà đối Bảo Châu coi như trân bảo, đối ngươi cũng sẽ không quá kém. Cái này thế đạo, chỉ có nữ tử khả năng trải nghiệm nữ tử lòng chua xót không dễ. Giả phu nhân cảm thán nói, ngươi mang bầu, có phải là muốn an bài nha hoàn, cao môn đại hộ, là có cái quy củ này, phu nhân mang bầu, thu xếp bên người thiếp thân nha hoàn làm động phòng thị tẩm. Giả Minh Nguyệt mang người ít, như muốn lựa chọn, giả phu nhân còn phải phí một phen tâm tư, tìm tướng mạo chẳng phải phát triển, lại thành thật nghe lời. Mẹ, ngài suy nghĩ nhiều. Giả Minh Nguyệt mới vừa vào cửa, bà Văn Thị liền đề cập qua chủ đề cùng loại, Khương gia không thể tiểu thiếp di nương kia một bộ, giữ khuôn phép sinh hoạt, nếu như thế, Minh Nguyệt, ngươi là có phúc khí. Giả phu nhân trầm tư một lát, cảm thán nói, vậy mẹ liền nói nhiều một câu. Giả phu nhân kỳ thật cũng không có kinh nghiệm gì, bởi vì không sinh ra nhi tử, mẹ chồng nàng dâu bất hòa, nếu không phải hai vợ chồng tình cảm tốt, nàng quá không lên một ngày tốt lành. Ngươi đem người nhà họ Khương làm thân nhân, đối mặt thân nhân, ngươi có cái gì ngượng ngùng nói đâu, sinh hoạt, trốn tránh, kiểu gì cũng sẽ dẫn phát dạng này như thế hiểu lầm, còn không bằng thẳng thắn một điểm, đem ý nghĩ cùng lo lắng nói hết ra, ngươi không nói, người khác cũng không biết được. Giả phu, người nghĩ đến con rể tới cửa thảm trạng, lại buồn cười, Khương Tu Văn tại Khương gia bị bao nhiêu ủy khuất a, ta bà đặc biệt rõ lý lẽ. Giả Minh Nguyệt tán thưởng một câu, nàng nhớ tới một sự kiện, đưa tiễn mẫu thân về sau, vội vàng đi tìm Khương Bảo Châu, đại tẩu, ngươi khá hơn chút nào không? Nhìn thấy Giả Minh Nguyệt, Khương Bảo Châu lập tức tiến lên hỏi han ân cần, ta không sao, nghe nương thuyết phục. Giả Minh Nguyệt nói, chúng ta ở trên núi gặp phải cái bán nghịch chuyển hoàng bà tử, kia bà tử nói ta có thai tướng. Chuyện này, Giả Minh Nguyệt rất để vào trong lòng, gần đây, nàng hoảng hốt, ngực căng đau, hoàn toàn chính xác có chút không thoải mái, đi bắt mạch, Lan Trung nói nếu như có thai, tháng nhỏ là nhìn đoán không ra. Đại tẩu, ta có cái pháp bảo. Khương Bảo Châu lập tức có chủ ý, độn hàng không gian bên trong, số lớn đo mang thai giấy thử, làm một độc thân cẩu, lúc trước độn hàng thời điểm đừng nói sớm mang thai giấy thử, vĩ ca cũng không thiếu độn, pháp bảo gì? Giả Minh Nguyệt biết được Thẩm Hoài Dung là thần y, chẳng lẽ muốn mời Thẩm đại nhân bắt mạch, dạng này, dường như có chút chuyện bé xé ra to, kỳ thật, chờ cái mười mấy ngày, Lan Trung bên kia cũng có thể cho tin chính xác, ta và ngươi nói. Khương Bảo Châu đem Giả Minh Nguyệt gọi vào bên cạnh thân, thì thầm vài câu, nàng có sớm mang thai kiểm tra giấy, đương nhiên thần nước tiểu chuẩn nhất, đây là vật gì, có thần kỳ như vậy? Giả Minh Nguyệt cẩn thận nâng ở trong lòng bàn tay, không dám tin, Biên Thành có dạng này cửa hàng, bán kỳ quái vật. Khương Bảo Châu lại cùng Mãn Đình Phương ma ma làm ăn, Giả Minh Nguyệt suy nghĩ có thể là từ Hoa Lâu lấy ra, dù sao, Hoa Lâu nữ tử càng cần hơn cái này, dù là một mực uống tránh tử canh, cũng tránh không được mang thai sự tình, sớm một chút phát hiện, sớm một chút giải quyết, thứ này quý giá, ta sáng mai lại dùng. Giả Minh Nguyệt cẩn thận để vào trong ví, thắt ở bên hông, đối với chuyện tối ngày hôm qua, nàng rất xin lỗi, ta vẫn là nghĩ quá nhiều, lo trước lo sau, lại lo lắng không vui. Đại tẩu, ta đại ca tâm nhãn nhỏ. Khương Bảo Châu cười trộm, Khương Tu Văn tâm nhãn không có so cây kim lớn hơn bao nhiêu, có điều, chỉ cần một phương trước mềm xuống tới, Khương Tu Văn khẳng định là trước đầu hàng cái kia. Tu Văn hắn thích gì? Giả Minh Nguyệt qua cửa về sau, còn muốn quản lý Giả gia cùng Khương gia sinh ý, mỗi ngày đều muốn nhìn sổ sách, gạt ra thời gian, nàng bồi tiếp bà Văn Thị uống trà, thiêu thùa may vá. Ban đêm trước khi ngủ, lại đem nghèo túng tú tài thoại bản xem như trước khi ngủ sách báo, trừ sách, quần áo với giày, túi tiền túi thơm, Giả Minh Nguyệt đều cho Khương Tu Văn chuẩn bị mấy bộ. Phù bình an đi. Khương Bảo Châu trầm tư suy nghĩ, cuối cùng cho ra kết luận, Khương Tu Văn cái này người, mê tín, đi ra ngoài đều muốn xem xét hoàng lịch, tốt, vậy ta hiểu được, chờ giữa tháng, Giả Minh Nguyệt lại đi Quảng Hóa Tự một chuyến, chuyên vì Khương Tu Văn cầu bình an phù, kia túi tiền, còn đặt ở Lụa Đỏ kia đâu, nhấc lên Quý đại cô nương, Giả Minh Nguyệt thổn thức không thôi, Biên Thành cứ như vậy lớn, Quý gia thúc bá ngoan độc, thật không cho bọn hắn đường sống, Quý đại cô nương đòi lại cửa hàng, lại nuôi dưỡng đệ muội, đã rất không tệ, chỉ tiếc, vẫn là sai tin người, chương 206, cả nhà ngươi đều thắng, Quý đại cô nương mời Lưu Xảo Chủy đến trong nhà cầu hôn, chuyện này Nguyễn Miên Miên hiểu rõ tình hình, Nguyễn tỷ tỷ tính tình lỗi lạc, không quan tâm kia đoạn quá khứ, đã chính chủ đều không thèm để ý, Khương Bảo Châu cũng không có nghĩ quá nhiều, ngày ấy xuống núi, Quý đại cô nương nên đi nha môn cáo quan, nếu như bỏ lỡ cơ hội, tình huống đáng lo, mua trang tử phải xem như thế nào, đợi lát nữa ta đi xem một chút, Giả Minh Nguyệt lo lắng Khương Bảo Châu không hiểu, lại bị bên trong người lừa bịp, Giả Trung Nhân cùng nàng có chút thân thích, người là người tốt, chẳng qua làm người làm ăn, khẳng định trước vì ích lợi của mình suy tính, không phải, cũng sẽ không đem Đậu Hoa giao cho Khương Bảo Châu, Đậu Hoa là cái hoạt bát, bồi Tiểu Điệp vừa vặn, chủ tớ hai bổ sung, chậm rãi Tiểu Điệp cũng sẽ biến tốt, vậy còn ngươi, nha hoàn của ngươi đâu, Lục Ý đưa đến cửa hàng bên trong làm công, đích thật là mở ra lối riêng, đi son phấn bột nước cửa hàng khách nhân, sợ là thích nhất ganh đua so sánh, nhìn thấy Lục Ý mỹ mạo, chắc chắn tâm động muốn nếm thử càng nhiều phẩm loại, Thanh Hạnh tính một cái, Tạ Hân Lan không có về sau, Thanh Hạnh đi theo Khương Bảo Châu bên người, lần này đi trong kinh thành thư kiện, cũng làm từng trải, lịch luyện một chút, Khương Bảo Châu hiện tại thiếu cái chân chạy tiểu nha đầu, khác chính nàng đều có thể giải quyết, cô nói chuyện phiếm, trò chuyện thoải mái, Khương gia bầu không khí lại khôi phục như lúc ban đầu, hôm sau trời chưa sáng, Giả Minh Nguyệt liền đến Khương Bảo Châu cửa phòng chờ, đại tẩu, ngươi lên thật sớm, trong đêm, Khương Bảo Châu trong không gian thu thập độn hàng, lại dòng sông tan băng con trai lấy trân châu, nàng phát giác Tiểu Điệp rất thích lấy ra công, liền làm một hộp lớn trân châu cho Tiểu Điệp thưởng thức, Bảo Châu, ngươi xem một chút, hai đầu đòn khiên, Giả Minh Nguyệt con mắt không dám chớp mắt, phát giác hai đầu đòn khiên, cả người đều kinh ngạc đến ngây người, đại tẩu, chúc mừng ngươi, Khương Bảo Châu mặt lộ vẻ vui mừng, nàng phải có cháu nhỏ tiểu chất nữ, dưỡng thai thời điểm, tốt nhất để đại ca Khương Tu Văn rời xa, nếu không, nghĩ đến đại tẩu trong bụng ngay tại có một cái nhỏ Khương Tu Văn dần dần trưởng thành, Khương Bảo Châu không hiểu nhiều cảm giác quái dị, ta, Biên Thành tập tục, 3 tháng trước không thể nói ra đi, Giả Minh Nguyệt kìm nén đến khó chịu, đại tẩu, ngươi gần đây không thể quá mệt mỏi, sổ sách ta giúp ngươi chia sẻ một bộ phận, cái này tin vui, khẳng định cũng thông đại ca biết, Khương Bảo Châu đã đang bày ra, muốn làm mấy bàn tiệc chúc mừng, ngươi cho nương chuẩn bị mứt hoa quả, cho ta đến điểm, Giả Minh Nguyệt nhìn thấy ngâm dưa muối chua hạnh, nhịn không được chảy nước miếng, hồi tưởng cái này đoạn thời gian, khẩu vị so dĩ vãng lớn, đại tẩu ngươi gọi món ăn, Khương Bảo Châu rất phóng khoáng, luận làm đồ ăn nàng không chịu thua, nàng sẽ không, còn có không gian nhỏ trợ thủ hỗ trợ, Giả Minh Nguyệt mang bầu tin tức, không thể gạt được người nhà họ Khương, đến hạ thưởng, tại trong quân doanh Khương Tu Văn cũng biết, đáng tiếc, ngoài thành lại có chiến sự, hắn không về nhà được, trong quân doanh, tin tức truyền đi càng nhanh, Gừng Văn Thư, chúc mừng ngươi, vừa thành thân 1 tháng, nương tử mang bầu, xác định không phải đổ vỏ rồi, Vệ Định Phong nhìn Khương Tu Văn đỉnh đầu, một mảnh xanh mơn mởn, tiểu vệ đại nhân, chúc mừng liền không cần, Khương Tu Văn liếc mắt, liền biết Vệ Định Phong không có lòng tốt, vợ hắn có phải là trong sạch, cần phải một ngoại nhân âm dương quái khí, nói chuyện chanh chua, hơn tháng chẩn bệnh có thai, chỉ có thể nói lan trung y thuật cao thâm, ái chà chà, bản quan là hảo tâm, Gừng Văn Thư giống như không lĩnh tình a. Vệ Định Phong tại Thẩm Hoài Dung chỗ kia chỗ ăn thiệt thòi, liền Khương Bảo Châu hắn đều nói không lại, vì thế, hắn rất ảo não, hai người này hắn đã bỏ đi, đối phó cái Khương Tu Văn dù sao cũng nên là không có vấn đề a. Trên miệng chúc mừng có làm được cái gì a? Lời hữu ích hắn Khương Tu Văn có thể nói lên 3 ngày 3 đêm, cho điểm thực tế mới tốt. Vệ Định Phong nghe xong, tranh thủ thời gian bưng chặt túi tiền, hắn đã không có tiểu hoàng ngư, người nhà họ Khương lại thêm Thẩm Hoài Dung, toàn bộ đều là sơn phỉ. Vệ Định Phong quyết định lui lại một bước không ngôn ngữ, Khương Tu Văn lại không chịu buông quá hắn, nội hàm Giả Minh Nguyệt bất trinh khiết, cái này thù Khương Tu Văn nhất định phải tại chỗ báo, tiểu vệ đại nhân, ngươi lại không kết hôn, ngươi không thể nào hiểu được kết hôn về sau chỗ tốt, Khương Tu Văn sờ cái hông của mình, đắc ý nói, eo tốt, thận tốt, cái này dòng dõi đến cũng nhanh, về phần bệnh đau mắt Vệ Định Phong, vẫn là tốn nhiều tiền, tìm Thẩm Hoài Dung đi mở cái bổ thận phương tử đi, tiểu vệ đại nhân, ngài cũng đừng không tin. Khương Tu Văn nháy mắt ra hiệu nói, dùng qua đều nói xong. Khương Tu Văn, ngươi, một cái văn nhân, há miệng ngậm miệng đều là lời nói thô tục, còn thể thống gì. Vệ Định Phong nói không lại, hắn có thể sử dụng vũ lực. Khương Tu Văn thấy thế, lúc này hướng dưới mặt đất một chuyến. Ai u, trên người ta thế nào đau như vậy đâu. Khương Tu Văn ngã xuống đất, uy hiếp nhìn Vệ Định Phong một chút, đừng quên, Thẩm đại nhân là hắn tương lai muội tế, một nhà thân. Vệ Định Phong, tốt a, à, ngươi thắng, cả nhà ngươi đều thắng. Chương 207, nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. Mùa xuân 3 tháng, đất đông cứng khai hóa về sau, Khương Bảo Châu so lúc trước càng bận rộn, trong nhà vẫn là thiếu nhân thủ, liền tân nương tử Tiền Ngọc Lan cũng bị phát huy được tác dụng. Bảo Châu, ngươi cái kia đo mang thai đồ vật, còn gì nữa không? Mang thai lúc đầu, Giả Minh Nguyệt phản ứng không mãnh liệt, người nhà họ Khương không cho phép nàng làm công, nàng đã rảnh đến muốn dài cây nấm. Có, Khương Bảo Châu coi là Giả Minh Nguyệt còn muốn dùng, không phải ta, là biểu tỷ ta. Giả Minh Nguyệt biểu tỷ lấy chồng 3 năm, từ đầu đến cuối không có tin tức, lần này, cùng nàng tình huống không sai biệt lắm, luôn luôn đúng giờ tháng ngày, đã đẩy sau mấy ngày. Ta biết cái này không rẻ, chúng ta cũng không cần làm lấy lòng làm thâm hụt tiền mua bán. Giả Minh Nguyệt là muốn làm cái thương nhân, vụng trộm bán đo mang thai giấy thử, vật này có thể cho biểu tỷ một cái tin chính xác, cũng có thể làm dịu nàng lo nghĩ, vậy liền 10 lượng bạc một cái đi, đối với phổ thông bách tính người ta đến nói là giá trên trời, có tiền người làm ăn, căn bản không quan tâm. Khương Bảo Châu không gian hàng tồn, không đủ để chèo chống đem loại này sinh ý làm lớn, vậy chúng ta liền vì nữ tử chuyên môn mở một cái cửa hàng, bên trong chỉ bán nữ tử quần áo, nguyệt sự đai, còn có một loạt tẩy dịch. Giả Minh Nguyệt rất có sinh ý đầu não, kiểu gì cũng sẽ từ một chút chi tiết, tìm đúng biến hiện thời cơ. Hai người sau khi tách ra, Khương Bảo Châu đang muốn đi học đường nghe tiên sinh dạy học, Khương Bác Đấu làm thay mặt tri phủ về sau, trong nhà học đường vẫn còn tiếp tục, mời một cái có công danh cử nhân dạy học. Ngô Thông ngay tại chuẩn bị kiểm tra, ngẫu nhiên đến tìm tiên sinh thỉnh giáo, tiểu sư muội, tới đây một chút, hôm nay, Ngô Thông nương tới cửa vì Văn Thị kiểm tra vị trí bào thai, Ngô Thông cùng đi theo. Ngô sư huynh, ngươi thế nào thần thần bí bí? Khương Bảo Châu cùng Ngô Thông tại người gác cổng chỗ nói chuyện, ngươi còn không biết a? À. Ngô Thông nhìn thấy Khương Bảo Châu sắc mặt, tiếp tục nói, bên trên nhà ngươi cầu hôn qua quý đại cô nương hết rồi, không có là chạy ý tứ. Âm lịch 3 tháng 3, là Khương Bảo Châu một lần cuối cùng thấy quý đại cô nương, lúc ấy, nàng giúp đỡ quý đại cô nương thoát khỏi từ nhị dây dưa, sau đó, hai người lại không gặp nhau, nếu như là nàng mất tích, ngươi cũng không cần kinh ngạc, dù sao, từ nhị không phải cái thứ tốt, cơm chùa miễn cưỡng ăn, còn có quý bà tử cái kia hấp huyết quỷ tại, quý đại cô nương đấu không lại cặn bã, lại không muốn đi nha môn cáo quan, chỉ có thể mang theo tích xúc cùng đệ muội rời xa, không thể trêu vào, lẫn mất lên, mặc dù, cử động lần này trị ngọn không trị gốc, không phải chạy, là chết rồi. Hôm nay, có mấy cái thôn nhân tại Đại Hà thôn vớt trai sông, vớt ra tới một cái lồng lớn, quý đại cô nương bị người đinh trong lồng, ngâm phải nở, thôn nhân sau khi thấy, tại chỗ liền nhả, cũng may biên thành trời còn không có ấm lại, nếu không tràn diện kia không dám nghĩ, nghe nói quý đại cô nương thủy tính dương hoa, bị thấm lồng heo, Ngô Thông cũng không kinh ngạc, dù sao quý đại cô nương thanh danh không tốt, trên phố đều đang đồn nàng có gian phu, muốn cùng gian phu bỏ trốn, cũng là chưa hẳn, mạng người quan trọng đại sự, vẫn là không muốn bảo sao hay vậy tốt. Quý đại cô nương đệ muội đến nha môn kêu oan, khóc gọi một cái thảm a. Ngô Thông dự định đi nha môn chờ phán xét, án này giao cho Khương đại nhân, nhất định không sai. Ta cũng đi. Khương Bảo Châu suy nghĩ sâu xa một lát nói, làm không cẩn thận ta vẫn là chứng nhân, bị ngược đánh, là người đều chịu không được. Quý đại cô nương coi như muốn chạy, cũng không đến nỗi bị nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. Lại một cái, Khương Bảo Châu gần đây cũng đang nhìn về đại tề luật, phía trên minh xác biểu thị cấm chỉ tư hình. Như từ nhị có chứng cứ quý đại cô nương trộm người, nhưng đến nha môn tố giác, thông râm tội, mặc dù tội không đáng chết, nữ tử nhưng cũng phải thừa nhận lưu vong nỗi khổ. Loại kia lưu vong, nhưng so sánh người nhà họ Khương muốn khổ nhiều, nam tử muốn mặt mũi, coi như phát giác nàng dâu trộm người, cũng sẽ không đi tố giác. Tại Bắc Địa man hoang khu vực, nhét vào lồng heo ngâm xuống nước cũng không tính là gì tươi mới lớn tin tức, dù sao trời cao hoàng đế xa, cường long ép không qua địa đầu xà. Từ nhị là biên thành nổi danh tên du thủ du thực, ngấp nghé quý đại cô nương hồi lâu, nói đến, quý bà tử mới là gậy quấy phân heo, quý đại cô nương vừa chết, điểm kia gia nghiệp sao có thể đến nàng đệ muội trong tay a, không chừng bị từ nhị cưỡng chiếm, Sẽ không, cha ta tự sẽ cho một cái công đạo. Khương Bảo Châu đối cha Khương Bác Đấu rất có lòng tin. Lại một cái, Quý đại cô nương dường như có cảm giác, tại trước đó đã đem tích trữ đến bạc đặt ở Lụa Đỏ trong tay đảm bảo. Chờ hai người tới nha môn, Lụa Đỏ vừa vặn ra tới tìm người. Ngày ấy về sau, ta cùng tiểu thư nói việc này. Lụa Đỏ báo cho Nguyễn Miên Miên, Nguyễn Miên Miên đặc biệt phái người đi Quý gia tìm hiểu. Gõ cửa, không người trả lời. Bạc, một mực lưu tại Lụa Đỏ trong tay. Không nghĩ tới, Quý đại cô nương vậy mà bị nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. Chuyện này có kỳ quặc. Ngày ấy tại Quảng Hóa Tự, Từ Nhị cùng hắn đám ô hợp không phải nói như vậy. Chương 208, thiên về một bên. Trong nha môn, Khương Bác Đấu ngay tại vì mở đường thẩm vấn làm chuẩn bị. Cha, nghe nói Quý đại cô nương không có rồi. Khương Tu Võ nhận được tin tức, đặc biệt chạy đến nha môn hỏi một câu. Đến cùng là đã từng có gặp nhau người, Khương Tu Văn có chút không đành lòng. Khương bổ khoái, ngươi xưng hô bản quan cái gì? Khương Bác Đấu giật giật lỗ tai, dương mắt nhàn nhạt quét Khương Tu Võ một chút. Cha, thế nào rồi? Nhận được tin tức, Khương Tu Võ một mực ở vào trong lúc khiếp sợ. Đối với bị cha hắn trêu chọc, hắn trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Tại nha môn, không có phụ tử. Khương Bác Đấu liền kém trực tiếp mắng Khương Tu Võ không có phép tắc. Khương bổ khoái, ngươi hẳn là xưng hô bản quan vì đại nhân. Lấy hạ phạm thượng lôi kéo làm quen, còn thể thống gì? Khương Tu Võ dừng một chút, mặt lộ vẻ khó tin. Có nhân mạng án, vẫn là đã từng người quen, hắn quan tâm hỏi một chút, còn bị chọn mau bệnh. Nghĩ đến cha Khương Bác Đấu mê quyền chức, Khương Tu Võ đàng hoàng nói, đại nhân, Quý đại cô nương thật bị nhét vào lồng heo ngâm xuống nước rồi. Phiên chợ truyền đi xôn xao, tai nghe là giả. Đến cùng là quan hệ đến sinh tử đại sự, Khương Tu Võ vội vàng gấp trở về hỏi rõ tình huống. Quý đại cô nương cảnh ngộ, hắn là hiểu rõ. Vâng, bị nhét vào lồng heo ngâm xuống nước làm thật, lại không nhất định là chết chìm. Bằng vào nhiều năm phá án kinh nghiệm, Khương Bác Đấu tùy tiện nhìn một chút, liền phát giác được có kỳ quặc. Hai cha con không có nhiều lời, canh giờ đến, mở đường thẩm vấn. Khương Tu Võ đến cửa nha môn duy trì trật tự, phát giác Lụa Đỏ mang theo Khương Bảo Châu đến. Tiểu muội, nha môn thẩm nhân mạng án, đợi lát nữa không chừng còn muốn nhất Quý đại cô nương thi thể đến trên công đường. Tràng diện kia, không thích hợp tiểu nha đầu vây xem. Nhị ca, ta không sợ, huyết tinh cùng người chết đều gặp, Khương Bảo Châu không còn sợ hãi. Lại một cái, nàng có thể muốn lên công đường làm chứng. Làm cái gì chứng? Nhà mình tiểu muội kiểu nói này, Khương Tu Võ càng phát ra hồ đồ. Đợi lát nữa ngươi liền biết. Khương Bảo Châu ánh mắt bị to con Khương Tu Võ ngăn trở. Nàng đem nhị ca lay qua một bên, hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào trên công đường. Đến tố cáo, là Quý đại cô nương đệ muội. Hai người đốt giấy để tang, không chỗ ở kêu khóc. Đường hạ người nào? Khương Bác Đấu làm theo thông lệ hỏi thăm. Dưới công đường, Quý đại cô nương đệ muội, Từ Nhị cùng mấy cái chân chó còn có Quý bà tử tự giới thiệu. Đại nhân, Thảo Dân cùng Quý thị thành thân trước kia, Quý thị liền đã không thanh bạch. Từ Nhị đem sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng, mới gạt ra mấy chữ. Đều nói chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, hắn không nghĩ để người biết được mình là cái lông xanh rùa. Thành thân về sau, nguyên bản hai người thời gian trôi qua coi như không tệ. Ai ngờ tiệc vui chóng tàn, Quý thị lại cùng người có dính dấp, ước định 3 tháng 3 tại Quảng Hóa tự gặp mặt bỏ trốn. Từ Nhị dưới cơn nóng giận, đem người chói chặt lại chìm đường. Từ Nhị, ngươi ngậm máu phun người. Quý đại cô nương muội tử Quý Tiểu Nha khóc lóc kể lể nói, căn bản không phải chuyện như vậy. Lúc trước, gia tỷ bị Quý bà tử thiết kế, ủy thân cho Từ Nhị, lúc này mới bất đắc dĩ lấy chồng. Chỉ trách, tỷ tỷ dẫn sói vào nhà, niệm thân thích tình cảm, đối người không có tâm phòng bị. Cái gọi là gian phu, căn bản không tồn tại. Đại nhân, ngộ tác nghiệm thi, liền có thể nhìn thấy gia tỷ vết thương trên người, đều là Từ Nhị tạo thành. Từ Nhị nhìn tỷ đệ ba người sống nương tựa lẫn nhau, không có tông tộc chèo chống, lúc này mới không có sợ hãi. Hắn cơm chùa miễn cưỡng ăn, mỗi lần tìm gia tỷ yêu cầu tiền tài, Quý đại cô nương không cho, liền sẽ gặp đánh đập. Làm thân muội tử, những cái này Quý Tiểu Nha đều biết tình. Gia tỷ sở dĩ một nhẫn lại nhẫn, là bởi vì Từ Nhị uy hiếp, nếu như không ngoan ngoãn nghe lời, liền chơi chết nàng cùng tiểu đệ Quý Lâm. Từ Nhị ăn uống cá cược chơi gái, lâu dài không có việc gì, thủ hạ còn có không ít tên du thủ du thực huynh đệ. Những người này, không nhất định làm xảy ra chuyện gì tới. Quý Tiểu Nha cùng Quý Lâm ôm đầu khóc rống. Những năm này, đại tỷ vì hai người bọn họ, gần như là vắt óc tìm mưu kế tìm chỗ dựa. Thế nhưng là, nữ tử bên ngoài ném đầu lộ mặt làm ăn, dù là đối hán tử cười một chút, đều là đức hạnh có thua thiệt. Tại Bắc Địa, rất khó gả đi. Âm lịch 3 tháng 3, Gia tỷ trở lên hương vì lấy cớ, mang dân nữ cùng đệ đệ đi Quảng Hóa Tự, vốn là có thể thành công thoát đi ra ma quật, đáng tiếc, trời không toại lòng người, mời sa phu, nhận biết Từ Nhị thủ hạ thối cá nát tôm, lúc này mới đem tỷ đệ ba người đi tung bại lộ, vì bảo vệ đệ muội, Quý đại cô nương lựa chọn cùng Từ Nhị ngã bài, kết quả, liền bị mượn cớ nhét vào lồng heo ngâm xuống nước, nếu quả thật cùng còn lại nam tử cấu kết, là nên nhét vào lồng heo ngâm xuống nước, thời thế đổi thay, người không như trước a. Nữ tử nhất định phải trong trắng, liền trong trắng đều không có, làm sao xứng làm người khác nàng dâu. Quý đại cô nương thanh danh một mực rất kém cỏi, vì làm ăn khoe khoang phong tao, cho nên, vây xem bách tính gần như thiên về một bên, đối quý đại cô nương không có đồng tình, chỉ có chửi rủa. Chương 209, định án, đại tề cấm chỉ tư hình, cho dù là quý đại cô nương thật trộm người, cùng người bỏ trốn, cũng phải giao cho quan phủ xử trí, thông râm, là một hạng rất nghiêm tội danh. Nam nữ cũng chỗ, một cái đều không buông tha, hiện tại, quý đại cô nương chết rồi, giả thiết nàng bị nhét vào lồng heo ngâm xuống nước, khi gian phu ở đâu, chính ngươi liền có thể quyết định đối người dùng hình, còn muốn quan phủ làm cái gì. Khương Bác Đấu ném một bản đại tề luật, dùng linh tinh tư hình người, ít nhất phải ăn 3 năm cơm tù, đại nhân, oan uổng a. Từ Nhị không chỗ ở dập đầu, mặc dù nha môn cấm chỉ lạm dụng tư hình, bị phát giác, nhưng cũng không ắt gặp thụ lớn trừng phạt. Luật pháp là luật pháp, dân gian có mình một bộ hành vi chuẩn tắc, ngươi có cái gì tốt oan uổng. Khương Bác Đấu nhíu mày, hắn không cho Từ Nhị biên nói dối cơ hội. Ngộ Tác, ngươi đến nói một chút, quý đại cô nương nguyên nhân cái chết. Khương Bác Đấu chiêu Ngộ Tác lên công đường, trực tiếp vạch trần Từ Nhị lời nói dối. Vâng, đại nhân. Ngộ Tác đã cẩn thận tra ra, quý đại cô nương vết thương trên người phần lớn là vết thương cũ, chỉ có đầu, có một chỗ lõm, nói rõ trước khi chết từng chịu đựng kịch liệt đả kích, bình thường ngâm nước mà chết, đáy mắt bởi vì thủy áp quan hệ có sung huyết triệu chứng, những cái này, quý đại cô nương đều không. Nói cách khác, người tại nhét vào lồng heo ngâm xuống nước trước đó liền không có, bị người làm hại, đầu một kích trí mạng, hung thủ thông minh, biết mang một đợt tiết tấu, sau đó, giả tạo hiện trường, dù sao, lạm dụng tư hình, quan phủ nếu như truy cứu, nhiều nhất ăn 3 năm cơm tù, nếu như giết người vứt xác, giết người thì đền mạng, người tới, nhấc quý đại cô nương thi thể lên công đường. Khương Bác Đấu thẩm án, động tác rất là nhanh chóng, nhanh, hắn không quen tại cãi cọ, chỉ cần bắt được một cái điểm, vững vàng. Từ Nhị còn muốn giảo biện, người là rơi xuống nước sau gặp vật nặng đập nện, không có quan hệ gì với hắn, nhưng Khương Bác Đấu một câu, đem án này định là giết người, người tới, trọng hình hầu hạ, có ít người cặn bã, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, Khương Bác Đấu không nói hai lời, đánh đường một, sau đó, quan sai đem Từ Nhị khung đến hình trên kệ, vài roi tử xuống dưới, Từ Nhị biến sắc mặt, đại nhân, ngài đây là vu oan giá họa. Từ Nhị giả bộ đáng thương, tiếp tục mang tiết tấu, thật sao? Đối mặt Từ Nhị khiêu khích, Khương Bác Đấu cũng không hề bị lay động, đem lực chú ý đặt ở Từ Nhị chó săn trên thân, bao che kẻ giết người, lưu vong chi tội, nếu như chỉ là hỗ trợ xử lý thi thể, nhận thủ phạm chính bức hiếp, có biểu hiện lập công, không chừng quan cái 3-5 năm liền ra ngoài, cái gì nhẹ cái gì nặng, lũ chó săn tự hành lựa chọn. Đại nhân, thảo dân cung khai, vô dụng. Khương Bảo Châu cung cấp lời chứng, đại thế đã mất, nhỏ ma cà bông lúc này hù đến rung chân. Âm lịch 3 tháng 3 ngày đó, Từ Nhị phát giác quý đại cô nương có mang theo đệ muội chạy trốn dấu hiệu, đối người theo đuổi không bỏ. Quý bà tử chính là một cây gậy quấy phân heo, không ít châm ngòi ly gián, từ đó mật báo. Từ Nhị đuổi tới Quảng Hóa Tự, quý đại cô nương cũng không sợ hãi, không chỉ có không sợ, còn tuyên bố muốn cáo quan, cho dù là việc xấu trong nhà, nàng cũng phải giao cho tri phủ đại nhân bình phán, cửa hàng tiền, là nàng bỏ mặt mũi cùng thanh danh đổi lấy, tương lai quý tiểu nha lấy chồng đồ cưới, còn có quý lâm khoa khảo bạc, đều ở bên trong ra, quý đại cô nương có đệ muội nuôi, không có khả năng lại nuôi một cái ăn bám ngược đánh nàng lại mạnh nàng Từ Nhị, cụ thể, phát sinh chuyện gì, thảo dân không được biết. Hắn suy đoán hai vợ chồng tranh chấp, Từ Nhị chơi chết quý đại cô nương, sau đó, Từ Nhị tìm tới bọn hắn, đồng thời hứa hẹn cho bạc, Từ Nhị còn nói, đem quý tiểu nha cho thảo dân làm vợ, có chỗ tốt cùng lợi ích, Từ Nhị thu xếp thủ hạ nhỏ ma cà bông làm gian phu, dạng này, liền lộ ra rất chân thực, coi như bị người phát giác, Từ Nhị bị đội nón xanh, sẽ chỉ dẫn phát người đồng tình, quý đại cô nương không có gì thân nhân, không người sẽ vì nàng làm chủ, hai ngày này, Từ Nhị đều tại dỗ dành quý tiểu nha cùng quý lâm, Kết quả người không coi chừng, biết được quý đại cô nương bị nhét vào lồng heo ngâm xuống nước về sau, hai người lập tức chạy nha môn cáo quan. Quý đại cô nương, có kém không nhiều 4 tháng mang thai, Ngỗ Tác nén quý đại cô nương bụng, phát hiện, tiện nhân này, Từ Nhị tại hình trên kệ giãy dụa, đại nhân minh xét, thảo dân cưới hắn, tính toán đâu ra đấy cũng liền 3 tháng, hắn nói sớm, người không thanh bạch, thế nhưng là không người tin tưởng, nàng không thanh bạch, không có nghĩa là ngươi giết người vô tội. Khương Bác Đấu sờ sờ râu ria, trong lòng suy nghĩ, đứa nhỏ này là ai đâu, hắn ánh mắt, không tự giác rơi vào Khương Tu Võ trên thân, nơi cửa, Khương Tu Võ một cái lảo đảo, kém chút ngã quỵ, oan uổng a, đứa nhỏ này cùng hắn không có một cái tiền đồng quan hệ, án này, cấp tốc có kết luận, Lụa Đỏ đem bạc cho Quý Tiểu Nha cùng Quý Lâm, đây là quý đại cô nương vì hai người lưu lại cứu mạng tiền, Lụa Đỏ tỷ tỷ, tại Quảng Hóa Tự, đại tỷ của ta có nói gì hay không? Quý Tiểu Nha hít mũi một cái, nàng năm nay cập kê, đại tỷ tổng làm nàng là Tiểu Nha đầu bảo hộ, nàng cũng hẳn là kiên cường, bảo hộ đệ đệ, chương 210, từ hôn, Tiểu Nha, mặc kệ ngươi đại tỷ làm qua cái gì, nàng là cái tỷ tỷ tốt, về phần hài tử sự tình, Lụa Đỏ không tiếp tục hỏi, người đã không có, lại xoắn xuýt chuyện này để làm gì, nếu như không phải vì tìm kiếm mất đi cứu mạng tiền, không phải vì đệ muội suy tính, quý đại cô nương còn có đường lui, hiện tại. Nói cái gì đều muộn, quý bà tử, tỷ tỷ hài tử, là quý lão tam, chuyện này, quý đại cô nương một người gánh lấy, cũng không có nói, đêm đó, quý lão tam uống nhiều, tới nhà gây sự, đem tỷ tỷ xem như tiền ngọc lan, Quý Tiểu Nha nửa đêm nghe được vang động, nàng nhìn thấy, ngươi nói cái gì, quý bà tử liên tiếp lui về phía sau, nàng vẫn muốn lưu lại lão tam hương hỏa, nếu như không phải nàng mật báo, quý đại cô nương vốn không sẽ chết. Quý Tiểu Nha lạnh lùng nhìn chằm chằm quý bà tử, nàng hận, nàng đã quyết định, tiếp nhận cửa hàng, lại bắt đầu lại từ đầu. Ta muốn nhìn tận mắt ác nhân chết không yên lành, nhìn Từ Nhị bị chặt đầu, Quý Tiểu Nha sẽ không rời đi Biên Thành. Bản án tra ra manh mối, cáo tại đoạn, dân chúng tại nha môn trước vây xem, không chỗ ở khen ngợi Khương Bác Đấu, Khương Bảo Châu yên lặng rời đi, cùng có Vinh Yên. Kỳ thật tại trước đó, nàng luôn cảm thấy cha là dựa vào vuốt mông ngựa thượng vị, không có thực học. Cái này hai kiện bản án, Khương Bảo Châu đối cha Khương Bác Đấu triệt để đổi mới, đi xong phấn bột nước cửa hàng đi một chuyến, Lục Ý đã buông ra, thậm chí bắt đầu ở cổng mời chào sinh ý, không có chuyện để làm, Khương Bảo Châu sớm về nhà, trước cửa phủ, ngừng lại một cỗ xa hoa xe ngựa to, Phùng Đại Xuân ngay tại cổng vừa đi vừa về đảo quanh, nhìn thấy tiểu thư nhà mình, Phùng Đại Xuân lập tức đem người mời đến người gác cổng, Đại Xuân thúc, trong nhà có khách, Khương Bảo Châu rất nghi hoặc. Chẳng lẽ là tìm đến nói chuyện làm ăn, gần đây, song môi sinh ý thịnh vượng, cung không đủ cầu, liền Ngô Thông nương, cũng từ Văn Thị kia cầu 2 chi son môi tặng người, khách không mời mà đến, Phùng Đại Xuân cười khổ, trong lòng không hy vọng tiểu thư về tới sớm như thế, nếu không, ngài đi trước Nguyễn phủ làm khách, lão gia cùng nhị công tử tại nha môn, đại thiếu phu nhân vừa ra cửa, trong nhà, chỉ có phu nhân mang theo Khương Ma Ma đến ứng phó, Khương Bảo Châu tốt nhất đi Nguyễn gia ở mấy ngày, chờ sự tình lắng lại trở lại, đến cùng chuyện gì, nếu như là đến gây chuyện, Khương Bảo Châu càng không thể đi, nàng không yên lòng mẫu thân đến ứng phó, cái này, Phùng Đại Xuân ấp úng, tốt nửa ngày sau mới nói, tiểu thư, kinh thành thẩm phủ người tới, thẩm đại nhân người nhà, đến nữ tử, tự xưng là thẩm đại nhân biểu muội Hà tiểu thư, vị này Hà tiểu thư, mang theo thẩm phu nhân bên người bà tử, đến phủ thượng, Phùng Đại Xuân lắp ba lắp bắp hồi lâu, mới nói ra miệng nói, đến phủ thượng từ hôn, lui chuyện chung thân của ta, trong lúc nhất thời, Khương Bảo Châu sửng sốt, Thẩm Hoài Dung nói qua, từng phái người thông báo kinh thành Thẩm gia, về sau, hắn phát giác được không cần như thế, tiểu thư, ngài không muốn đi vào a? Phùng Đại Xuân trong lòng khó chịu, chuyện này đối với tại tiểu thư nhà mình đến nói, là đã kích lớn, đối phương chỉ định muốn cho tiểu thư không mặt mũi, chuyện của ta, tìm mẹ ta nói có gì tài ba. Nương Văn Thị tháng có chút lớn, vạn nhất bị những yêu ma quỷ quái này khí đến làm sao xử lý, Khương Bảo Châu liều lĩnh xông vào cửa, đãi khách trong sảnh, quả nhiên bầu không khí rất căng thẳng, Văn Thị mặt trầm như nước, nàng không ở kinh thành, nữ nhi liền phải bị như thế khi nhục hay sao, Khương Bảo Châu là Khương gia trân bảo, Văn Thị gần như lên muốn liều mạng tâm tư, vị này, chắc hẳn chính là Khương tiểu thư đi, Hà Tiên đứng người lên, cười nhẹ nhàng giới thiệu nói, bản tiểu thư là Thẩm Hoài Dung biểu muội, cũng là vị hôn thê của hắn, hai người việc hôn nhân, phụ mẫu chi mệnh, môi trước lời nói, Hai nhà phụ mẫu gật đầu, đã định ra, nàng lần này sở dĩ từ trong kinh thành chạy đến đất cằn sỏi đá, chỉ để lại Khương Bảo Châu một hạ mã uy, một cái lưu vong tội thần nữ, còn muốn cùng nàng tranh đoạt, làm người, vẫn là muốn điểm mặt mũi tốt, không, phát giác được mẫu thân khẩn trương, Khương Bảo Châu nháy mắt mấy cái, nàng tọa hạ thưởng thức trà, một điểm không lộ vẻ kinh hoảng, Thẩm ca ca cùng ta nhắc qua ngươi đây, Khương Bảo Châu cười đến người vật vô hại, một điểm không đem Hà Tiên để ở trong lòng, quan tâm nàng Hà Tiên vẫn là hàng hải sản, trong sông vẫn là trong biển, châm ngòi vài câu, nàng liền trở ngại mặt mũi lùi bước rồi, coi trọng Thẩm Hoài Dung không phải không được, vậy liền tới làm cái bưng trà đưa nước tiểu thiếp, vừa vặn, Khương Bảo Châu thiếu cái chân chạy nha hoàng, chương 211, gây sự chân gãy, Thẩm ca ca, Khương Bảo Châu tốt xấu đã từng là nhất phẩm đại quan thiên kim, ai có thể nghĩ tới nghèo túng về sau, cốt khí đều không cần, hôn nhân đại sự, giảng cứu một cái phụ mẫu chi mệnh môi trước lời nói, còn có mấu chốt một điểm, môn đăng hộ đối, Khương phu nhân, thật là có lỗi với ngài, Thẩm ma ma thờ ơ lạnh nhạt, so Hà Tiên cao hơn mấy cái đẳng cấp, nàng không nhao nhao không náo, cũng không dèm pha Khương gia, lão gia nhà ta cùng phu nhân ở kinh thành, có việc thoát thân không ra, Thẩm ma ma đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, nói đến gần từng chữ một, lão gia phu nhân ủy thác lão nô từ kinh thành đến Bắc Địa, chỉ vì từ hôn mà tới, nói bóng gió, nếu như không phải có việc trong người, Thẩm Hoài Dung cha mẹ tự mình đến lúc đó, hai nhà chơi cứng, tình cảnh liền không dễ nhìn, hiện nay trong kinh thành, Thẩm Hoài Dung cùng Hà Tiên thân càng thêm thân đã truyền đến mọi người đều biết, nếu như Khương gia kiên trì không từ hôn, sợ là không tốt kết thúc, thư đâu, Văn Thị rất bình tĩnh, trong lòng chỉ cảm thấy bi ai, làm cha mẹ, chưa hề vì nhi tử suy nghĩ quá, Thẩm gia vợ chồng, tại sao lại như vậy, đem thân tử coi là yêu nghiệt một loại tồn tại, cầu hôn ngày ấy, Thẩm Hoài Dung rất thẳng thắn, hắn đem trải qua nói thẳng ra, bao quát bị ám sát, không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Văn Thị nghĩ như vậy, trong lòng khó chịu, ở đây, Thẩm ma ma cho là mình lời nói có hiệu quả, vội vàng móc ra thư, Thẩm gia, có chút khinh người quá đáng, Văn Thị tùy tiện quét mắt một vòng, đem thư tùy ý ném xuống đất, Khương ma ma, tiểu hỷ, tiễn khách, về sau báo cho người gác cổng Phùng Đại Xuân, Khương gia không phải A Miêu A Cẩu liền, có thế đến địa phương, Thẩm gia chức quan cao hơn, kia là trong kinh thành, về phần Bắc Địa, là nhà mình địa bàn, bất kể là ai. Cũng đừng nghĩ tại trên địa bàn của nàng dương oai, Văn Thị rất bá khí, Khương Bảo Châu mau tới trước nâng mẹ nàng, thuận tiện tại thư bên trên giẫm một chân, Khương phu nhân, chúng ta đến một chuyến là khách khí với ngươi, nếu như Khương gia được đà lớn tới, Thẩm gia khiến cho dùng thủ đoạn phi thường, có chiêu thức gì, cứ việc dùng, Khương Bảo Châu cười nhạo một tiếng, căn bản không đem người tới để vào mắt, đừng nằm mơ, từ hôn là không thể nào từ hôn, Khương Bảo Châu, ngươi cho rằng trèo lên cành cây cao liền gối cao không lo rồi, Hà Tiên đứng người lên, rất là phách lối hét lớn, không phải đâu, nơi cửa, Thẩm Hoài Dung phản quan mà đứng, nghe được Khương Bảo Châu hoàn toàn không thèm để ý Hà Tiên làm rối, tâm tình của hắn rất tốt, thủ hạ của hắn thời khắc chú ý kinh thành động tĩnh, không nghĩ tới người Thẩm gia thật là có can đảm khiêu khích hắn, thật sự cho rằng, hắn Thẩm Hoài Dung phụ thuộc, muốn bị quyết định hôn sự hay sao, đừng nói Thẩm gia thu xếp, cho dù là thánh chỉ, hắn Thẩm Hoài Dung cũng không tiếp thụ, hôn nhân đại sự, không thối lui phần sau bước, biểu ca, Hà Tiên nhìn thấy Thẩm Hoài Dung, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, từ mấy tuổi bắt đầu, Hà Tiên liền đối xuất chúng biểu ca có không đồng dạng tâm tư, ai biết, biểu ca đi một chuyến Biên Thành, liền bị tiểu yêu tinh lừa gạt, cô mẫu đã vì hai người chúng ta đính hôn, Hà Tiên có chút ủy khuất, liền cô mẫu thư, đều bị Khương gia chà đạp, nàng từ kinh thành đến Bắc Địa. Đi đường mấy ngàn dặm, chỉ vì tới gặp biểu ca một mặt, ai định, thân, ngươi đi tìm ai, còn dám đến Khương gia gây sự, trực tiếp chân gãy, ta Thẩm Hoài Dung nói được thì làm được, Thẩm Hoài Dung nhìn về phía Văn Thị nói, bá mẫu, ngài đi nghỉ trước, nơi này giao cho vãn bối xử trí, tốt a, Thẩm Hoài Dung vẫn là đáng tin cậy, Văn Thị rất vui mừng, trước khi đi, Văn Thị một mặt từ ái nói, hảo hài tử, bá mẫu hiểu được ngươi có nỗi khổ tâm, mặc dù, Văn Thị thường xuyên ghét bỏ Khương Tu Văn cùng Khương Tu Võ, nhưng lại có một khỏa chân tâm, nàng chưa từng nghĩ tới đem nhi tử xem như lợi dụng nhưng leo lên cầu thang cùng công cụ, được, Thẩm Hoài Dung trong lòng chua chua, quyết định tốc chiến tốc thắng, cái này hiểu lầm, hắn còn phải đối Khương Bảo Châu giải thích, Bảo Châu, thật xin lỗi, là thủ hạ của hắn sơ sẩy, không có coi chừng Thẩm ma ma cùng Hà Tiên, cho hai người đến Khương gia làm yêu cơ hội, Thẩm ca ca, Ngươi nói xin lỗi làm cái gì? Khương Bảo Châu vốn định xưng hô Thẩm đại nhân, nghĩ đến trước đó khí Hà Tiên, nàng nháy mắt ra hiệu, xưng hô ngậm đường lượng quá cao, Thẩm Hoài Dung đừng tìm nàng so đo. Thời tiết trở nên ấm áp, trong nhà thường xuyên tiếng con ruồi con muỗi, khó lòng phòng bị, dù là có rèm cừa, như cũ ngăn cản không được. Khương Bảo Châu không công khai mắng chửi người, các loại ngấm ngầm hại người, tức giận đến Hà Tiên hốc mắt phím hồng. Thẩm Hoài Dung, ta là biểu muội ngươi, ngươi đến cùng ai là cùng một bọn, tại một cái tội thần nữ trước mặt cho nàng không mặt mũi, Thẩm Hoài Dung nên không phải điên rồi đi, cha nàng là quan lớn, từ bỏ nàng cái này thiên kim tiểu thư, chẳng lẽ Thẩm Hoài Dung muốn cưới sơn giả thôn cô sao? Nhìn xem Khương Bảo Châu, một điểm phép tắc không có, thành bộ dáng gì? Chương 212, thoát tộc. Thẩm Hoài Dung ngậm miệng không nói, hắn đã minh xác lựa chọn của mình, chỉ có đại ngốc tử mới không tiếp thụ sự thật này. Văn Thị cùng Khương Bảo Châu không tại, Thẩm Ma Ma cũng buông ra, công tử, đây là phu nhân ý tứ, hai nhà đính hôn, đã trao đổi tín vật, chờ Thẩm Hoài Dung hồi kinh về sau, phủ thượng liền chuẩn bị cưới Hà Tiên. Lần này, Thẩm gia cùng Hà gia đều rất phản đối Hà Tiên cái này vọng tộc thiên kim đến Bắc Địa. Hà Tiên đối Thẩm Hoài Dung hữu tình ý, trên đường đi đường mệt mỏi, ăn không ít đau khổ, ngài không thể như vậy đối biểu tiểu thư. Thẩm Ma Ma xệ mặt xuống, nàng là Thẩm gia tư lịch già nhất bà tử, cho dù là lão gia cũng phải cấp nàng mấy phần mặt mũi, vậy ngươi cảm thấy như thế nào hợp lý? Thẩm Hoài Dung lôi kéo một cái ghế, sắc mặt lạnh nhạt, áo xanh cười trộn, trực tiếp cho Thẩm Ma Ma cùng Hà Tiên châm nến, không rõ ràng nhà hắn công tử tính tình liền đến khiêu khích, còn phạm đại húy kỵ, nhà hắn công tử không có khả năng tùy tiện được rồi. Hà tiểu thư, ngươi không như sau quỳ, cho công tử dập đầu đi. Áo xanh thở dài, Hà Tiên tốt xấu là cái mỹ nhân a, cử động lần này mặc dù mất mặt điểm, nhận lầm thái độ thành khẩn, không chừng công tử tâm tình tốt, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Không đúng, ngươi hẳn là cho Khương tiểu thư dập đầu. Áo xanh nhíu mày, phát giác đề nghị của mình không hợp lý. Ngươi nói cái gì? Hà Tiên trừng to mắt thét lên, nàng mới là Thẩm Hoài Dung vị hôn thê, người có xa gần thân sơ, hẳn là nàng cùng biểu ca càng thân cận. Áo xanh, ngươi ăn nói linh tinh, sẽ không điên dại chúng ta đi. Nàng cho Khương Bảo Châu tiện nhân kia dập đầu, nói đùa cái gì? Từ vào cửa bắt đầu, kia, nha đầu chết tiệt kia vẫn khiêu khích nàng. Công tử, cái này Khương gia là tội thần thân phận, ngài cao quý như vậy, vì sao muốn cùng Khương gia bực này thối cá nát tôm có gặp nhau? Thẩm Ma Ma tới này một chuyến, đại biểu Thẩm gia ý tứ, Thẩm Hoài Dung có thể phản kháng lão gia phu nhân, lại ngay cả tộc trưởng đều không nghe rồi. Hai chuyện, Thẩm Hoài Dung trầm mặt chốc lát nói, thứ nhất, đừng có dùng Thẩm gia nói sự tình, cái gì Thẩm gia tộc người nên như thế nào, cùng hắn có quan hệ gì, hắn Thẩm Hoài Dung tự nguyện bị trừ tộc, từ nay về sau, vinh nhục đều cùng Thẩm gia không liên quan. Công tử, ngươi thật điên. Thẩm Ma Ma lui ra phía sau một bước, đặt mông ngồi dưới đất, chấn kinh đến thật lâu im lặng, đầu năm nay, tông tộc đại biểu một người xuất thân, dù là chết rồi, có thể hay không tiến từ đường, tiếp nhận hậu bối cung phụng, đều là trọng yếu, tộc nhân như bị thoát tộc, đại biểu tứ cố vô thân, không có căn cơ, loại này so chết còn nghiêm trọng hơn sự tình, Thẩm Hoài Dung nhẹ nhàng quyết định, điên, tuyệt đối là chúng ta, không chỉ có Thẩm Ma Ma không thể nào tiếp thu được, liền Hà Tiên cũng tại chỗ ngốc rơi, coi như nói nhảm, sách thoát tộc đều rất quá đáng, khi dượng cùng cô mẫu đâu, Hà Tiên nghẹn ngào nói, biểu ca, ngươi thật nhiều đã thương người, thật sao? Vậy thì thật là tốt, Thẩm gia không cần hắn đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, Thẩm Hoài Dung cũng không nghĩ dệt hoa trên gấm, hắn vì Thẩm gia qua được vinh quang, làm đủ nhiều, từ nay về sau, hắn là Thẩm Hoài Dung, là Khương Bảo Châu tương lai phu quân, càng là Văn Thị cùng Khương Bác Đấu con rể, ở rể, Thẩm Ma Ma bị kết nối trọng chùi y đã kích, khóc đến nước mắt nước mũi một, lên lưu, công tử, coi như ngài bất mãn lão gia phu nhân an bài việc hôn nhân, cũng không thể nói ra thoát tộc a, không chỉ có như thế, còn chủ động yêu cầu làm ở rể, cái này nếu là lan truyền ra ngoài, Thẩm gia mặt đều bị ném tận, cùng Thẩm lão gia cùng Thẩm phu nhân không quan hệ, Thẩm Hoài Dung sắc mặt trầm tĩnh, liên thanh cha mẹ cũng không chịu gọi. Về phần Thẩm gia cùng Hà gia thương thảo việc hôn nhân, Thẩm Hoài Dung không chịu trách nhiệm, hắn đã phái người đưa tấu chương, tấu mời hoàng thượng tứ hôn. Cái gì, tứ hôn? Thật lâu, Hà Tiên mới phản ứng được, lão đảo viện cái bàn mới không có ngã sấp xuống, biểu ca vì Khương Bảo Châu, thoát tộc lại cầu hoàng thượng tứ hôn. Khương Bảo Châu chẳng qua là cái không có cập kê tiểu nha đầu a. Hà Tiên ưỡn ngực, đột nhiên đối với mình tư thái rất không tự tin, cuối cùng, xem ở lúc đầu tình cảm bên trên, cho ngươi hai người một cơ hội cuối cùng. Nếu như Thẩm Ma Ma cùng Hà Tiên lại đến Khương gia ngột ngạt, Thẩm Hoài Dung tuyệt đối ra tay độc ác. Trong quân hồng trướng, đang thiếu nữ tử, đại tề cùng mang tộc khai chiến, trong quân doanh hồng trướng bên trong, sẽ tiến vào một nhóm cung cấp tướng sĩ phát tiết hoa nương. Thẩm Hoài Dung lời nói này, nói đến rất trực tiếp, hắn cái này người cẩn thận mắt, không có phong độ, trong mắt của hắn, chỉ có Khương Bảo Châu, còn lại bất luận kẻ nào, đến gây chuyện, đều là cừu nhân của hắn. Ngươi, Hà Tiên khóc đến kém chút đã hôn mê, hắn biểu ca mặc dù trước kia đối nàng sắc mặt không chút thay đổi, nhưng xưa nay không ác ngôn tương hướng, vì sao đến Bắc Địa mấy tháng, biến thành bộ dáng như vậy, nàng chẳng qua nói vài câu, liền phải đem nàng ném tới quân doanh hồng trướng, nàng vẫn là cái không kết hôn hoàng hoa đại khuê nữ a. Chương 213, mới nha hoàng. Trong phòng ngủ, Văn Thị đang cùng với nữ nhi nói chuyện, nghe không được Thẩm Hoài Dung nói cái gì, Thẩm Ma Ma cùng Hà Tiên quỷ khóc sói gào, đoán chừng bị kích thích đến. Bảo Châu, chuyện này liền giao cho Thẩm đại nhân xử lý đi. Hoàn toàn chính xác, hôn nhân đại sự phụ mẫu chi mệnh rất trọng yếu, chẳng qua Thẩm gia tình huống đặc thù, Thẩm Hoài Dung cha không thương nương không yêu, ước gì hắn đi chết, dạng này hổ lang thân nhân, không xứng làm cha mẹ. Mẹ, ngài không nên xem thường nữ nhi, đối phương đến nói chút có không có, nàng liền sẽ vì một hơi từ hôn. Khương Bảo Châu mới không làm ngu như vậy sự tình, từ cha Khương Bác Đấu trên thân nhìn ra được, cốt khí không có bất kỳ cái gì tác dụng. Vậy nếu như nhất định phải từ hôn làm sao bây giờ? Văn Thị thấy nữ nhi thông thấu, yên lòng, nhất định phải từ hôn, dưa hái xanh không ngọt, đến tình trạng kia, đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Đương nhiên, Thẩm đại nhân lãng phí nàng tình cảm, tốt nhất bồi cho nàng điểm tổn thất tinh thần. Văn Thị lắc đầu bật cười nói, Thẩm đại nhân sợ là không có tiền. Bữa tối thời gian, người trong nhà đầy đủ, nghe nói bởi vì thân phận bị Thẩm gia xem thường, Khương Bác Đấu chửi ầm lên, a phi, Thẩm thả lão thất phu kia, trước kia nhìn hắn dạng chó hình người, hóa ra là cái kẻ nịnh hót, cái gì gọi là môn đăng hộ đối, hắn Khương Bác Đấu nghèo túng sau liền bị đá ra vòng tròn rồi, chờ hắn hồi kinh, nhất định phải tham gia lão thất phu này một bản. Khương Bác Đấu sợ mình trí nhớ không tốt quên, đặc biệt ghi tạc quyển sách nhỏ bên trên, Thẩm gia người tới đến nhà thị uy, tại Khương gia chỉ kích thích một cái tiểu thủy hoa. Thẩm Hoài Dung phần cơm, trở lại doanh địa trước, đặc biệt dặn dò, Bảo Châu, nếu như người Thẩm gia, dám lại tới cửa quấy rầy, trực tiếp đánh gãy chân. Nói, hắn thổi lên một tiếng huýt sáo, không trung, một người áo đen từ trên trời giáng xuống, người áo đen quỳ xuống đất, để lộ trên mặt mạng che mặt, lộ ra linh động mắt to. Nô tỳ Nhỏ Quả Cam, gặp qua tiểu thư. Nhỏ Quả Cam là Thẩm Hoài Dung ám vệ, bây giờ đem Văn Tự bán mình cho Khương Bảo Châu. Bảo Châu, ta không ở bên người ngươi, Nhỏ Quả Cam đến bảo hộ ngươi. Ám vệ đều là trải qua nghiêm ngặt huấn luyện, đừng nhìn Nhỏ Quả Cam dáng dấp đáng yêu, nàng bề ngoài có lừa gạt tính, kỳ thực xuống tay nhanh hung ác chuẩn. Thẩm đại nhân, đây là ngươi ám vệ a. Bắt đầu so sánh, Thẩm Hoài Dung so với nàng nguy hiểm càng nhiều. Khương Bảo Châu thiếu một cái nhanh chóng nha hoàn, Nhỏ Quả Cam không khỏi đại tài tiểu dụng. Tiểu thư, ngài thu nô tỳ đi. Nhỏ Quả Cam vội vàng quỳ gối Khương Bảo Châu bên cạnh thân khẩn cầu. Nàng tính tình tương đối lười nhác, làm ám vệ cả ngày chém giết, nàng không thích. Nếu như thế, còn không bằng cùng Khương Bảo Châu, không lo ăn uống. Kia tốt, Khương Bảo Châu từ chối một phen, lại đối Thẩm Hoài Dung nói lời cảm tạ. Mới nha hoàng lấy vui, lại có bản lĩnh, Khương Bảo Châu như nhặt được chí bảo. Đêm đó, nàng mang nha hoàng tìm tới Tiểu Điệp, lại thêm Đậu Hoa, bốn người cùng một chỗ treo lên mạc chược. Không gian bên trong có rất nhiều bộ mạc chược, từ khi Văn Thị bọn người học xong về sau, đã nghiện. Nếu không có mang thai mệt rã rời còn phải sống lâu động, Văn Thị có thế từ sớm chơi đến ban đêm. Về phần Giả Minh Nguyệt, phát giác mạc chược là cái cơ hội buôn bán về sau, đem quán mạc chược đều đã mở tốt. Đối với đại tẩu kiếm tiền bản lĩnh, Khương Bảo Châu mặc cảm. Biên Thành Như Ý khách sạn, Thẩm Ma Ma cùng Hà Tiên tiến đến một chỗ thảo luận. Thẩm Ma Ma, biểu ca ta sẽ không bị người đánh tráo đi. Trước kia mặc dù lãnh đạm, lại không tính lạnh lùng. Lần này gặp mặt, thật giống như cừu nhân, có thể là cử chỉ điên rồ. Tới này một chuyến, nhiệm vụ không hoàn thành, Thẩm Ma Ma không biết được trở về bàn giao thế nào. Hắn báo cho lão gia phu nhân, công tử đã thoát tộc, nhất định phải bị đánh chết không thể. Trên chiến trường, chết nhiều người, sát khí nặng. Thẩm Ma Ma cúi đầu, tốt nửa ngày sau mới nói, huống hồ, cái này Khương Bảo Châu cũng có chút vấn đề. Trong kinh thành, Thẩm Ma Ma từng gặp Khương Bảo Châu, Khương gia tiểu thư thật giống như đầu óc chậm chạp đồng dạng, mười mấy tuổi, còn tại chơi con kiến, đây là có bao nhiêu thiếu thông minh. lần này gặp mặt, kia nha đầu chết tiệt kia nhí nhảnh, nói chuyện nghẹn chết người. Một người có biến hóa bình thường, có thể biến đổi phải triệt để, chính là khác thường. Thẩm Ma Ma, ngươi ý tứ, Khương Bảo Châu bị hồ ly tinh thân trên rồi. Hồ ly tinh đem Thẩm Hoài Dung mê cái thất điên bát đảo, không phải nàng không cưới. Thẩm Hoài Dung nói chuyện không nể mặt mũi, Hà Tiên không chút nghi ngờ, vạn nhất nàng có bất kỳ cử động nào, thực sự bị ném vào trong quân hồng trướng. Coi như bị hồ ly tinh phụ thân, chúng ta cũng không phải không có cách nào. Thẩm Ma Ma rất tán thành, nàng ngày mai liền đi nghe ngóng. Biên Thành có không ít khiêu đại thần, nàng muốn chi ra rất nhiều tiền thỉnh thần bà cách làm. Cách làm về sau, có phải là muốn cho Khương Bảo Châu cùng biểu ca vung điển cẩu huyết? Nghe nói, máu chó đen trừ tà, chỉ cần là tà ma chi vật, liền không có không sợ tối cẩu huyết. Muốn được, cái gì pháp khí đều phải dùng tới, thế tất yếu đem yêu nghiệt thu đi rồi. Chương 214, đào người. Tại Biên Thành, Thẩm Ma Ma không có nhân mạch, nhưng là nàng chịu dùng tiền. Trọng thưởng phía dưới, tất có dũng phu. Thẩm Ma Ma tìm tới một cái bà cốt, đối phương thu bạc, lời thề song sắt, đối với Bắc Yêu khu quỷ đã rất thành thạo. Thẩm Ma Ma, nghe nói Khương Bảo Châu mở cái cửa hàng, chúng ta đi xem một chút. Hà Tiên bị Thẩm Hoài Dung cảnh cáo, có chút không dám tìm Khương Bảo Châu phiền phức, nàng có thể từ cửa hàng nhúng tay vào gây sự. Hai vị quý nhân, máu chó đen chuẩn bị kỹ càng, chờ một ngày, bà cốt đến như ý khách sạn tìm người. Thẩm Ma Ma mang theo mấy cái hạ nhân cùng Hà Tiên thẳng đến son phấn bột nước cửa hàng. Sáng sớm bên trên, Lục Ý ngay tại cổng mời chào khách nhân. Lúc trước, nàng bởi vì ngày thường đẹp bị ngấp nghé, bị mắng thành hồ mị tử. Từ lúc cùng Khương Bảo Châu, nàng đạt được cửa hàng bên trong đám người chiếu cố, cơm canh ăn ngon, cửa hàng bên trong đồ vật tùy tiện dùng. Cách mỗi mấy ngày, còn có tú nương tới cửa tùy cơ ứng biến, vì nàng làm mỹ mỹ váy áo. Vị tiểu thư này, nhìn xem chúng ta cửa hàng bên trong son môi sao, nhà nàng tiểu thư nói, chỉ lần này một nhà cửa hàng, cho dù là kinh thành, cũng là không có. Hôm nay, Lục Ý đặc biệt cách ăn mặc, dùng chính là lệch vỏ quyết son môi sắc hào, bôi tại trên môi rất dễ thấy, sau màu đỏ chót còn muốn hiển bạch mấy phần. Hà Tiên vốn là đến tìm phiền phức dẫn người đánh nện cửa hàng, nhìn thấy Lục Ý về sau, ánh mắt sáng lên, chúng ta là từ kinh thành đến, hoàn toàn chính xác chưa thấy qua. Hà Tiên sớm đã quên mục đích, đi theo Lục Ý tiến cửa hàng bên trong, có một mặt gương đồng có thể rõ ràng mà soi sáng ra mặt người, nguyên bản, gì, Tiên cho là mình có mấy phần mỹ mạo, nhưng đang soi gương về sau, nàng phát giác trên mặt có nhỏ tàn nhang, ngài không cần để ý. Lục Ý không rõ ràng Hà Tiên ý đồ đến, giới thiệu cửa hàng bên trong chủ đánh che hà sản phẩm, chỉ cần bôi lên mặt, điểm lấm tấm, đầu ấn, đều có thể tiêu trừ, thật có thần kỳ như vậy. Hà Tiên không tin, trong lòng suy nghĩ hơn phân nửa là hố người lừa gạt tiền, nàng đột nhiên nghĩ đến mục đích, vẫn sức chờ phát động mà chuẩn bị gây chuyện, trước cho ngài trên tay qua khảo nghiệm. Lục Ý trở nên tự tin về sau, nói tới nói lui khiến người ta cảm thấy như gió xuân ấm áp, nhu nhu. Nhà nàng tiểu thư nói, nữ tử đều có biến đẹp quyền lợi, chỉ là có chút nữ tử, vì trong nhà lo liệu, không nỡ mua đồ vật đắt như vậy, đây là nước Trạng đồ vật, tốt tinh tế a, không giống với mặt son. Che hà dịch bên trên trang về sau, lộ ra rất là phục tùng. Hà Tiên là cái thích chưng diện, như nhặt được chí bảo, cửa hàng này tự có bao nhiêu, nàng không mang bao nhiêu bạc, vạn thông tiền trang lại có lưu ngân, đem che hà dịch mang đi đến kinh thành, tuyệt đối dẫn phát dậy sóng. Biểu tiểu thư, Thẩm Ma Ma lôi kéo Hà Tiên ống tay áo, nhắc nhở nàng cả đám người ý đồ đến, hiện tại, trừ nàng cùng vào không được gia đình bên ngoài, bà cốt cùng Hà Tiên đều bị cửa hàng bên trong đồ vật hấp dẫn lấy. Thẩm Ma Ma, cô mẫu trên mặt có một chỗ ngộ tử, điểm sợ ảnh hưởng phong thủy, một mực rất bối rối đâu, nếu như dùng che hà, nói không chừng có thể che lấp đi, mua lại, đưa cho quen biết tiểu tỷ muội, tuyệt đối có mặt mũi. Hà Tiên cùng hỉ, tiến đến ra không được, giữ chặt Lục Ý, không buông tay, nàng là nhà giàu, cửa hàng trước tiên có thể đóng cửa, chỉ tiếp đợi nàng một người, ngài là da giấy, cần nhiều bổ nước. Lục Ý dùng tháo trang sức dầu vì Hà Tiên lau mặt, lại đưa ra khiết mặt tầm quan trọng, trên thị trường tốt son phấn, vì trắng đẹp, bên trong chứa chì, dần dần, bộ mặt sẽ có rất nhiều ám trầm cùng điểm lấm tấm. Lục Ý, ngươi hiểu được rất nhiều a. Hà Tiên lên tâm tư, nàng muốn đem Lục Ý đào đi, ngươi đi theo bản tiểu thư, có thể đi trong kinh thành từng trải, Khương Bảo Châu bao nhiêu bạc mua người, nàng ra gấp đôi, không, gấp 10, đa tạ ngài nâng đỡ. Lục Ý đối Hà Tiên nói lời cảm tạ, uyển chuyển xin miễn. Vô luận ai tới khuyên nói, cho bao nhiêu bạc, nàng cũng sẽ không rời đi Khương Bảo Châu. Dù là tiểu thư không quan tâm ta, ta cũng phải chết đổ thừa không đi. Lục Ý lộ ra một vòng cười yếu ớt tới, nàng khó khăn nhất thời điểm, trước mắt một vùng tăm tối. Tại bước vào vực sâu vạn trượng thời điểm, Khương Bảo Châu lôi kéo nàng, đem Lục Ý đẩy vào quan bên trong. Vị tiểu thư này, ngài làn da nội tình rất tốt. Lục Ý rất biết khen người, bị một cái mỹ mạo nữ tử tán dương, Hà Tiên tâm hoa nộ phóng, lân lân. Thẩm Ma Ma, ngươi đi cổng chờ xem. Hà Tiên chưa quên muốn tìm Khương Bảo Châu phiền phức, Thẩm Ma Ma cúi mặt mo, rất giống một cái quỷ thắt cổ, nhìn mất hứng. Biểu tiểu thư, ngài không nên quên ngài ý đồ đến. Thẩm Ma Ma tức gần chết, trong lòng giận mắng Hà Tiên bùng nhão không dính lên tường được, dưỡng gia là có trình tự. Lục Ý đối Khương gia chuyện phát sinh hoàn toàn không biết gì, tận tâm tận lực vì Hà Tiên bên trên trang. Chương 215, Thanh Hàng, Thủy Nhũ, cách ly che hà, son phấn bột nước cửa hàng, đồ trang điểm đủ loại. Lục Ý dùng mu bàn tay bôi lên son môi, tại Hà Tiên trên mặt từng cái làm so sánh, đẹp mắt, không sai. Hà Tiên không chỉ có nhìn trúng đồ trang điểm, hơn nữa nhìn bên trong trước mặt trang điểm kính. Những vật này, nàng toàn diện toàn mua xuống, thế nhưng là, cái gương này là cửa hàng chúng ta trấn điếm chi bảo. Lục Ý do dự một chút nói, tiểu thư nói, tấm gương rất đắt, muốn lên ngàn lượng bạc. Tấm gương có lẽ rất đáng tiền, có điều, trước đó cửa hàng bên trong một cái tiểu nhị không cẩn thận đánh nát một góc. Ngày thứ hai, Khương Bảo Châu liền phái người đổi một mặt mới, không có nửa phần trách móc nặng nề. Mặc dù không có xin chỉ thị tiểu thư, Lục Ý suy đoán hẳn là có thể bán, hơn ngàn lượng, là rất nhiều bạc. Bản tiểu thư mua, bực này rõ ràng tấm gương không phổ biến, Hà Tiên lúc này đánh nhịp, vậy được rồi, trên thị trường, rất ít gặp chiếu người rõ ràng như thế tấm gương. Lục Ý hậu tri hậu giác, nàng giống như muốn ít, ai, nhiều yếu điểm tốt, chỉ có cửa hàng kiếm tiền, Khương Bảo Châu khả năng dẫn đầu cả nhà trên dưới ăn ngon uống sướng. Tiểu thư, chúng ta cửa hàng nhũ dịch, che hà chờ công nghệ phức tạp, sản xuất tương đối ít, vật hiếm thì quý, Lục Ý nói đến rất rõ ràng. Các ngươi cửa hàng có bao nhiêu bạc hàng? Hà Tiên chuẩn bị toàn bộ cầm xuống, tìm tiêu đội vận chuyển đi đến Kinh Thành. Thẩm gia, Hà gia nữ quyến, quen biết hảo tỷ muội, những cái này liền có mấy chục người, còn lại, lại giá cao bán đi, nhỏ kiếm một bút, ngài đều muốn rồi. Cửa hàng đồ vật có rất nhiều, có chút son môi sắc hào chọn người, bị đại diện thương đổi quá hàng. Cửa hàng chủ đánh màu đỏ chót, còn lại toàn bộ là hàng tồn. Nói trắng ra, bán không được, đang cố gắng lắc lư bên trong. Những cái này sắc hào bởi vì mới lạ, rất là hút hàng. Lục Ý trong lòng ước gì Hà Tiên tranh thủ thời gian mua, trên mặt lại có chút do dự. Có lẽ Kinh Thành nữ tử mở ra, lại càng dễ tiếp nhận mới sự vật. Ngươi ra cái giá, Hà Tiên không kiên nhẫn, nàng cũng không phải không trả tiền. Trong lòng không nhìn trúng Khương Bảo Châu, tại biến đẹp cùng với Khương Bảo Châu bực bội bên trên, Hà Tiên quả quyết lựa chọn cái trước, sợ là muốn lên vạn lượng. Người đến, là một con dê béo, đoán chừng cũng là làm một cú. Lục Ý cấp tốc làm cái định vị, đem giá tiền báo cho nhân viên thu chi. Nhân viên thu chi hạch toán về sau, tổng cộng 1.3560 lượng bạc, 60 lượng cho ngài không tính số lẻ, cần 1.3500 lượng. Tiếp đãi một cái khách hàng lớn, cửa hàng thật không có cách nào mở. Lục Ý đem cửa hàng đóng cửa, bắt đầu vì Hà Tiên thanh hàng. Tổng cộng tiêu tốn không nhỏ, Hà Tiên tự mình đến Vạn Thông tiền trang lấy tiền hối đoái, hiện ngân giao dịch. Tiểu thư, ngài bản thân liền ngày thường đẹp, dùng tới những cái này tô điểm, kia thật là khiến người ta không rời nổi mắt. Ngân hàng hai bên thỏa thuận xong, Lục Ý nội tâm rất là kích động. Bán đứt hàng, hôm nay nàng có thể nghỉ ngơi, mua lấy ăn uống đi Khương gia nhìn đậu hoa. Nghe nói Khương gia ngày ngày có chơi mạt chược đội ngũ, Lục Ý cảm thấy mới lạ, muốn đi tham gia náo nhiệt. Thật sao? Hà Tiên sờ sờ mặt mình, biểu ca nếu là thích ta liền tốt. Nâng lên Thẩm Hoài Dung, Hà Tiên mới như ở trong mộng mới tỉnh. Nàng đến cửa hàng, là vì tìm Khương Bảo Châu phiền phức, mục đích là vì nện cửa hàng. Hiện nay, trên mặt đất, biểu hiện ra cửa hàng, tất cả hàng, đều là nàng. Khó trách, vừa mới Thẩm Ma Ma sắc mặt khó coi như vậy. Tiểu thư, đều nói nữ vì người thương mà làm đẹp, ta lại không nghĩ như vậy. Lời nói này, là Khương Bảo Châu nói cho Lục Ý, Lục Ý lại chuyển đạt cho Hà Tiên. Nữ tử, quan trọng hơn chính là lấy lòng chính mình, vô luận là ai, đối với mình đến nói đều là người ngoài. Thật sao? Hà Tiên lơ đễnh, nàng muốn biến đẹp, tức chết những cái kia bệnh đau mắt cùng nàng tranh đoạt các tiểu thư, đồng thời, càng muốn bằng vào mỹ mạo, hấp dẫn nàng ngưỡng mộ trong lòng nam tử. Đối với biểu ca, Hà Tiên nhất định phải được. Cửa hàng bán chạy, Khương Bảo Châu biết được về sau, mang Nhỏ Quả Cam đi cửa hàng, vừa tới cổng, liền thấy Thẩm Ma Ma cùng một đám nanh vuốt, các ngươi làm sao tại cái này, Hà Tiên mua không nàng cửa hàng, chẳng lẽ có khác rắp tâm, trong lúc nhất thời, Khương Bảo Châu hơi nghi hoặc một chút, bà Cốt nhìn thấy Khương Bảo Châu, giật nảy mình, khó trách hôm nay đến Khương gia cửa hàng, nguyên lai Hà tiểu thư là vì tìm phiền toái, khi nàng chẳng phải là thành đồng lõa, Khương đại nhân thiết diện vô tư, vạn nhất biết nàng giả danh lừa bịp, bà Cốt lui ra phía sau một bước, bạc cho lại nhiều, công việc này nàng cũng không dám tiếp, đến, bà Cốt, chính là nàng, Thẩm Ma Ma đem bà Cốt đẩy lên Khương Bảo Châu trước người, hô to một tiếng nói, yêu nghiệt nhanh chóng hiện hình, nói, máu chó đen trực tiếp đối Khương Bảo Châu dội đi, nghìn cân treo sợi tóc, Nhỏ Quả Cam ôm chặt Khương Bảo Châu, hai người một cái lắc mình, lui ra ngoài đến mấy mét xa, Khương Bảo Châu tránh thoát đi, ở sau lưng nàng không xa Hà Tiên một cái lảo đảo, ngay sau đó, chỉ thấy cách ăn mặc tinh xảo Hà Tiên, bị một chậu máu chó đen quay đầu dội xuống đi, chương 216, phản bội, trước mắt một mảnh huyết hồng sắc, sền sệt lại tràn ngập nồng đậm mùi tanh, Hà Tiên cúi đầu xuống, nàng mở mắt không ra, máu chó đen là hẳn là rơi tại Khương Bảo Châu trên đầu, làm sao mình gặp tai bay vạ gió, thật vất vả ăn mặc cảnh đẹp ý vui, Hà Tiên đang nghĩ đi thành Bắc Đại Doanh tìm Thẩm Hoài Dung, nàng đã nghĩ kỹ, lần này không còn đối chọi gay gắt, nàng muốn lui một bước, nếu như biểu ca nhất định phải Khương Bảo Châu, kia Khương Bảo Châu làm tiểu thiếp chưa chắc không thể, Hà Tiên dự định lấy lui làm tiếng, ai ngờ lại dẫn đầu gặp nạn, đột nhiên tới một màn, một bên Thẩm Ma Ma phản ứng không kịp, sững sờ tại nguyên chỗ, yêu nghiệt, ta nhìn thấy yêu nghiệt, bà Cốt một suy nghĩ, mặc kệ Hà tiểu thư là thân phận gì, đều không trọng yếu, Hà tiểu thư là kinh thành nhân sĩ, vạn nhất đắc tội Khương gia, nước xa không cứu được lửa gần, bà Cốt tại Bắc Địa, không dám đắc tội người nhà họ Khương, càng nghĩ, nàng lâm thời phản bội, nơi nào có yêu nghiệt, ngươi nói rõ ràng, Thẩm Ma Ma coi là bà Cốt ra tay, lúc này dẫn đạo địa đạo, máu chó đen rải lên đi, yêu nghiệt hiện hình, bà Cốt cầm trong tay cái lá bùa, vây quanh Hà Tiên quấn một vòng về sau, lúc này đem lá bùa đập vào Hà Tiên trên trán, lần này, Thẩm Ma Ma càng há hốc mồm hơn, các nàng trước đó cũng không phải như thế thương lượng, sai, sai, Thẩm Ma Ma coi là bà Cốt hồ đồ, lầm người, Khương Bảo Châu, bị yêu nghiệt phụ thân chính là Khương Bảo Châu, bà Cốt thu 100 lạng bạc ròng, hai phe đã định tốt quá trình, không phải Khương tiểu thư, bà Cốt trong lòng nguyền rủa Thẩm Ma Ma, cái này lão chủ chứa là muốn nàng ăn cơm tù a, bạc nàng một điểm không thu, cho dù dạng này, bà Cốt cũng phải biểu hiện ra, lập trường của mình, sẽ không sai, Hà tiểu thư trên thân, phụ một con xà tinh, bà Cốt miệng bên trong ngâm nga quái dị tiểu khúc, không chỗ ở quay chung quanh Hà Tiên bên trên nhảy xuống vọt, thấy có náo nhiệt có thể nhìn, hai bên lập tức vây đầy bách tính, yêu nghiệt, ta vì Trương đạo trưởng thứ tư đệ tử đời 11, đừng muốn ngông cuồng, bà Cốt nói xong, từ bên hông gỡ xuống một cái hồ lô, làm ra thu yêu động tác, không người tiến lên hỗ trợ, máu chó đen mùi tanh quá dày đặc, quẹ, Hà Tiên nhổ một ngụm, tiếp lấy nôn ngăn chặn cuống họng, nàng bị nghẹn đến mắt trợn trắng, nguyên lai, kinh thành đến tiểu thư cũng mang theo tà ma, dân chúng một mặt hứng thú, nghị luận ầm ĩ, kia bà Cốt có chút kỳ quái a, nếu như không nhìn lầm, bà Cốt hẳn là Hà Tiên mời đến đối phó nàng, thời khắc mấu chốt đấu tranh nội bộ, đột nhiên phản bội, có chút ý tứ, nháo kịch một mực tiếp tục đến Hà Tiên ngất đi mới đình chỉ. Lần này, Thẩm Ma Ma rốt cục kịp phản ứng, tiến lên đập Hà Tiên, đoạn hàng cửa hàng đóng cửa, hôm nay cửa hàng bên trong mỗi người đều có ban thưởng, tấm gương trong không gian tràn lan, bán 1.000 lượng, bạc nhẹ nhàng vào sổ, vì thế, Khương Bảo Châu rất hài lòng, lại một cái, bán không đi son môi sắc hào, đều bị Hà Tiên nhận thầu, mặc dù hai người là tình địch, đối mặt một cái lớn oan loại, vẫn là cho mình nạp tiền, Khương Bảo Châu nhiều mấy phần tha thứ, bà Cốt. Nghe nói xà tinh sẽ hút một người tinh khí cùng tinh huyết, dù là đuổi đi, có phải là cũng muốn đi Amni cô bên trong thanh tịnh một đoạn thời gian, gõ gõ mỏ, viết kinh thư, lẳng lặng tâm, vạn nhất khám phá hồng trần, xuống tóc làm ni cô là cái lựa chọn tốt, bà Cốt, khóe mắt liếc qua một mực xem ở Khương Bảo Châu phương hướng, Khương Bảo Châu rất biết điều, làm ra chỉ dẫn, đúng, muốn, bà Cốt than thở, nàng nghĩ đến cái không trả lại tiền ý kiến hay. Khương Bảo Châu mang theo cửa hàng bên trong trưởng quỹ bọn tiểu nhị bao tửu lâu chúc mừng, người sau khi đi, bà Cốt lúc này mới thở phào, bà Cốt, ngươi thật to gan, Khương Bảo Châu tính là thứ gì, chẳng qua là cái tội thần nữ thôi, đắc tội người nhà họ Hà, bà Cốt cho là mình có thể toàn thân trở ra, cũng không phải, nha hoàn đem Hà Tiên đỡ đến trên xe ngựa, Bà Cốt trấn định mà đối diện Thẩm Ma Ma làm khó dễ, nàng trên giang hồ nhiều năm như vậy, cái gì khó làm người chưa thấy qua. Thẩm Ma Ma, xà tinh hoàn toàn chính xác bám vào Hà tiểu thư trên thân. Bà Cốt thở dài nói, máu chó đen vung đi vào, xà tinh hiện hình, ta nếu là không thu nàng, hậu hoạn vô cùng a. À, thật có xà tinh. Thẩm Ma Ma nửa tin nửa ngờ, sẽ không là Bà Cốt được nàng đi. Thiên chân vạn sát, Bà Cốt một mặt ngưng trọng nói, chúng ta trước đó có ước định, nếu như hết thảy bình thường, ta bên này khẳng định là dựa theo ước định làm việc, làm một bà cốt, thu yêu là bản chức công việc. Nhìn thấy Hà Tiên trên thân có bóng đen, Bà Cốt liều lĩnh xông đi lên, ta biết, cử động lần này sẽ bị hiểu lầm, dù là bạc không muốn, nàng cũng phải thu xà tinh. Đối Hà Tiên, đối tổ sư gia đều có một câu trả lời, khi Khương Bảo Châu trên thân đến cùng có hay không yêu nghiệt. Thẩm Ma Ma quan tâm hơn vấn đề này, nói không có, kia bạc nhất định phải lui về, nếu như nói có, tìm nàng lại tìm Khương tiểu thư phiền phức làm sao xử lý. Bà Cốt một mặt giữ kín như bưng mà nói, không thể nói a. À, chương 217, nhà mới. Bà Cốt lại nhảy giả thần giả quỷ, nói đến vô cùng kỳ diệu, Thẩm Ma Ma tin mấy phần, nàng cho thấy Hà gia địa vị, Thẩm Ma Ma không tin Bà Cốt có lá gan đi lừa gạt. Khương Bảo Châu nếu quả thật bị phụ thân, đây tuyệt đối là một cái Bà Cốt đối phó không được đại gia hỏa. Về phần Hà tiểu thư, bị phụ thân thời gian hẳn là không dài, khí đã diễn một nửa, dựa theo Khương Bảo Châu ý tứ, Bà Cốt diễn trò làm nguyên bộ. Nghe nói một đoàn người từ Kinh Thành mà đến, Bà Cốt hỏi, rừng núi hoang vắng, dễ dàng nhất gặp phải, vậy như thế nào hóa giải? Từ khi Hà Tiên bị dội cẩu huyết về sau, thần chí không rõ, thậm chí mắt trợn trắng, dựa theo tính tình của nàng, sớm hẳn là chửi ầm lên. Điểm này, Thẩm Ma Ma rất là nghi hoặc, xà tinh hút tinh huyết, sợ là muốn điều dưỡng một thời gian. Trọng điểm đến, Bà Cốt đề nghị, ngài không bằng mang Hà tiểu thư đi am ni cô bên trong ở mấy ngày, bình thường, hẳn là đi trong chùa miếu dương khí nặng, chẳng qua biên thành trừ Quảng Hóa Tự bên ngoài, cũng không thu lưu nữ khách. Hà tiểu thư sao chép mấy ngày kinh thư, gõ mỏ, nghe giảng kinh, nhất định có chuyển biến tốt. Xà tinh đã đi, Hà Tiên trên thân mang theo u ám yêu khí, không hóa giải đối thân thể không tốt. Tốt a, à, xuất sư bất lợi, Thẩm Ma Ma rất tức giận, làm một hạ nhân, không tốt lấy hạ phạm thượng, không phải, nàng thật muốn đem Hà Tiên tổ tông mắng ra, rõ ràng cùng Khương Bảo Châu có thù, lại đi Khương Bảo Châu cửa hàng dùng tiền, đây không phải thiếu thông minh, thật muốn những cái kia son môi diện sương một loại, có thể tìm người nửa đêm đến trộm a. À, thành sự không có, bại sự có dư đồ vật, mắng qua đi, Thẩm Ma Ma bất đắc dĩ, lại đi chiếu cố Hà Tiên. Bà Cốt sau khi về nhà, mí mắt càng không ngừng nhảy, tâm thần có chút không tập trung, cái này 100 lạng bạc ròng, phỏng tay a. À, Thẩm Ma Ma không có muốn cầu thần bà trả lại tiền, ngay từ đầu, Bà Cốt rất là mừng rỡ, rốt cục làm thịt một con dê béo, hiện tại dư vị tới, không thích hợp, nàng vội vàng mua quà tặng, lại bốn phía sai người nói tốt cho người, cuối cùng, tìm tới Ngô Thông Nương hỗ trợ, đem 100 lạng bạc ròng đưa đến Văn Thị trước mặt. Từ Thẩm Ma Ma trong tay hố đến bạc, coi như cho Khương tiểu thư đền bù. Ngươi tới thật đúng lúc, tọa hạ cùng một chỗ chơi mạt chược a. Người nhà bận chuyện, tam khuyết một. Văn Thị bắt lấy Ngô Thông Nương, vội vàng đem người ngăn lại. Về phần tới quấy rối Hà Tiên, Văn Thị căn bản không thèm để ý. Phu nhân, nhìn ngài khí sắc không tệ. Ngô Thông Nương cùng Bà Cốt có chút quan hệ thân thích, đã bị cầu tới đến, không tốt khoanh tay đứng nhìn. Ăn được ngủ ngon, nhi nữ bớt lo, trong nhà có con dâu lo liệu, ta là cái người rảnh rỗi a. À, bị lưu vong về sau, Văn Thị toại nguyện vượt qua vui chơi giải trí không nhọc lòng thời gian, trong nhà vừa mua cái 4 nhà đại viện, chờ thu thập thỏa đáng, cả nhà dời đi qua, vậy bây giờ dinh thự muốn bán ra. Ngô Thông Nương trong tay tích lũy một chút bạc, nhìn trúng Khương gia phong thủy, không, đem trước sau đánh thông, mở một cái đại học đường. Khương Bác Đấu nói, nghèo thì chỉ lo thân mình, đạt thì kim tế thiên hạ, mặc dù hắn không đạt được kim tế thiên hạ cao độ, lại muốn vì Bắc Địa bách tính làm việc, lão gia nhà ta muốn tuyển chọn thông tuệ, hoa tử, đến học đường đọc sách, mời tiên sinh bạc từ Khương gia bỏ ra, bé con đọc sách tập viết, không tốn phí một cái tiền đồng, nếu như trong nhà quả thực khó khăn, học đường sẽ còn phụ cấp bút mực giấy nghiên bạc, trời ấm về sau, cất rượu tác phường đưa vào danh sách quan trọng, trong nhà hạ nhân, phần lớn đi cất rượu tác phường bên trong làm công, mấu chốt trình tự làm việc, từ Khương Bảo Châu tự mình điều khiển, nàng cất rượu trải qua nhiều lần chưng cất, số độ cao, rượu mùi vị của nước thuần hậu, tại sơ kỳ, sản xuất chậm, mặc dù như thế, đã bị các đại tửu lâu để mắt tới, bận bịu một lúc lâu, đến âm lịch tháng 5, nhà mới để cải biến hoàn tất, khoảng cách Tri Phủ Nha Môn chỉ cần đi bộ một khắc đồng hồ, cả nhà chọn cái ngày hoàng đạo chuyển nhập, nhà mới để khố phòng càng lớn, Khương Bảo Châu rất hưởng thụ đem khố phòng lấp đầy cảm giác, chỉ tiếc, trời nóng về sau, thịt chỉ có thể thả một ngày, vì thế, Khương Bảo Châu nghiêm túc, đặc biệt xây cái kho lạnh, có một bộ phận khối băng, là tìm thương gia mua, còn lại phần lớn, đến từ Khương Bảo Châu không gian bên trong độn hàng. Trong ngày mùa đông, nàng có dự cảm ngày mùa hè trời nóng, từ trong sông lấy đi rất nhiều khối băng lớn. Lần này nhà mới, đơn độc làm được một cái tiểu viện, cho nương Văn Thị làm phòng sinh, tiểu viện hòn non bộ, lại trích dẫn nước chảy làm cảnh quan. Mẹ, ngài nhìn xem nơi nào cần cải biến, nương Văn Thị tháng lớn, lực bất tòng tâm. Mấy ngày trước đây, Biên Thành vừa không có một cái 40 trên dưới sản phụ, nghe nói, khó sinh sinh không ra đến, cuối cùng một thi hai mệnh, tin tức truyền đến Văn Thị trong lỗ tai, làm lớn tuổi sản phụ, Văn Thị không khỏi có chút lo lắng, chương 218, tóc giả, phòng sinh cũng là trong tháng phòng, cây hoa sum xuê, cảnh trí rất tốt, chờ Văn Thị sinh, tại trong phòng ngủ nghỉ ngơi, sát vách Khương Ma Ma mang tiểu bao tử, như vậy, thuận tiện cho bú, phòng ngủ kỳ thực là cái phòng, gian ngoài có bàn ghế sofa, Khương Bảo Châu từ không gian bên trong dời ra tới, Văn Thị nhàm chán, còn có thể tìm người chà mạt chược, nương rất thích, mấy ngày nay, Văn Thị chỉ cảm thấy bụng rơi trướng, ban đêm ngủ không an ổn, xoay người đều khó khăn, Văn Thị ngủ không ngon, người bên gối Khương Bác Đấu không thể không đi tiểu đêm, trong đêm cho nàng bưng trà đổ nước, mát xa sưng đi đứng, mẹ, tiểu muội có tâm, Giả Minh Nguyệt nhìn ra bà lo lắng về sau, một mực hầu ở Văn Thị bên người, đợi ngài ngồi xuống trong tháng, viện này liền về ta, bên trong một ngọn cây cọng cỏ, mỗi một chỗ trang trí, đều là Giả Minh Nguyệt thích phong cách, vì làm dịu Văn Thị lo nghĩ, Giả Minh Nguyệt nói sang chuyện khác, mẹ, lần trước đến phủ thượng gây chuyện Hà tiểu thư, làm sao không có tin tức, ngày ấy Giả Minh Nguyệt vừa vặn không tại, nếu không nàng nhất định đem người đánh đi ra, thứ gì, cũng dám tới nhà náo, ngài có chỗ không biết a, nhấc lên Hà Tiên, Nhỏ Quả Cam cười đến đau bụng, Thẩm Ma Ma cùng Hà Tiên thảo luận tốt, tìm bà cốt dội Khương Bảo Châu cẩu huyết, kết quả, Hà Tiên bị máu chó đen đánh trúng, nhận không nhỏ kích động, Thẩm Ma Ma càng tin tưởng bà cốt, hoài nghi Hà Tiên trên thân có xà tinh, Hà Tiên nói hết lời, Thẩm Ma Ma không nghe, hai người lên nội chiến, Hà Tiên được đưa đến Amni cô gõ mỏ, một ngày liền chịu không nổi, đợi đến đêm, sâu vắng người, Hà Tiên thừa dịp Thẩm Ma Ma nằm ngủ, lén lút mang nha hoàn rời đi, ai ngờ vừa đi ra ngoài, liền bị mấy cái ni cô bắt lấy, không biết làm sao, ni cô nhận lầm người, mấy người không nói lời gì, đem Hà Tiên đè lại cạo đầu, chờ Thẩm Ma Ma nghe được tiếng động đi ra ngoài, thì đã trễ, Hà Tiên bị cạo cái âm dương đầu, một bên có tóc, một bên đầu trọc, Hà Tiên chịu không được đả kích, không mặt mũi trở lại Kinh Thành, một mực đang Bắc Địa điều dưỡng thân thể, ra chuyện như thế, Thẩm Ma Ma có trách nhiệm, Hà Tiên cùng Thẩm Ma Ma bất hòa, Thẩm Ma Ma một cái làm xuống người, không còn dám đắc tội với người, đành phải lưu lại lấy công chuộc tội, hai người phân biệt viết thư đến Kinh Thành tố cáo, trước mắt, còn không có Kinh Thành tin tức truyền đến, muốn nô tỳ nói, Hà Tiên là họa phúc không lường sao biết không phải phúc, bị tự dưng cạo đầu, tóc còn có thể dài ra lại, nếu như tiếp tục chạy đến Khương gia gây sự, vậy thì phải chân gãy, khó trách, vị kia Hà tiểu thư gần đây không có tin tức, ta còn tưởng rằng nàng biết khó mà lui, thời gian qua đi hơn một tháng, được nghe lại Nhỏ Quả Cam nhất lên việc này, Văn Thị chỉ cảm thấy mới mẻ, phu nhân, còn có mới mẻ hơn sự tình đâu, Khương Bảo Châu thấy mẫu thân nóng lòng ăn dưa, đối Nhỏ Quả Cam giơ ngón tay cái lên, bát quái lực lượng, đủ để quên mất phiền não, vậy ngươi nói nghe một chút, Văn Thị ngồi tại đình viện trong lương đình, mang lên mấy thứ nhỏ ăn vặt, Nhỏ Quả Cam môi lưu loát, sinh động như thật mà nói, Hà tiểu thư trọng kim cầu tóc giả, vấn đề nằm ở chỗ tóc giả bên trên, bởi vì một bên trọc, Hà Tiên nhu cầu cấp bách giả, phát, đối với nữ tử đến nói, tóc là thân thể một bộ phận, thân thể tóc da, thụ chi phụ mẫu, nếu như không phải thời gian thực sự không vượt qua nổi, ai cũng không muốn bán tóc, Hà Tiên cần ngang eo tóc giả, người nghèo nguyện ý xén, chỉ tiếc bởi vì ăn kém, tóc buồn tẻ không có ánh sáng, phân nhánh, đứt gãy, giống như cỏ dại, cùng Hà Tiên tóc của mình cách biệt một trời, Hà Tiên cho giá tiền cao, kết quả gặp phải vô lương thương gia, vì kiếm tiền, vô lương thương gia lòng dạ hiểm độc, nghe nói thành Bắc không có một vị 17-18 tuổi tiểu thư, thương gia đào mở tiểu thư phần mộ, đem tiểu thư tóc cạo đi làm tóc giả, còn có việc này, trộm mộ là trọng tội, bị bắt được chí ít ăn 10 năm 8 năm cơm tù. Đồng thời, cử động lần này thiếu đại đức, không phải sao, may mà vị tiểu thư kia tóc tốt, tóc giả làm tốt về sau, Hà Tiên rất hài lòng, ai ngờ, cũng liền quá một ngày. Ở buổi tối, Hà Tiên bắt đầu tấp nập ác mộng, trong mộng, có một vị thấy không rõ mặt nữ tử, đối nàng thê lương thét to, trả ta tóc, cũng bởi vậy, Hà Tiên không còn dám mang tóc giả, Hà Tiên chưa từ bỏ ý định, còn tại tìm kiếm tóc giả a. Khương Bảo Châu không gian bên trong, có các loại người làm giả phát, Hà Tiên tóc là tự nhiên đen, không gian bên trong đủ để coi giả thành thật, khoản này bạc, chúng ta phải kiếm a. Khương Bảo Châu nhận Giả Minh Nguyệt ảnh hưởng, giỏi về phát hiện cơ hội buôn bán, tuy nói, nàng cùng Hà Tiên là tình địch, nhưng cùng bạc không có thù a, có cơ hội kiếm tiền, nàng sẽ không bỏ qua. Chương 219, Thánh chỉ đến, một đỉnh tóc giả, có Lục Ý xuất mã, bán gần 1000 lượng bạc, Hà Tiên thử mang một ngày, tóc giả cùng tóc của nàng rất dán vào, gần như cùng lượng thân định chế đồng dạng, thông khí, nhẹ nhàng, đồng thời, tóc rất thuận hoạt, cùng nàng bản thân tóc không có phân biệt, mua được ngưỡng mộ trong lòng tóc giả về sau, Hà Tiên lập tức quyết định rời đi Biên Thành, cái này thâm sơn cùng cốc địa phương, bản tiểu thư thật chịu đủ, tại Amni cô bị cạo đầu, Hà Tiên uất ức muốn chết, lại không thể làm gì, nếu như nàng náo tới cửa, quấy rầy Phật tổ thanh tịnh, sợ gặp báo ứng, Hà Tiên nén giận ở một tháng kế tiếp, lại ở xuống dưới, không có nhiễm lên hơi tiền khí, nhìn Khương Bảo Châu liền biết, đã từng là vọng tộc thiên kim, bây giờ tại Bắc Địa, lại tục lại con buôn, biểu tiểu thư, Khương Bảo Châu che giấu tốt, công tử không nhìn ra bộ mặt thật của nàng, Thẩm Ma Ma thuận Hà Tiên nói, trong lòng mắng Hà Tiên là đồ ngốc, một đỉnh phá tóc giả, trong kinh thành nhiều nhất mấy trăm lạng bạc ròng, tại Bắc Địa, há miệng muốn 1000 lượng, Khương Bảo Châu còn không bằng đi đoạt, làm sao, chính là có Hà Tiên bực này oan đại đầu mua trướng, Hà Tiên là giả phát, lập tức thay đổi thần thái bay lên, trước khi rời đi, nàng chạy đến son phấn bột nước cửa hàng tìm Khương Bảo Châu thị uy, Khương Bảo Châu, ngươi chờ, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, Thẩm Hoài Dung không có khả năng cưới tội thần nữ, ngươi về sau, chỉ xứng làm rửa chân nha hoàn. Hà Tiên còn không đợi nói xong, Lục Ý cầm chổi lông gà từ cửa hàng bên trong chạy ra cửa, ngươi dám nói tiểu thư nhà ta, đánh chết ngươi, đừng quản Hà Tiên tại cửa hàng tiêu phí bao nhiêu, nói nàng nhà tiểu thư không tốt, Lục Ý tại chỗ liều mạng, Hà Tiên tránh né, chổi lông gà, dùng tay che lấy đầu, tại né tránh quá trình bên trong, tóc giả rơi xuống, a ha ha, các ngươi mau nhìn, vị tiểu thư kia nửa cái đầu trọc, có náo nhiệt có thể nhìn, bách tính lập tức vây xem. Hà Tiên một mặt khuất nhục, tránh né đến trên xe ngựa, cửa hàng bên trong, Khương Bảo Châu ngay tại tính sổ sách, song môi vẫn là màu đỏ chót bán được nóng nảy, còn lại nhan sắc, toàn bộ nhờ Lục Ý mang hàng. Tiểu thư, ngài liền không nên làm Hà Tiên sinh ý, chổi lông gà không có đánh tới người, không có phát huy tốt, Lục Ý tức giận chính mình, không làm nàng sinh ý, làm sao kiếm tiền, hờn dỗi là thống khoái, loại đau này nhanh, chỉ là nhất thời, nhưng mà mất đi 1000 lượng bạc. Khương Bảo Châu ít nhất phải thất lạc cả một ngày, nàng đeo lên tóc giả tùy tiện, vạn nhất cùng ngài đoạt Thẩm đại nhân làm sao xử lý, Lục Ý không hiểu, bạc cùng Thẩm đại nhân so sánh, vẫn là Thẩm đại nhân trọng yếu, Thẩm đại nhân có địa vị, tướng mạo tốt, bổng lộc cao, chỉ cần thân ở nó vị, có thể chế tạo sau 1000 lượng càng nhiều tài phú, cho nên, nhà nàng tiểu thư không thể chỉ trước mắt lợi ích, bạc cùng Thẩm đại nhân, ta đều muốn, đối với Thẩm Hoài Dung, Khương Bảo Châu tình thế bắt buộc. Càng sâu nhập hiểu rõ thời đại này nam tử, nàng liền càng phát ra cảm giác Thẩm Hoài Dung khó được, về phần kia đỉnh tóc giả, bởi vì là nhân tạo hợp thành, rất khó quản lý, không ra một tháng, tóc dài liền sẽ tróc ra, thắt nút, xuất hiện dạng này vấn đề như vậy, Hà Tiên nhiều lần tìm nàng phiền phức, Khương Bảo Châu hố Hà Tiên một cái, không quá phận a, đảo mắt, đến âm lịch mùng 5 tháng 5 Đoan Dương tiết, nha môn nghỉ ngơi một ngày, Khương Tu Văn cũng trở về, cả nhà đoàn, tụ. Gần đây, trong nhà toàn bộ nhờ nữ tử chèo chống, đều vất vả, Khương Bác Đấu làm nhất gia chi chủ, phi thường cảm tính, đã quá Đoan Dương tiết, hôm nay cũng không cần trong nhà phụ nữ trẻ em xuống tay, Khương Bác Đấu dẫn đầu Khương Tu Văn cùng Khương Tu Võ bao bánh chưng, làm ra một bàn món chính, bảo Châu Minh Nguyệt, các ngươi đều nghỉ ngơi, Khương Bác Đấu tràn đầy tự tin, một bên Khương Tu Văn lộ ra vẻ mặt khó mà tin được, ta có phải là nghe lầm rồi, Khương Tu Văn mắt trợn tròn. Tại trong quân doanh một thời gian, hắn sẽ làm đơn giản trù sống, hắn có thể, Khương Tu Võ cũng biết một ít, thế nhưng là cha Khương Bác Đấu coi như đi, mì sợi đều nấu không quen, lão đại, ngươi có ý kiến, Khương Bác Đấu chính khoác lác, Dư Quan nhìn thấy Khương Tu Văn cùng Khương Tu Võ xì xào bàn tán, híp mắt hỏi, cha, ngài cũng sẽ không làm a? Trong nhà có hạ nhân, không cần hắn động thủ đi. Khó nghĩ được, Khương Tu Văn chỉ muốn bồi nàng dâu, ta sẽ không làm, ta lại còn không chỉ huy sao? Khương Bác Đấu cúi đầu xuống, nhìn chằm chằm dày mặt, uy hiếp ý tứ rất rõ ràng. Khương Tu Văn khóc không ra nước mắt, hợp lấy là bọn hắn làm, cha làm mấy ngày thay mặt tri phủ, liền sẽ thu nạp lòng người, làm bệnh hình thức. Lão gia, phu nhân, trong kinh thành người tới. Khương gia đám người chính tụ trong sân nói chuyện phím, Phùng Đại Xuân bước nhanh chạy vào thông báo, kinh thành người tới. Khương Bác Đấu giật mình, nên không phải muốn đem hắn thay mặt tri phủ chức quan cho cách chức mất a. Ngoài cửa, kinh thành người tới không chào hỏi, thẳng đến Khương gia hậu viện, thánh chỉ đến, cầm đầu là lễ bộ quan viên, vì tuyên đọc thánh chỉ, thật xa từ kinh thành đi vào Bắc Địa, cuối cùng là đến. Chương 220, tứ hôn. Khương đại nhân, bản quan trong tay có 2 phần thánh chỉ. Lễ bộ quan viên nhìn thấy Khương Bác Đấu, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng được, hơn nửa năm trước kia, Khương gia toàn tộc bên trên kết thúc đầu đài, kia thảm trạng rõ mồn một trước mắt, không có nghĩ rằng người bị lưu vong Bắc Địa, không chỉ có sống sót, mà lại sống được rất tốt. Khương Bác Đấu chi nữ càng có bản lĩnh, dẫn tới thẩm thái phó để bụng, đều có thể. Khương Bác Đấu nơm nớp lo sợ, có điều, hắn là gặp qua sóng to gió lớn người, nếu là hoàng thượng thánh chỉ, hoàng thượng nói đến tính. Khương Bác Đấu dẫn đầu Khương gia đám người quỳ xuống, giữ im lặng, bóng gia lại đá đáp lễ bộ quan viên cái này tới. Mấy người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng cầm đầu quan viên quyết định trước tuyên đọc tứ hôn thánh chỉ. Trẫm nghe nói Khương gia đích nữ Bảo Châu vừa xinh đẹp lại thông minh, cùng thẩm thái phó trai tài gái sắc ông trời tác hợp cho, nhân đây tứ hôn. Về phần hôn kỳ, chỉ chờ Khương Bảo Châu cập kê ngày, gả cho Thẩm Hoài Dung. Tội thần Khương Bác Đấu tiếp chỉ, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Khương Bác Đấu hơi thiểm thần, sau đó hai tay làm nhờ nâng hình, dù sao cũng là thánh chỉ, lễ bộ truyền chỉ quan viên không dám làm khó dễ. Tội thần Khương Bác Đấu, có ăn năn ý tứ, tại Bắc Địa liên tiếp lập công. Lễ bộ quan viên đọc một nửa, Khương Bác Đấu cũng đem tâm treo lên, xem ra, cái này một phong thánh chỉ, là hoàng thượng đặc biệt cho hắn. Hoàng thượng quá nhẫn tâm, quân thần hai người nhiều năm tình cảm, nói trở mặt liền trở mặt a. Trẫm nhớ tới tình cũ, liên tiếp đêm không thể say giấc. Hoàng thượng phiến tình, Khương Bác Đấu dùng tay áo xoa xoa khóe mắt không tồn tại nước mắt, đêm không thể say giấc liền đúng, vạn nhất hắn tại lưu vong trên đường liền không có, làm quỷ cũng phải cho hoàng thượng báo mộng. Khương Bác Đấu ngay tại thất thần, không nghe rõ lễ bộ quan viên lời kế tiếp. Lão gia, ngài hết khổ. Một bên, Văn Thị vui đến phát khóc, cái gì ra mặt rồi? Khương Bác Đấu không hiểu ra sao, lần nữa cung kính tiếp nhận thánh chỉ. Cha, chúc mừng ngài. Hoàng thượng mặc dù không có triệu Khương Bác Đấu hồi kinh, lại an bài cho hắn một cái khâm sai quan chức. Nói cách khác, Khương Bác Đấu như cũ làm nhất phẩm đại quan, tại Bắc Địa, có thực quyền, đồng thời có thể viết tấu chương, thẳng tới thiên thính. Chúc mừng Khương đại nhân. Lễ bộ đám người chắp tay, chẳng ai ngờ rằng Khương Bác Đấu còn có lên phục ngày đó. Xem ra, Khương Bác Đấu là hoàng thượng sủng thần không sai, mắng to hoàng thượng ngu ngốc, mới bị lãnh đạm hơn nửa năm. Hậu cung phi tử nếu như bị chán ghét mà vứt bỏ, đầy vào lãnh cung, lại không ngày nổi danh. Các vị đại nhân, một đường vất vả, không bằng lưu lại dùng bữa. Trải qua chập trùng, Khương Bác Đấu so lúc trước khiêm tốn không ít, hắn chủ động mời đám người phần cơm. Đúng vậy a, mấy vị đại nhân, Bắc Địa món ăn có một phong vị khác. Khương Tu Văn thành khẩn giữ lại, nếu như người lưu lại, hắn xuống bếp tự nhiên là không lấy ra được, đành phải vất vả tiểu muội. Vì trốn tránh lao động, Khương Tu Văn cùng Khương Tu Võ rất là nhiệt tình. Không được, lễ bộ đám người khéo lời từ chối, bọn hắn cho Khương gia đưa thánh chỉ, còn muốn hướng trong quân doanh đi một chuyến, mặc dù không có cơm ăn, lại lĩnh Khương gia tâm ý. Mắt thấy đám người rời đi, Khương Tu Văn mặt trắng hơn quả cà. Tu Văn Tu Võ, hai người động tác nhanh lên, lại tiếp tục trì hoãn, lề mà lề mề, bữa tối biến ăn khuya. Cha, chỉ có nhi tử cùng nhị đệ, nhân thủ không đủ dùng a. Khương Tu Văn làm công việc không có vấn đề, hắn chỉ muốn giám sát cha, dù sao cũng là cha Khương Bác Đấu nói ra, tổng không tốt lười biếng, làm càng. Khương Bác Đấu thổi thổi râu ria giận nói, hai người các ngươi cùng bản quan nói như thế, quả thực bất kính, hắn hiện tại là khâm sai đại lão gia, hoàng thượng đáy lòng bên trên nhớ người. Cha, Khương Tu Võ rất phiền muộn, trước kia, cha Khương Bác Đấu dùng trưởng bối thân phận áp chế, hiện nay, cải thành dùng quan chức, nghĩ đến mình vẫn là cái tiểu bổ khoái. Khương Tu Võ rất thương cảm, tham quân suy nghĩ đã xảy ra là không thể ngăn cản, Khương Bác Đấu đến thư phòng uống trà, anh em nhà họ Khương hai trung thực làm khổ lực, chỉ tiếc, hai người tay chân không lanh lẹ như vậy, học nửa ngày bao không được một cái bánh chưng. Đại ca nhị ca, ta đến dạy các ngươi, Khương Bảo Châu nháy mắt mấy cái, lấy dạy học vì lấy cớ nhường, trong nhà bánh chưng, bao mặn miệng cùng ngọt miệng, mặn miệng hạt dẻ thịt tống, lòng đỏ trứng thịt tống, ngọt miệng bánh đậu bánh chưng, đại hoàng gạo mứt táo bánh chưng, có một phần là Khương Bảo Châu không gian, bị nàng trực tiếp lấy ra, đợi đến buổi trưa trước sau, Bạch Lạc Trần cùng Tiểu Kiều một trước một sau đến Khương gia, các ngươi bao bánh chưng, Bạch Lạc Trần thấy Khương Tu Văn cùng Khương Tu Võ vén tay áo, một mặt mới lạ, nghe nói có phương Nam bách tính yêu thích thịt tống, Bạch Lạc Trần nụ cười trên mặt càng thêm chân thành, thời gian mấy tháng, Tiểu Kiều lột xác đến đám người kém chút nhận không ra, nguyên bản lại đen lại tráng, hiện nay đã là dương liễu eo nhỏ,